chương 31 Quan hệ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai, như trước là một cái trời quang, thái dương tốt lắm. Tan tan cùng người trong nhà cơm nước xong, cũng không biết làm gì, tô trần thị cùng tô một hai cái đều say tàu, bọn họ này mấy tiểu bối cũng không phải say tàu, chỉ là trên thuyền tiêu khiển quá ít. Trần Nhữ Cảnh trở về đọc sách đi, tan tan tam tỉ muội lại bắt đầu ngơ ngác đứng ở trên sàn tàu mặt, mặt sau truyền đến một trận ho khang thanh tan tan quay đầu là cam tùng tô cô nương tô công tử cam tùng đối với bọn họ chào hỏi cam công tử có việc sao tan tan hỏi bởi vì ánh mắt hắn đang nhìn bản thân nghe tan tan như vậy hỏi cam tùng ôm môi ho khang một tiếng sau đó lắc lắc đầu có chút âu sầu bộ dáng hắn thở dài một hơi như thế nào tan tan nhíu một chút mi Cam Tùng ở tại chỗ thông thả bước hai hạ, thế này mới đối với Tang Tang nói. A à Huyên đêm qua bị cảm, chỉ là phía ta bên này không có mang viên thuốc, không biết tô cô nương có sao. Triệu Huyên bị cảm, Tang Tang nghĩ đến ngày hôm qua của hắn đầu ngón tay đụng tới bản thân thời điểm, rất lạnh thật lạnh, làn da hắn cũng là lạnh màu trắng, hay là hắn ngày hôm qua liền không thoải mái. Tô Trạch Lan nói, chúng ta nhưng là bị một ít viên thuốc, ta nhường nha hoàng cấp Huyên biểu ca đưa đi qua nói xong, Tô Trạch Lan liền phân phó một bên nha hoàng lấy thuốc. Tang Tang có chút lo lắng Triệu Huyên, hắn nghiêm trọng sao, trên thuyền cũng có đại phu, nếu không thỉnh cái đại phu cho hắn xem một chút. Tang Tang là thật quan tâm Triệu Huyên, nàng coi Triệu Huyên là làm người nhà của mình, tuy rằng này gia nhân không thích nàng. Buổi sáng Thái Dương vừa mới xuất ra, Trần bị sắc quan ở trên sàn tàu tác khai, dừng ở mặt vàng nhạt sắc áo váy tan tan trên người, rất đẹp. Cam Tùng trước bội phục Triệu Huyên ánh mắt, lại muốn một chút, Tô Cô Nương không bằng tự mình đi nhìn xem Triệu Huynh, cũng không ổn, hắn dừng một chút, tiếp theo nói, trong khoảng thời gian này Triệu Huynh đối với ngươi thắc thỏm. Triệu Huyên thắc thỏm, tan tan tưởng nói ngươi là không là đang dối gạt ta, Triệu Huyên nhưng là bất cáo nhi biệt rời đi, hơn nữa mỗi một tràng ở Thanh Châu kiểm tra nàng đều tự mình đi kiểm tra cửa tìm người, một lần đều không có tìm được, hắn mới không thắc thỏm ta đâu nhưng là cam tùng ánh mắt là ở là rất chân thành. Tang Tang không quá muốn đi, một lát sau, Tang Tang lại có một chút muốn đi. Nàng nghĩ tới một cái hình ảnh, Triệu Huyên cô Linh Linh nằm ở trên giường, phát ra sốt cao, đầu óc đều phải thiêu hồ đồ, trong miệng còn tại thật không minh bạch nói la lên cái gì, không ai cùng hắn, thật đáng thương. Này không phải là tan tan hư ảo xuất ra cảnh tượng, là hồi nhỏ tận mắt đến, nàng ham chơi chạy vào vu viện, Triệu Huyên nằm ở rách tung tóe ván giường thượng, đều thiêu muốn hồ đồ, miệng mơ hồ không rõ, bất quá hắn trụ cột hảo, ngày thứ hai liền tỉnh, nhưng là tan tan liền thảm, nàng bị Triệu Huyên cảm mạo truyền nhiễm, nương bởi vậy còn trách cứ Triệu Huyên, tan tan mỗi lần sinh bệnh thời điểm, đều có thật nhiều nhân có thể kêu, kêu nương cùng cha, tỷ tỷ cùng nhị ca, nàng cho dù. Trong đầu hỗn hỗn độn độn, này đó cũng sẽ không quên. Triệu Huyên nói không rõ ràng lời nói, nàng nghe không rõ ràng hắn ở kêu ai, chỉ là vì hắn không người khả kêu. Tang Tang quyết định nhìn Triệu Huyên, quản chi nóng mặt thiếp lãnh mông, ai bảo Tô gia thiếu Triệu Huyên. Tô Trạch Lan cùng Tô Diệp đều phải cùng Tang Tang cùng đi, bọn họ lo lắng Tang Tang cùng Triệu Huyên một chỗ một phòng, không phải không yên tâm Triệu Huyên, chỉ là rất quan tâm Tang Tang. Tang Tang cự tuyệt, Triệu Huyên phòng không quá đại, đi hơn nhân không khí dễ dàng bị đè nén, nàng đi thì tốt rồi. Tô Trạch Lan cùng Tô Diệp kiên trì bất quá tan Tang bị nàng cấp thuyết phục. Tan tan trừ bỏ mang theo viên thuốc, còn nhường bọn người hầu chuẩn bị một chén cháo trắng, cháo trắng dưỡng vị, sinh bệnh nhân ăn không xong rất báo nghệ gì đó, này vừa vặn. Cam Tùng cùng tan tan đến cửa, hắn đem cháo trắng đưa cho tan Tang, đối nàng trắc một chút mắt, chính người đi vào. Tan tan tiếp nhận cháo, từ một tiếng, không có chú ý tới Cam Tùng bẩn cợt ánh mắt. Tang Tang đem này nọ phóng ở một bên tiểu trên bàn, sau đó ngồi xuống Triệu Huyên đầu giường, sắc mặt của hắn đích xác có chút hồng, là không khỏe mạnh màu đỏ, Tang Tang thò người ra, lấy tay sờ sờ Triệu Huyên cái trán, có chút nóng. Nàng nhấp một chút môi, thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy một chút Triệu Huyên, gọi hắn Huyên biểu ca. Sau đó Triệu Huyên dãy dụa mở mắt, trong ánh mắt thủy quan tràn ngập, không có một chút công kích tính, hắn thiêu có chút nghiêm trọng, tan Tang tưởng ngươi nên ăn cơm tang tang đem đỡ tìm triệu huyên làm lên đợi lát nữa ăn cháo uống thuốc ngươi ngủ tiếp được không được nhân trời sinh đều là đồng tình kẻ yếu tang tang lại không ngoại lệ huống chi nàng đối triệu huyên điểm mấu chốt đều không biết thấp đến chỗ nào triệu huyên miễn cưỡng ngồi dậy tang tang hợp thời đem gối đầu điếm ở tại triệu huyên sau lưng nàng rất ít làm chiếu cố nhân động tác cho nên có vẻ thật mới lạ tỉ như nói nhón chân cấp triệu huyên tắt gối đầu thời điểm kém chút bị xảy ở trên giường, thu tay thời điểm, tóc đảo qua triệu huyên hai gò má. Sao ngươi lại tới đây? triệu huyên thấp giọng hỏi. tan tan tránh đi đề tài này, đến, ngươi nên ăn một điểm này nọ. nàng đem cháo đưa cho triệu huyên, trong lòng đều ở suy nghĩ khuyên như thế nào hắn ăn một điểm này nọ, triệu huyên lại rất lưu loát đem cháo bác nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch. sinh bệnh thời điểm, khẩu vị không tốt lắm ăn cái gì cũng thật phiền toái, tan tan mỗi lần đều phải rối rắm nửa ngày, không nghĩ tới Triệu Huyên cư nhiên thoải mái như vậy. Nàng nhíu nhíu đầu mày, Triệu Huyên sống sót, còn sống tốt như vậy cũng rất không dễ dàng, nơi nào còn có nàng loại này tiểu thư tỳ khí. Tan tan cầm chén thu đi qua, cấp Triệu Huyên ngã một ly bạch khai, lại đem viên thuốc đưa cho Triệu Huyên, nàng còn nói, Huyên biểu ca, này viên thuốc một điểm cũng không khổ, ăn hắn có thể tốt nhanh. Tang Tang ở dùng dỗ nhân ngữ khí nói với Triệu Huyên nói, nàng tưởng Triệu Huyên thậm chí không cần hắn dỗ, lại khổ gì đó, đều sẽ không chần chờ một chút, là có thể ăn đi, bởi vì Triệu Huyên liền là như thế này thép thiết cốt lớn lên, hắn cái gì còn không sợ. Chỉ là Tang Tang muốn cho hắn cảm thụ một chút, có người dỗ hắn, làm bạn của hắn tư vị, đây là nàng một chút nho nhỏ tâm ý, tuy rằng Triệu Huyên khả năng cũng không cần Triệu Huyên quả nhiên uống thuốc cũng ăn phi thường sảng khoái, uống thuốc xong, hắn cũng biết bản thân muốn làm cái gì, đem tự ô ở trong ổ chăn, ô ra một thân mồ hôi. Tan tan thu thập xong này nọ, liền rời khỏi. Triệu Huyên kỳ thực sinh bệnh cũng không trọng, phát sốt cũng không có nghiêm trọng như thế, nhưng là hắn mặt là thật hồng, cùng hồng mã não giống nhau, hắn đem vừa mới giấu ở chăn thấp tiết khố đem ra, mặt trên ẩm một đoàn, còn có một loại mùi. Lúc tối, Tang Tang lại tới nữa, nàng gõ cửa, Triệu Huyên vội tới nàng khai, sau đó Tang Tang đã muốn đi. Triệu Huyên mặt mỏng manh trung y, sắc mặt có chút hơi hơi bạch, rõ ràng là tháng 2, thời tiết còn không nóng, Triệu Huyên trung y hơi hơi hạ lôi kéo, Tang Tang ánh mắt vừa vặn có thể thấy cổ phía dưới rắn chắc bên ngực. Tang Tang cảm thấy không tốt lắm, khả là vừa vặn xoay người liền nghe thấy Triệu Huyên trầm thấp thanh âm tiến vào. Nàng hít sâu một hơi, đem trong tay cháo trắng đưa cho Triệu Huyên, đưa cho ngươi. Cuối đầu tiếng cười theo tan tan trên đỉnh đầu truyền đến, tan tan cảm thấy Triệu Huyên đang cười, sau đó hắn liền vào phòng nội, tan tan trong tay bưng bát, tiếng thối không phải là. Một đạo phức tạp ánh mắt dừng ở tan tan trên mặt, tan tan thấy ngẫu nhiên trải qua nhân hướng nơi này nhìn qua, nàng cắn chặt răng, vào được. Nàng đem cháo bát đặt ở triệu huyên đầu giường tiểu trên mặt bàn, trong phòng có một loại rất kỳ quái hương vị, Tang Tang tính toán đi, lúc này đây vừa mới chuyển thân liền lại bị nhân túng thượng, nàng xem gặp Triệu Huyên hơi hất mày, trên mặt có một điểm tà khí cảm giác. Tô Tang Ký, muốn biết ta muốn làm gì sao? Đây là Tang Tang lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được Triệu Huyên thủ rất lớn, thường ngày thời điểm, nàng đều là xem, lúc này đây không quá giống nhau, Triệu Huyên tay cầm cổ tay của mình, còn để lại hai cái đốt ngón tay xuất ra. Tang Tang lắc lắc đầu, lại gật gật đầu nàng không phải là lòng hiếu kỳ rất nặng nhân bản thân suy nghĩ triệu huyên lại nở nụ cười ý vị thâm trường tang tang tha thiết mong xem triệu huyên vốn cho rằng lúc này đây chiếu cố hắn hắn lương tâm phát hiện không nghĩ tới vẫn là ở đậu nàng nàng bất mãn nhìn thoáng qua triệu huyên triệu huyên hầu kết chuyển động từng chút ngày mai buổi sáng ta muốn ăn trứng bắt thảo cháo tang tang theo bản năng ừ một tiếng sau đó mới phản ứng đi lại triệu huyên đây là ở gọi món ăn ta phát hiện ngươi hiện tại đã tốt lắm không phát sốt tang tang trịnh trọng nói với triệu huyên sinh bệnh chiếu cố hắn là hẳn là không sinh bệnh thời điểm liền khác làm biệt luận này không phải là quan không quan tâm vấn đề mà là cô nam quả nữ không quá thích hợp triệu huyên xem tang tang ánh mắt vi diệu ta ta tang tang vừa mới ở cửa thời điểm liền chú ý tới vài nói đánh giá ánh mắt hôm nay buổi sáng nàng lo lắng hắn này không phải là giả nhưng là đến thăm bệnh thật bình thường một ngày đến ba lần sẽ không đúng rồi nam nữ có khác nàng vừa mới đến là vì triệu huyên buổi sáng là mê mê trầm trầm nhưng là hiện tại hắn đều tỉnh triệu huyên ngô một chút đối tan tan cười cười thật sự không đến hắn ngữ khí thật bình tĩnh ánh mắt tối như mực cũng buông lỏng ra nắm tan tan cổ tay tan tan lại có một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác Triệu Huyên rõ ràng dùng là là hỏi lại câu, nhưng nghe ở tan tan trong lỗ tai, chính là không cho không đến. Ngươi! Tan tan xem hắn, Triệu Huyên khóe môi lộ vẻ như có như không ý cười, nhàn nhạt xem nàng. Tan tan trong lòng hồ nghi rốt cục có giải thích địa phương, thường ngày đều là nàng truy ở Triệu Huyên mặt sau, đây là lần đầu tiên Triệu Huyên làm cho hắn đi lại. Trước kia, hắn đều là hận không thể không thấy được của nàng. Tan tan mắt sáng, này là không phải nói rõ nàng cùng Triệu Huyên quan hệ rốt cục càng gần một bước, hắn đối bản thân tuy rằng không thể giống Tô Diệp đối bản thân giống nhau, nhưng là cũng sẽ coi tự mình là muội muội, bất quá hắn nếu tưởng coi tự mình là tỷ tỷ, nàng cũng là nguyện ý. Như vậy luôn luôn, Tan Tan nhịn không được kiều một chút môi, ta nghĩ một chút. Triệu Huyên xem Tan Tan bỗng chốc liền biến rất khá tâm tình, cúi đầu, che khuất mặt mày bên trong phức tạp tình cảm. Kế tiếp một ngày, Tang Tang đều rất vui vẻ, nàng cảm thấy Triệu Huyên thật sự thành thục, tối thiểu không có đuổi bản thân đi rồi. Hơn nữa, hắn tự hồ cũng tưởng cùng với tự mình, có lẽ cũng có thể là bản thân tưởng sai lầm rồi. Tang Tang, như vậy vui vẻ a. À. Lại là một ngày buổi tối, trở lại khoang thuyền nội, Tiểu Hồi gặp Tang Tang trên mặt tươi cười liền không có đạm quá. Tang Tang ở trên giường đánh hai cái cúc, hai mắt trạng rỡ sinh huy, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu hồi đương nhiên ngươi không biết gần nhất huyên biểu ca đều không có đuổi ta đi tiểu hồi ngồi ở đầu giường thượng xem một mặt vui sướng tan tan bỗng nhiên có một chút đồng tình của nàng huyên biểu ca nàng coi người ta là ca ca khả huyên biểu ca rõ ràng liền tan tan kia ngươi cho rằng ngươi huyên biểu ca là cái gì ý tưởng đâu tiểu hồi tò mò hỏi tan tan hắc hắc nở nụ cười khẳng định là bị của ta thành tâm đã động tang tang nghĩ đến năm trước nàng như vậy quan tâm hắn chiếu cố hắn hắn khẳng định là thấy ngày hôm qua hắn sinh bệnh chính là một cái chất xúc tác hắn rốt cục nguyện ý nhìn thẳng vào này một phần cảm tình tang tang nhất nghĩ như vậy liền hận không thể ở trên giường lại đánh vài cái cúc nhi tiểu hồi cũng đi theo cười vài tiếng tang tang ý tưởng cùng của nàng huyên biểu ca chỉ sợ trống đánh xuôi kèn thổi ngược kém xa lắc tang tang hưng phấn thật lâu rốt cục lên giường ngủ nhưng là tinh thần luôn luôn bảo trì phấn khởi trung, thật vất vả ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiểu hồi vội vàng vội kêu nàng, tan tan, mau đứng lên, có khói mê. Cái gì? Tan tan mờ mịt mở mắt, tiểu hồi phiêu ở của nàng bên gối đầu thượng, gặp tan tan tỉnh, thúc giục nàng đi ra ngoài. Tan tan dương mắt vừa thấy, tinh tế sương khói đang từ trong khe cửa nhẹ nhàng tiến vào, lúng cúng tay chân mặt xong quần áo, mới vừa đi hai bước, lại quay đầu lại, đem gối đầu hạ chủy thủ nhét vào bản thân bên hông. Tang tan vội vã mở cửa, muốn đi phía trước kêu tô trạch lan các nàng, vừa vừa ra khỏi cửa, một cái hắc y nhân thấy tan Tang, liền trực tiếp huy kiếm hướng về tan Tang khảm đi lại. Tan Tang bước nhanh về phía sau lui, hắc y nhân tốc độ nhanh hơn tan Tang hơn, ngay tại tan Tang nghiêng ngã trao đảo lui về phía sau thời điểm, người nọ âm trầm cười, trường kiếm hướng tới tan Tang thẳng tắp chém đi xuống, chỉ mành treo chung chi kế, Tang Tang hướng tới bên cạnh một bên, kiếm theo Tang Tang mặt bên rơi xuống, chặt đứt Tang Tang nhất tiệt tóc. Tang Tang còn không có đến cập nhẹ một hơi, cái kia cầm trường kiếm nam nhân đã ở bắt đầu thứ hai ba công kích. Trường kiếm lại đối với Tang Tang mà đi, mà nhưng vào lúc này, Tang Tang đã gắt gao dựa vào khoang thuyền một bên, cơ hồ lui không thể lui. Xem Trường kiếm thẳng tắp xuống, Tang Tang tâm cũng mạnh vừa thu lại lui, trong mắt ánh tất cả đều là Trường kiếm hàng quang hết thảy đều phát sinh ở một lát trong lúc đó, tình thế nhất định hắc y nhân nên diện thẳng tắp đá đến một cước, đem đá bay. Tan tan còn không có đến cập nhẹ một hơi, liền nghe thấy hỗn hển thanh âm, không biết trốn a. À. Ta đi xem ta nương. Tan tan không kịp nhiều nói chuyện với Triệu Huyên, toàn bộ trong khoang thuyền, đều là một cổ nhàn nhạt sương khói tràn ngập hơi thở. Lúc này, tan tan lại phát hiện cam tùng xuất hiện tại bản thân trước mặt, hướng tới trong không khí không biết ném nhất chút gì đó, kia sương khói quá nặng. Cam Tùng gặp tan tan sốt ruột bộ dáng, nói với nàng đến, đây là giải trong không khí mê dược. Vừa dứt lời, hai cái cái hắc y nhân lại hướng về phía tan tan bọn họ đi lại. Thủ đoạn bị người nào đó nắm giữ, tan tan về phía sau nhất thối lui, Triệu Huyên cùng Cam Tùng đã nên diện thẳng thượng. Mắt thấy những người đó cầm trong tay trường kiếm, tan tan đánh vài cái đẩu, dư quan liếc đến vừa mới một người bị đánh rớt binh khí, tan tan vài cái tiểu bước nhanh chuyển qua chỗ kia đi, mới vừa nhặt lên thanh kiếm kia, liền nghe thấy tiểu hồi sốt ruột thanh âm, mặt sau. Mạnh đứng lên, tan tan hướng tới mặt sau huy gạt, muốn đem người nọ vung ra. Người nọ một tay cầm kiếm, tan tan gắt gao nhìn chầm chầm cái kia thân hình cao lớn hắc y nam tử, có một loại khác thường quen thuộc cảm. Hắn hướng về phía tan tan khạch khạch nở nụ cười hai tiếng, lại bay nhanh đánh tới, tan tan gắt gao nắm kiếm, đối với phía trước lung tung đi qua, rốt cuộc là không có chiêu thức gì đó, thế nào so được với luyện công phu, người nọ thủ duỗi ra, liền gắt gao giam cầm tan tan tay trái. Mắt thấy kia trường kiếm lại muốn hướng tới tan tan ngực đã đâm đến, tuyết trắng ngân quang đau đớn tan tan ánh mắt. Tan tan ra sức giải dụa, người nọ một tay chặt chẽ giam cầm tan tan, tan tan cảm thấy bản thân lại muốn chết biến cố cũng liền phát sinh ở một cái chớp mắt, triệu huyên từ phía sau huy gạt kiếm, hắc y nhân phản xạ tính một bên, tan tan bị kéo vào triệu huyên trong lòng. Tan tan mới sống sót sau tai nạn mở một con mắt, chợt nghe đến hai cái lạnh như băng lãnh tự, vô dụng. Không kịp phát ra âm thanh, kia một cái hắc y nhân lại đi lại, tan tan mắt nhíu lại, bỗng nhiên nhớ tới này hắc y nhân vì sao quen thuộc như vậy. Chương 32 Điều kiện, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Là Thạch Vi Luôn luôn không có tìm được hắn người Tan Tang trong lòng ngẫu nhiên hội có dự cảm bất hảo Không nghĩ tới hôm nay ứng nghiệm Tan tan xem triệu huyên liền cùng Thạch Vi đánh nhau lên Thạch Vi thuở nhỏ tập võ Từ nhỏ danh sư dạy Võ nghệ phi phàm Triệu huyên là cùng sách vỡ khoa tay múa chân Giả chiêu số sinh ra Này hơn nửa năm mới đường đường chính chính vào chính đồ Hai người chiến đấu hăng hái trung, Tang tan thừa dịp hỗn loạn, nhặt lên một phen nhuyễn kiếm, cắn môi thối lui đến một góc. Lúc này, thạch vi trường kiếm hướng triệu huyên cổ nhất thứ, triệu huyên tốc độ bay nhanh cúi xuống thắt lưng, thừa cơ từ dưới lộ huy kiếm đi ra ngoài, thạch vi lui về sau, kham kham né qua chiêu kiếm này. Triệu huyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhuyễn kiếm trùng trùng hướng tới thạch vi phách đi qua. Thạch vi mông ở khăn che mặt hạ miệng lộ ra một cái tình thế nhất định mỉm cười, hắn dương lên thủ, một cổ sương khói hướng tới Triệu Huyên mà đi, hỗn loạn rất Triệu Huyên tầm mắt, đồng thời, hắn trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, thừa dịp Triệu Huyên tầm mắt mơ hồ, dùng trường kiếm thẳng tắp nhất thứ. Tan tan trước mặt bỗng tối sầm, chống chạy tới, trong tay nhuyễn kiếm tử hướng Thạch Vi trước mặt lung tung huy. Nàng dâu, ngươi Thạch Vi khóe miệng đè ép, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, kia thứ hướng Triệu Huyên trường kiếm ngang trời vừa chuyển, thứ hướng tan tan, Tang Tang tránh né không kịp, tay trái phát ra đau đớn đến. Triệu Huyên phản ứng bay nhanh, hắn thấy Tang Tang trên người huyết, sắc mặt trầm xuống, dưới chân nhất đằng, hướng Thạch Vi bổ nhào qua. Thạch Vi lần này không né không tránh, khi Trường Kiếm nhắm ngay Triệu Huyên vũ khí, Triệu Huyên kiếm suýt nữa bị Trường Kiếm chém thành hai nửa. Thạch Vi Trường Kiếm là hàng làm bằng sắc tạo, Triệu Huyên nhuyễn kiếm là vừa vặn theo Hắc Y Nhân Thủ Trung Đoạt đến. Mất vũ khí, Triệu Huyên bàn tay trần thạch vi một cước đá vào triệu huyên thân thể ở khoang thuyền thượng phát ra vĩ đại một thanh âm vang lên đến khóe miệng phun ra một nguồn máu tươi thạch vi thấy thế trên mặt lộ ra một cái chí đắc ý mãn tươi cười hướng tới triệu huyên âm trầm cười tan tan cắn răng nhịn đau nàng thủ sau này sờ bản thân bên hông chủy thủ lại dùng tẩn toàn thân khí lực nhân cơ hội bắt được thạch vi lấy kiếm tay phải thạch vi quay đầu hướng tới tan tan xem hai người khoảng cách rất gần hắn ngoan độc cười cười, tan tan chính là cái thất cổ thượng cá thịt, hắn nắm chặt của nàng cổ. Vợ, ta đây trước đưa ngươi, lời còn chưa dứt, thạch vi hai mắt đột nhiên trợn to, hắn siêu phía dưới xem, tan tan hai tay đẩu, một phen chủy thủ sáp nhập bản thân thắt lưng phúc trong lúc đó, ngươi nắm chủy thủ nhẹ buông tay, tan tan răng bắt đầu phát trung, thạch vi ánh mắt trừng thật lớn, tan tan không có thương tổn đến của hắn yếu hại, bất quá triệt để chọc giận hắn. Lãnh kiếm hướng tới tan tan mà đến, Tang Tang bị dọa đóng mắt, lại nghe được ầm vang một thanh âm vang lên bên cạnh truyền đến một trận ho khang. Dự kiến bên trong trường kiếm chưa có tới, Tang Tang bị dọa đến kinh ngạc nhảy dựng, nàng ngẩng đầu, Thạch Vi đã té trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, mà Triệu Huyên cúi đầu, bị máu tươi đến môi đỏ sẫm, nặng nề mân, mà trên tay kiếm dính đầy máu tươi. Triệu Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tang Tang, lại ngồi xổm xuống ngạnh sinh sinh chuyển khai thạch vi nắm rất chặt thủ đoạt lấy của hắn trường kiếm thạch vi vốn còn chưa chết thấu bị triệu huyên như vậy liên can hai khỏa tròng mắt hồng sấm huyết cắt cao nhìn thẳng triệu huyên tan tan theo bản năng lui về phía sau một bước giờ phút này tan tan mới phát hiện toàn bộ thuyền lớn cũng đã sôi trào hừng hực hỗn loạn tiếng bước chân khóc tiếng la còn có hắc y nhân huy đao tướng hướng thanh âm như luyện ngục nương tỷ tỷ Tang Tang lão đảo hướng phía trước mặt chạy tới, Triệu Huyên cúi đầu nhìn nhìn Thạch Vi, quỷ dị nở nụ cười hạ, lại cho hắn một đao. Tang Tang đi sau Tô gia nhân môn, nhưng là mỗi một cái môn đều mở rộng, bên trong không có một bóng người, Tang Tang cắn cắn đầu lưỡi, cảm nhận được huyết tinh khí ở trong khoang miệng lan tỏa, Tang Tang trấn định lại. Triệu Huyên đi theo Tang Tang mặt sau, hắn xem nàng hơi hơi ứa máu cánh tay trái, nghĩ đến nàng phát đi lên quyết tuyệt, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Huyên, Huyên biểu ca, tan tan quay đầu, xem Triệu Huyên, thanh âm nghẹn ngào, người có thể giúp ta tìm một chút cha mẹ bọn họ sao? Tan tan nói bay nhanh, nàng biết bằng lực lượng của chính mình khẳng định là không được, chỉ có mặt sau Triệu Huyên, nhưng là Triệu Huyên vẫn không nhúc nhích, tan tan mau khóc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngươi làm cho ta làm cái gì đều có thể. Cái gì đều có thể chiếm được bản thân muốn nghe đến kết quả, Triệu Huyên ánh mắt có chút vi diệu. Tan tan trùng trùng gật đầu, cái gì đều có thể. Triệu Huyên đột nhiên nở nụ cười, hắn nha không công, tay trái nắm chặt tan tan, nắm chạy ra ngoài. Tan tan cắn chặt răng, ngẫu nhiên có hắc y nhân đi lại, nàng xem Triệu Huyên dùng trường kiếm mau ngoan chuẩn thứ hướng bọn họ, đau đau bị mất mạng. Bên ngoài phong vù vù rung động, tất cả đều là kích động đoàn người, Tang Tang theo chớp lên trong đám người đi tìm Tô gia nhân. Tang Tang, bọn họ ở của ngươi hữu phía sườn gần 10 thước khoảng cách. Tiểu Hồi suy yếu thanh âm theo cốt xuyến dây xích tay lý truyền đến. Tang Tang sắc mặt vui vẻ, hướng tới Triệu Huyên gọi vào, "Huyên biểu ca, bọn họ ở đâu?" Nói xong, liền dắt Triệu Huyên hướng sàn tàu bên trái vị trí mà đi. Tô Diệp vừa mới đá bay một cái hắc y nhân, liền thấy đã chạy tới Tang Tang trần nhữ cảnh dư quang liếc đến tang tang cùng triệu huyên nắm chặt hai tay trên mặt hiển quá một tia thất lạc nương tỷ tỷ, các ngươi không sao chứ tang tang sốt ruột hỏi chúng ta tô trần thị chú ý tới tang tang nhiễm hồng cánh tay trái tang tang ngươi đây là tang tang nhịn không được tê hiểu rõ một tiếng ta không sao Tô gia nhân gắt gao vây ở đầu thuyền một cái góc lúc này ở một bên hỗn chiến cam tùng mang theo vài cái tôi tớ chạy đi lại. Triệu huynh, ngươi không sao chứ? Cam tùng nói. Triệu huynh lắc lắc đầu, hắn ngẩng đầu, hướng tới năm tầng xem, không biết năm tầng trụ là người phương nào. Có ý tứ gì? Không chỉ có là cam tùng nghi hoặc, những người còn lại cũng rất kỳ quái, vì sao muốn nói năm tầng? Triệu huynh chú ý chung quanh hết thảy động tĩnh, ngươi xem, cuồn cuộn không ngừng hắc y nhân hướng tới năm tầng đi mà đi, dựa theo đạo lý, này đó hắc y nhân hẳn là đi lầu một, này trên giường hàng hóa đều ở một tầng, khả lầu một cơ hồ không ai, chúng ta phụ cận, tuy rằng đoàn người thật hoảng loạn, khả hắc y nhân không nhiều lắm. Chỉ trừ bỏ vừa mới thề không bỏ qua đánh về phía tan tan thạch vi, còn lại hắc y nhân phản phất đối bọn họ cũng không coi trọng, gặp liền sát, không có gặp được liền tính. Nghe xong triệu huyên phân tích, Cam Tùng đầu hướng về phía trước vừa thấy, quả nhiên năm tầng đao thương kiếm minh, kịch chiến ác liệt, bọn họ này đó địa phương, một lát mới có một võ công thường thường hắc y nhân, nghĩ đến ngẫu nhiên ở phụ thân cửa thư phòng khẩu một phen nói, Cam Tùng ánh mắt sáng lượng. Cam Tùng nhìn về phía Triệu Huyên, Triệu Huynh, có dám đi hay không đổ một phen? Triệu Huyên còn chưa nói, liền cảm giác tan tan chặt chẽ bắt lấy hắn, vừa quay đầu lại, ánh mắt khẩn cầu xem hắn. Tang Tang mới mặc kệ kia năm tầng là ai đâu, nàng chỉ biết là Triệu Huyên vũ lực rất mạnh, hắn ở chỗ này, các nàng nguy hiểm tự ít đi một phần. Triệu Huyên, ngươi không đi ta đi. Cam Tùng thấy hắn chần chờ, cũng không nhiều chờ, dưới chân một điểm, liền hướng tới năm tầng mà đi. Triệu Huyên quay đầu nhìn thoáng qua gắt gao nắm chặt nàng góc áo Tan Tang, Tan Tan tha thiết mong nhìn hắn, Triệu Huyên không hề động. Gia, động nhóm đi xuống đi năm tầng bên trong, một cái dáng người tim gầy, giọng nói mang theo vài phần bén nhọn tiểu thị, xem liên tiếp không ngừng công kích, nội tâm gấp quá. Bị bảo hộ ở bên trong trẻ tuổi nam tử sắc mặt tái nhợt, hắn che miệng ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, không được, này thương thuyền có mấy trăm dân chúng, những người này là hướng về phía ta đến, khụ, ta muốn, khụ, là đi xuống, nhất định hại cập vô tội. Ai ước uy, của ta chủ tử gia, bọn họ là cái gì thân phận, giải quý sốt ruột khuyên nhủ ngươi lại là cái gì thân phận lý húc không đồng ý nhìn hắn một cái thanh âm có chút xuyển bọn họ đều là bình phục con dân vừa dứt lời lại là vài cái hộ vệ bị h y nhân nhốt đánh vào trong nước đi đầu thị vệ minh ca quần áo h y hắn một cái kiếm hoa ám sát điệu một người trở lại nội thất chủ tử quả bất địch chúng các huynh đệ không chịu được nữa động nhóm chỉ có thể triệt chính là chủ tử Ngươi nếu đã chết, này trên thuyền há có thể có việc khẩu, động nhóm trước triệt đi. Dài quý cũng sốt ruột khuyên bảo. Chủ tử. Minh ca chân sau quỳ xuống đất. Lý hút thật sâu nhìn Minh ca liếc mắt một cái, Minh ca nhìn chầm chầm nhìn hắn, trong lòng bàn tay ở càng không ngừng run run, chỉ cần Lý hút lại nói một cái không, hắn liền động thủ khảm choáng ván hắn. Lý hút đỡ bàn tròn đứng lên, người ở bên trong không ngừng ở thúc giục hắn, hắn thở dài một hơi, chú ý bảo hộ dân chúng. Tiếng nói vừa dứt, Minh Ca liền hướng tới bên ngoài thị vệ thổi một cái khẩu tiếu, huấn luyện có tố bọn họ lập tức vây thành một vòng tròn nhi, che chở Lý Hút. Minh Ca lưng khởi Lý Hút, vài cái hộ vệ mở đường, hướng tới sàn tàu phi đi xuống. Quả nhiên, rơi xuống ở trên sàn tàu, hắc y nhân liền hướng tới bọn họ vị trí chạy tới. Tình cảnh này dừng ở triệu huyên trong mắt, ám đạo không tốt, hắc y nhân xuống dưới địa phương, vậy mà là bọn họ bên cạnh. Triệu huyên bốn phía nhìn nhìn, lui cũng không tốt lui. Không tốt, lão đại, thuyền nhỏ bị thiêu. Minh ca mới mang theo lý hút rơi xuống trên sàn tàu, tính toán thi triển khinh công, hướng tới thuyền nhỏ mà đi, phía dưới huynh đệ bỗng nhiên căm giận nói. Tận lực đi, bảo hộ dân chúng. Lý hút từ dài quý đỡ đứng vững, đổ là không có một điểm kích động, tuấn tú trên mặt ngược lại lộ vẻ ôn hòa ý cười, dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Chủ tử Minh ca đứng ở Lý hút phía trước, không người được rồi một cái lễ, yên tâm. Sau đó gia nhập hỗn chiến bên trong. Xem hắc y nhân xuống dưới, bên này tô gia nhân cả người rung lên, tô diệp đứng ở tô trần thị phía trước, như hổ trình mồi nhìn hắc y nhân. Lại phát hiện này hắc y nhân dư quan cũng không cho bọn hắn một cái, chỉ hướng tới mới từ năm tầng xuống dưới những người đó mà đi. Triệu Huyên đứng ở một bên, xem những người đó chặt chẽ hành động, lại phát hiện nhất trường kiếm hướng tới Cam Tùng đi, hắn mắt nhíu lại, các ngươi không nên động. Dứt lời, mũi chân một điểm, đánh bay thứ hướng Cam Tùng nhân, Cam Tùng vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, thấy Triệu Huyên, tự đáy lòng cảm tạ nói, cảm ơn Triệu Huyên. Hắc y nhân càng ngày càng nhiều, mắt thấy hộ vệ sức chiến đấu càng ngày càng yếu, Triệu Huyên quay đầu nhìn thoáng qua tan tan, Tang Tang cũng vừa lúc ở xem hắn, Triệu Huyên lại thu hồi ánh mắt. Tang Tang xem xuất ra, đám kia hộ vệ đã rõ ràng rơi xuống hạ phong, chỉ cần hắc y nhân đem chúng nó treo cổ, tiếp theo đàn đối tượng, tuyệt đối là này trên thuyền người thường. Tang Tang mị mị ánh mắt, hướng tới bên trong xem, người trọng yếu nhất bị bao quanh vây quanh, Tang Tang nàng thấy không rõ lắm. Một cái kiếm hoa đã đâm đi, Minh Ca bị vài cái người bịt mặt bao quanh làm chủ, tay trái ám sát một cái, bên phải cái kia hắc y nhân lại thẳng tắp đi lại, xem kia càng ngày càng gần kiếm quan, Minh Ca đều làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhất đạo kiếm quan phá không mà đến, đâm thủng hắc y nhẫn yết hầu. Minh Ca ngẩng đầu vừa thấy, cũng không kịp cấp triệu huyên nói cảm ơn, hai người lưng tựa lưng nên chiến tứ phía. Mà vừa mới còn bởi vì Minh Ca lâm vào nguy hiểm, hô hấp đột nhiên dồn dập lên lý hút gặp Minh Ca thoát ly nguy hiểm, trong lòng buông một hơi thở dài. Nhìn Minh Ca đao thương kiếm vũ chiến đấu hăng hái dáng người, đáy mắt chỗ sâu bay nhanh hiện lên một tia không dễ phát hiện hối hận. Lúc này, con sông hai mặt rất nhiều bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thuyền nhỏ, thấy thuyền lớn chém giết trường hợp, thứ nhất chiếc thuyền nhỏ đứng trung niên nam tử dưới chân phát lực, dẫn đầu đi lên thuyền lớn. Tang Tang quay đầu xem, này một mảnh đại Ninh Hà bị huyết nhiễm đỏ, này tiểu người trên thuyền là bình phục nhân. Trung niên nam tử vừa bước thuyền trước đối với vây gắt gao lý hút quỳ một gối xuống một chút thuộc hạ cứu giá chậm trễ dứt lời cũng không nhiều làm lưu lại thẳng tắp gia nhập hỗn chiến trung tiểu người trên thuyền vừa bước thuyền bị đè nặng đánh cục diện phát sinh cự biến hóa lớn đi đầu hắc y nhân mắt thấy tình thế bất lợi làm ra vài cái thủ thế hắc y nhân theo trong chiến đấu rút về đến tưởng phải rời khỏi trung niên nam tử làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đối với người phía sau vung tay lên các huynh đệ, thượng A. Nghe thấy này thanh, tan tang không tự chủ được nhìn sang, trung niên nam tử thân hình khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, mang theo một mảnh túc sắc sắc, tan tan trong lòng rung lên, người này nàng làm quỷ tan tan khi, gặp qua vài lần, nàng không khỏi nhìn về phía triệu huyên, trung niên nam nhân là, là hắn thân sinh cậu, trấn quốc công lục trác. Bởi vì có bọn họ gia nhập, triệu huyên thu tay, trở lại tan tan bên cạnh thấy Triệu Huyên đã trở lại, Tang Tang cũng bất chấp thượng vàng hạ cám sự tình, vội vàng thu hồi tâm thần, Huyên biểu ca, ngươi không bị thương đi. Vừa nói nói, nàng dùng không có bị thương tay phải đem Triệu Huyên xả một vòng tròn, xác nhận hắn là hoàn hảo không tổn hao gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật quan tâm ta. Triệu Huyên theo tan tan động tác, nhíu mày. Trên người hắn còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, tuyết trắng áo dài cũng là lấm tấm nhiều điểm hồng ngân, toàn thân có một cổ không hiểu hương vị tan tan khịt khịt mũi ngươi không có việc gì là tốt rồi tan tan là thật quan tâm triệu huyên tuy rằng không đạt được quan tâm tô gia trình độ nhưng là nàng theo trùng sinh bắt đầu liền nỗ lực cấp bản thân tẩy não đem triệu huyên cho rằng bản thân ca ca đời trước nàng hận hắn khả hết thảy đều cũng có nhân có quả không thể phủ nhận là khi một cái âm lãnh độc ác triệu huyên cùng tô gia nhân có rất lớn quan hệ mà này triệu huyên. Hội cứu hắn. Trần Nhữ Cảnh đứng ở tan tan bên cạnh, thấy nàng nhất như chớp như không nhìn chầm chầm triệu huyên, trong đầu có loại chua xót cảm, hắn nâng nâng tay, nỗ lực áp chế đi. Bởi vì trấn quốc công lục rắc bọn họ gia nhập, không cần Minh Ca ra tay có thể tiêu diệt bọn họ, Minh Ca thân là bên người thị vệ, trở lại Lý Hút bên người. Lý Hút gặp Minh Ca vô sự, lại xem nghịch chuyển thế cục, lực nhất suy nghĩ, hướng tới Triệu Huyên mà đến. Tô gia nhân thấy bọn họ đến đây, vội đã khởi tinh thần, tuy rằng không biết người này kết quả là người phương nào, nhưng là rõ ràng tuyệt đối không phải người bình thường. Đa tạ hai vị vừa rồi trưởng nghĩa cứu giúp, xin hỏi hai vị công tử tên gì? Lý Húc hỏi là đứng ở dẫn đầu phía trước Cam Tùng cùng Triệu Huyên. Từ phát hiện trấn quốc công lúc đi ra, Cam Tùng chỉ biết bản thân thành công, hắn dương lên thủ, tại hạ Cam Tùng vị này là Triệu Huyên. Lý hút dương mắt, hắn xem Triệu Huyên, bỗng nhiên sửng sốt, vừa mới hắn chỉ lo ở không trung tìm kiếm Minh Ca bóng dáng, chưa từng thấy rõ của hắn chân thật bộ mặt, bất quá này sửng sốt cũng chỉ là ở vi hào trong lúc đó, dây lát lướt qua, không có bất kỳ nhân nhận thấy được. Ca, may mắn ngươi không có việc gì. Tan tan dương mắt xem, cách đó không xa một thiếu niên vừa đi lên thuyền, liền chạy tới, thanh âm thật may mắn tan tan hô hấp bị kìm hãm, này thiếu niên cũng thật quen mặt, là Hiện thời Yến Vương Thế Tử, Lý Chiếu Chương 33 Nghe lời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tan tan nhịn không được nhìn về phía Triệu Huyên, Triệu Huyên thần sắc nhàn nhạt, một tay nắm kiếm, trường kiếm dọc huyết, lạnh lùng sắc bén tựa như lúc này hắn Tan tan lại xem Lý Chiếu, Yến Vương chỉ có nhất tử, nếu có thể bị Lý Chiếu xưng là đại ca, hơn nữa nhường trấn quốc công hành lễ, nhìn hắn tuổi này lớn nhỏ, cũng chỉ có một khả năng, đoạn mệnh thái tử gia. Lý Húc Tan tan đời trước là chưa từng thấy Lý Húc, bất quá cũng biết Lý Húc cái gì đều tốt lắm, chính là mệnh đoạn. Lý Húc đối với Lý Chiếu ôn hòa cười cười, lại quay đầu, đối với Triệu Huyên cùng Cam Tùng nói, hôm nay đa tạ hai vị thiếu hiệp ra tay giúp đỡ. Nghe Lý Húc nói như vậy, lý chiếu nghiêng đầu tùy ý liếc mắt triệu huyên cùng cam tùng là cái loại này trên cao nhìn xuống thị như con kiến ánh mắt tan tan thấy lý chiếu nhìn về phía triệu huyên thời điểm ánh mắt có vài phần kỳ quái nhưng phần này kỳ quái giống như lý hút dây lát cũng liền tan mất tan tan biết là vì sao triệu huyên bộ dạng rất giống hiện thời yến vương phi thành quỷ thời điểm tan tan gặp qua yến vương phi lục nhu nàng cùng triệu huyên ngũ quan giống thất tám phần bởi vì tan tan quá mức cho chú ý Lý Chiếu, không có chú ý tới, Tô Trần Thị cùng Tô một vài cái thượng tuổi nhân, thấy Lý Chiếu khuôn mặt thời điểm, đáy mắt hiện lên vài tia hồ nghi. Hẳn là hẳn là. Cam Tùng ôm quyền nói, gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, là chúng ta ứng việc. Triệu Huyên phát hiện Lý hút ánh mắt dừng ở trên người bản thân, trong lòng đối thân phận của hắn có một thứ đại khái đoán, cũng đối với Lý hút hồi chi cười. Triệu Huyên bộ dạng là cực đẹp mắt, cao thẳng mũi, hồng hồng môi mỏng, tuấn dung sữa mi. Nếu nói bác tháng trước Triệu Huyên còn mang theo thiếu niên tính trẻ con, hiện tại đã là thành thục nam nhân đại khí. Một trận lãnh gió thổi qua đến, xen lẫn nồng hậu huyết tinh hơi thở, Lý Húc nhịn không được, lại ôm môi ho khang một tiếng. Tan tan cúi đầu, đời trước Lý Húc tự hồ phải chết so nàng trễ một chút, nhưng cũng chính là này một hai năm. Đại ca, chúng ta đi thôi lý chiếu đỡ lý hút nói lý hút thân thể thật là không tốt lắm theo hắn tái nhật sắc mặt cùng với gầy yếu thần thái mọi người đều có thể nhìn ra được hắn gật gật đầu lại đối với đại gia nói yên tâm mọi người đều sẽ an toàn thanh âm thật ôm nhu lại xem một cái hắc y thị vệ cấp lý hút phủ thêm áo choàng tan tan thở dài một hơi lý hút này thái tử ở dân gian danh tiếng không sai nhưng cũng tốt lắm chỉ là mệnh quá ngắn điểm nhìn theo bọn họ mơ hồ bóng lưng đi lên thuyền nhỏ, tan tan ôm thủ thổi khẩu khí, buổi tối thật sự là rất lạnh, tan tan mặt cùng thủ đều đông lạnh đỏ. Tan tan chà chà chân, muốn ấm áp một điểm, giờ phút này mặc dù so với vừa mới an toàn, nhưng là như trước đao quan kiếm ảnh, các tướng sĩ cùng hắc y mọi người dết đỏ cả mắt rồi, tan tan bọn họ còn không tốt đi lại, đều làm thành một cái tiểu đoàn. Mang theo mặt hương khí tức ngoại sam bỗng nhiên phi ở tại đầu vai của chính mình, tang tang hút hấp đông lạnh đỏ bừng cái mũi quay đầu xem triệu huyên thanh âm cúi đầu phi hảo tang tang không quá muốn triệu huyên ngày hôm qua đều phát sốt cũng không biết hôm nay thân thể có hay không hảo giật giật cánh tay đã nghĩ đem quần áo trả lại cho triệu huyên triệu huyên ánh mắt trầm vài phần nghe lời tang tang nắm bắt cốc áo thủ cứng lại rồi triệu huyên thanh âm có chút trầm mang theo điểm không tha cự tuyệt ý tứ hàm xúc tang tang liếm liếm phím lãnh môi cúi đầu đem quần áo trảo nhanh chút. Trần Nhữ cảnh ánh mắt ám ám, vừa mới đặt tại vạt áo thượng đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo thủ thả đi xuống. Tô gia nhân thấy thế, Tô Mộc nhìn về phía một bên Tô Trần thị, đem áo khoác cấp bản thân phu nhân phủ thêm, Tô Trần thị có tâm tưởng cự tuyệt, Tô Mộc thân thể so nàng còn kém, bất quá nhà mình lão gia một mặt ta không lạnh biểu cảm, cuối cùng vẫn là cười tiếp nhận rồi. Tô Diệp này nửa năm học võ, thân thể cường tráng không ít Tang Tang đã có triệu huyên quần áo, hắn liền đem bản thân quần áo cấp tô trạch lan phủ thêm. Lại một lát sau, trống lên một tiếng dần dần nhỏ, đánh nhau cũng sắp đình chỉ, hắc y nhân thương thương, tróc tróc, thương thuyền thượng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm giải trừ. Xem lục trác thu thập chiến trường, kiểm kê nhân sổ, nửa đêm gió lạnh lạnh rung, Tang Tang nhịn không được đánh một cái run run. Tang Tang tan nhìn về phía tô trần thị bọn họ, cũng là một mặt tạp bạch nương, chúng ta hồi trong khoang thuyền đi thôi. Đã chết nhiều người như vậy, thu thập đều còn muốn thu thập thật lâu. Tô Trần Thị thở dài một hơi, hảo. Tan tan đi theo Tô Trần Thị hướng lên trên đi, dư quan chú ý tới tìm Triệu Huyên chưa cùng đi lên, tan tan quay đầu, trên sàn tàu ánh đèn vi ám, hơi chút đi xa một chút, tan tang liền xem lại không thanh của hắn mặt mày. Nàng khỏa nhanh đầu vai quần áo, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Huynh đệ, Cam Tùng thống thống triệu huyên khuỷu tay, đối với tan tan phương hướng nổ biểu môi, thường. Thường. Triệu huyên nhìn bị huyết nhiễm thấu mặt sông, này vài phiêu phiêu, như là này ba tháng phong, thổi tán ở đại ninh bờ sông. Hắn quay đầu đi lại, nghĩ tan tan kia bị ứa máu miệng vết thương, bị nhiễm hồng bên sim y, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia thị huyết sắc. Bởi vì mới trải qua nhất trường hảo kiếp, trên thuyền đại phu cũng không tốt tìm, tan tan cánh tay thương không nghiêm trọng, thứ phá một điểm da những đông cấp tan tan thượng kim sang dược sau tan tan thật vây vây quanh ở tan tan trong khoang thuyền tô gia nhân thấy thế huyền tâm đều tùng đi xuống lặng lẽ rời đi tan tan khoang thuyền chẳng sợ miệng vết thương đau đau tan tan nằm ở trên giường một lát cũng liền đang ngủ ở nàng ngủ sau không lâu một cái bạch y bóng người mở cửa khoang thuyền ngồi ở tan tan đầu giường hắn cũng không có gọi hắn bình tĩnh xem tan tan lại theo trong ổ chăn lục ra của nàng vừa mới bị thương cánh tay trái trong chăn nhân cảm thấy không thoải mái ưng một tiếng của hắn động tác ngay ra một lúc sau đó cho nàng sắp xếp chăn đệm không biết hắn ngồi bao lâu mới từ tan tan đầu giường rời đi ngày hôm qua hỗn loạn một đêm trời sáng hẳn thời điểm tan tan theo trên giường tỉnh lại nàng nhu nhu ánh mắt nhẫn đông nhắc nhở nói nhị tiểu thư ngươi cẩn thận cánh tay mở mắt ra Tang Tang dùng nhẫn đông đưa qua khăn lông ướt xoa xoa thủ, hỏi nàng, chúng ta tô phủ nhân có thương tích vong sao? Đêm qua hoảng loạn bên trong, có chút tôi tớ là cùng bọn họ cùng nhau, nhưng có chút lại là không có, lúc này đây thượng kinh, bọn họ không sai biệt lắm mang theo hơn 10 cái tôi tớ. Nhẫn đông xoa xoa ánh mắt, vũ đại nương không có. Vũ đại nương là mang tới được đầu bếp nữ. Tang Tang sửng sốt một chút, sau đó bắt tay khăn đệ nhẫn đông, lao đi những đông lau nước mắt, lại nói với tang tang, ngày hôm qua tướng sĩ đi không sai biệt lắm, bất quá nghe nói còn để lại mấy chục cá nhân xuống dưới bảo hộ động nhóm đại gia an toàn. tang tang nga một tiếng, đã như vậy, thuyết minh này thuyền cũng không có nhận đến thương hại. bất quá bởi vì vũ đại nương tin tức này, tang tang một buổi sáng đều mệt mỏi, vũ đại nương làm điểm tâm tay nghề là nhất tuyệt, trước kia nhị bá mẫu ở thời điểm, tang tang nhớ được nàng cũng rất thích ăn vũ đại nương thương tâm cho nên lúc này đây tô trần thị mới nói mang theo của nàng một lát sau trần nhữ cảnh cấp tan tan tặng một ít nàng thích ăn điểm tâm đến nàng đều không có gì tâm tình tan tan ngươi ăn một điểm này nọ miệng vết thương tài năng khôi phục mau trần nhữ cảnh ngồi ở tan tan bên cạnh lo lắng nói lại hỏi nàng miệng vết thương nghiêm trọng sao tan tan đối với hắn cười cười tỏ vẻ bản thân không có chuyện sợ hắn lo lắng bản thân mượn hoa hồng tô ăn Nhị biểu ca ngươi còn tốt đi tang tang tinh tế xem hắn trần nhữ cảnh năm trước qua viện thử hiện thời cũng là đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân đời trước bởi vì trước khi đi cảm nhiễm phong hàn cho nên cho dù hiện tại tránh được tang tang vẫn là thường thường lo lắng kỳ thi mùa xuân còn không có chính thức bắt đầu vạn nhất đến kinh thành hắn sinh bệnh làm sao bây giờ ta tự nhiên là không có việc gì trần nhữ cảnh xem tang tang ôm nhu cười cười hắn đêm qua một đêm chưa ngủ, vừa mới tới được thời điểm phu hai quả trứng, mới tiêu rớt trên mắt sưng đỏ, bất quá khí sắc xem là tốt. Tang Tang tinh tế đánh giá một phen Trần Nhữ Cảnh, xác định hắn không có việc gì, mới yên tâm đến, xem Tang Tang như vậy quan tâm bản thân, Trần Nhữ Cảnh thất lạc tâm tình bỗng nhiên lại tốt lắm đi lại. Giờ phút này, Tô Trần Thị cùng Tô Trạch Lan vào được. Tang Tang buông trong tay điểm tâm, nương, tỷ tỷ trần nhữ cảnh cũng nói lan biểu muội cô cô tô trần thị ngồi ở tang tang bên giường quan sát của nàng cánh tay phát hiện tang tang tuy rằng sắc mặt có chút tái nhật nhưng là tinh thần khí là chừng nhẹ nhàng thở ra tang tang xem tô trần thị vào được nghĩ đến bản thân vừa mới tỉnh lại thời điểm mơ mơ màng màng suy xét chuyện nương đã gặp huyên biểu ca không bằng xin hắn cùng đi nhị thúc phụ trong nhà trụ dù sao hắn cùng nhị biểu ca đều phải đi tham gia kỳ thi mùa xuân đã trải qua việc này về sau, Tô Trần Thị đổ sự đối Triệu Huyên không có khác ý kiến gì, bất quá, tan tan Triệu Huyên có thể đồng ý qua lại nhị đệ chỗ kia sao? Tô Trần Thị cảm thấy chuyện này mấu chốt không ở nhà mình có đồng ý hay không, mà là Triệu Huyên. Nghe thấy Tô Trần Thị bỗng chốc bắt được mấu chốt điểm, tan tan khinh thở ra một hơi, kỳ thực trong lòng nàng cũng không nắm chắc được, bất quá luôn là phải thử một chút. Căn cứ thử một lần ý tưởng, tan tan đi gõ gõ Triệu Huyên môn. Cửa vừa mở ra, tan tan liền ngọt như mật cười, huyên biểu ca. Tiến vào. Triệu huyên vừa thấy là nàng, đáy mắt lưu hiện lên không dễ phát hiện nhỏ vụn sáng rọi. Tan tan mang theo nhẫn đông tiến vào, bất quá nhẫn đông mới rảo bước tiến lên một cái chân, triệu huyên liền mắt lạnh đi qua, ta nói là một mình ngươi. Cái này có chút xấu hổ. Tan tan quay đầu đi qua, nhẫn đông, ngươi trở về chờ ta đi. Những đông vụn trộn nhìn Triệu Huyên liếc mắt một cái, đối với tang tang nói tốt, liền lui ra. Đóng cửa lại. Triệu Huyên lại đối tang tang nói. Nga. Tang tang gật gật đầu, dùng hảo cái tay kia đem cửa cấp đóng lại, sau đó nàng nói với Triệu Huyên, Huyên biểu ca, ngươi đi kinh thành tìm hảo chỗ ở sao. Triệu Huyên dương lên mi, ngươi muốn nói cái gì? Tang tang cái loại này thật lâu không cần dùng đến lấy lòng nhân, mình nhũng tươi cười lại bắt tại trên mặt, ngày mai buổi chiều có thể đến kinh thành, ngươi cùng ta cùng đi nhị thúc phụ gia trụ đi. Nghĩ nghĩ, tan tan lại bổ sung, hắn cũng là của ngươi cậu. Tối thiểu hiện tại mọi người đều tưởng của ngươi cậu. Triệu Huyên ngồi ở đầu giường thường, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Tan tan đem ghế dựa hướng tới phía trước tha tha, sau đó ngồi ở Triệu Huyên bên cạnh, tan tan làm này đó động tác thời điểm. Triệu Huyên Dư quan dừng ở tan tan trong tay trái, phát hiện nàng không có xả đến bản thân bị thương cánh tay, lại mới thu hồi tầm mắt, tan tan nói, ngươi tưởng a, à, mọi người đều ở cùng một chỗ, cũng tốt có cái bạn. Tô tan ký, ngươi cùng Trần Nhữ Cảnh hôn sự định xuống sao? Triệu Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm rất nhạt hỏi tan tan. Tan tan ngây người một chút, Triệu Huyên ngữ tự hồ đang hỏi nhất kiện bình thường chuyện, tan tan lại cả người bốc lên nổi da gà, Tang Tang không hiểu lắm nguy hiểm là đến từ chỗ nào, nhưng căn cứ đối triệu đại gia muốn thành thật nguyên tắc, lắc lắc đầu, nương nói, nhưng ta cùng nhị biểu ca trước khắp nơi. Tang Tang không có nói sai, Tô Trần Thị khiến cho nàng cùng Trần Nhữ Cảnh khắp nơi, còn lại liền không nói gì thêm, phỏng chừng hết thảy đều phải chờ tới nhị biểu ca kỳ thi mùa xuân sau, bất quá Tang Tang trong lòng nhưng là suy nghĩ cẩn thận, nàng sẽ không đồng ý, nàng thử thật lâu, ở nhị biểu ca trên người đều không có tìm được tỷ tỷ nói tâm động cảm giác. Khắp nơi. Triệu Huyên nhìn tan tan liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi cảm thấy chỗ thế nào? Vấn đề này. Thế nào tự hồ so vấn đề phía trước còn muốn nguy hiểm a? À? Tan tan liếm liếm môi, có chút kỳ quái, liền ngay cả tô diệp cũng không hỏi quá nàng muốn hay không gả cho Trần Nhữ Cảnh đâu, ngươi quan tâm này làm gì a? À? Triệu Huyên nở nụ cười, là cực kỳ vi diệu tươi cười ân tang tang gật gật đầu nhị biểu ca ôn hòa hào phóng đối ta lại hảo xuân đạp thanh hạ thải liên thu ngắm trăng đông xem tuyết chỉ là ta cảm thấy ta không thích nhị biểu ca mặc sau một câu nói còn không có đến cập nói ra miệng ha ha triệu huyên trên mặt tươi cười lớn hơn nữa tang tang nghe của hắn tiếng cười bỗng nhiên muốn chạy nhưng vẫn là chống được huyên biểu ca ngươi Ngươi triệu huyên bỗng dưng nắm tan tan cầm, chậm rãi nâng lên tan tan khuôn mặt, tan tan cầm ăn đau, chớp chớp ánh mắt xem hắn. Cô tan ký, ngươi đêm qua nói nghe ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Triệu huyên đạm thanh hướng về phía tan tan hỏi, trong nháy mắt, tan tan lại lãnh hội hồi lâu không có thể hội quá cảm giác, như là bị độc xà theo dõi. Ta nhớ được. Cầm bị triệu huyên nắm mắt, tan tan nói chuyện có chút cố sức triệu huyên lại đến gần rồi tan tan gần tan tan cảm thấy bản thân hô hấp tất cả triệu huyên trên mặt không cho gã cho trần nhữ cảnh cái gì vì thâm ma tan tan đọc nhấn rõ từng chữ không rõ lắm nhị biểu ca hắn tan tan có chút tò mò triệu huyên vì sao không cho triệu huyên ánh mắt thẳng tắp đối với tan tan không đáp ứng này không phải là có đáp ứng hay không vấn đề tan tan trong lòng hãm hồ nghi đây là chung thân đại sự không nên triệu huyên làm chủ, của nàng cầm lung tung động vài cái, tưởng phải rời khỏi triệu huyên chất cốc. Huyên biểu ca. Tan tan mơ hồ không rõ kêu gọi hắn. Triệu huyên nới ra tan tan cầm, hắn đứng lên, một khi đã như vậy, ta tự mình đi tìm cha mẹ ngươi. Mắt thấy hắn phải đi, tan tan vội vàng kéo lấy của hắn gốc áo, ngươi tìm hắn nhóm làm cái gì? Nói cho bọn họ biết, của hắn nữ nhi đã đem bản thân bán cho ta. Triệu Huyên kéo kéo góc áo, thản nhiên nói. Cái gì? Tang tăng ngây ngẩn cả người, Triệu Huyên đã đi nhanh về phía trước, Tang tăng vội đi bắt của hắn cánh tay, nhân động tác quá lớn, không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, Tang tăng lại là một phen nhe răng trợn mắt. Huyên biểu ca, ta khi nào thì đáp ứng quá đem bản thân bán cho ngươi? Tang Tan sốt ruột hỏi. Triệu Huyên ánh mắt ở Tang Tan cánh tay trái lướt qua, giật giật khóe miệng, lộ ra một cái hiểu trong lòng mà không nói tươi cười hắn nghiêng người cúi đầu xem tan tan nói thanh âm có chút khinh nhớ được đêm qua đáp ứng quá ta cái gì sao đêm qua tan tan vỗ vỗ đầu nỗ lực nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhớ tới một câu nói chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm cho ta làm cái gì đều có thể tan tan đầu bắt đầu choáng váng triệu huyên đối với nàng cúi đầu cười cười trong nháy mắt tan tan có một loại đưa dê vào miệng cọc cảm giác rung lên một chút. Triệu Huyên đưa tay, sờ sờ tan tan tối đen phát đỉnh, ánh mắt như là trành chuẩn con mồi sói, về sau, nhớ được ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Chương 34 Trị Thương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tan tan đầu óc choáng váng hồ hồ triệu huyên kháp của nàng cầm ánh mắt thật sâu xem tan tan không có nghe đến tan tan trả lời triệu huyên thoáng để sát vào nàng hô hấp toàn phun ở tan tan trên mặt có nghe hay không? Tăng tăng gật gật đầu, lại vội vội vàng vàng lắc lắc đầu. Triệu Huyên trong ánh mắt hiện lên một đạo phức tạp quang mang, không đáp ứng, ta đây đi rồi. Vừa nói nói, Triệu Huyên xoay người, hướng ra phía ngoài đi đến, Tăng tăng tâm rùng mình, vội vàng kéo lấy Triệu Huyên tay áo, Huyên biểu ca, ta nghe lời. Thật sự. Triệu Huyên sườn mâu, nhìn Tăng tăng liếc mắt một cái, Tăng tăng phẫn nộ cười cười, lại thật mạnh gật đầu nghe ngươi, nghe ngươi. Miễn cưỡng sao? Triệu huyên kiều một chút lãnh màu đỏ môi, như là trắng như tuyết núi cao khiêu động một góc. Không, một điểm cũng không. Tan tan quả quyết nói. Triệu huyên vừa cười, tuấn tú ngủ quan như là bị nở rộ tường vi cấp bao phủ, rất đẹp mắt, tan tan nhìn thoáng qua, liền cúi đầu. Triệu huyên lại duỗi thân thủ, hơi lạnh chỉ phút theo tan tan cái trán lướt qua, sau đó là của nàng mặt mày, kế tiếp là ánh mắt, đụng tới ánh mắt thời điểm, tan tan nhịn không được nhắm lại, lông mi rung nhẹ nhẹ, cùng vũ làm ướt bương bướng giống nhau, run rẩy. Nàng nghe thấy được triệu huyên cực thấp tiếng cười, tan tan cảm nhận được tay hắn dừng ở bản thân trên mũi, nàng lại mở mắt, vừa nhấc đầu, liền vọng vào một đôi như vực sâu trong ánh mắt. Tan tan, ngươi rất đẹp. Hắn cúi đầu nói xong, mặt hương hương vị bao phủ tan tan toàn thân, triệu huyên thu tay chỉ tang tang có chút ngốc nàng mờ mịt xem triệu huyên động tác theo giúp ta nằm một lát triệu huyên trọng tâm đề tài chuyển rất nhanh hắn đem tang tang xả đi lại tang tang vòng vo một chút đã bị triệu huyên đưa trên giường của hắn cánh tay còn ôm bản thân này động tác thật sự là rất thân mật tang tang vội vàng ở trên giường cũng cũng muốn né ra triệu huyên ôm ấp nhưng là triệu huyên cánh tay đặc biệt có khí lực cùng tang tang nải miêu giống nhau khí lực so quả thực là cách biệt một trời. Phát hiện người bên cạnh ở động, vừa mới nằm ở trên giường triệu huyên bất mãn hừ hạ, khẽ nhếch mắt, tan tan, ta mệt mỏi. Khi chính ngươi nằm một lát, tan tan thở hổn hển nói, triệu huyên liền một cái cánh tay hoành ở tại của nàng bụng thượng, tan tan rất giống là đè ép cái kích. Liền theo giúp ta một lát. Triệu huyên còn nói. Tan tan nghe thấy triệu huyên mệt mỏi thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại, triệu huyên ánh mắt có chút hồng, Sắc mặt cũng là bạch, tinh thần là không tốt lắm. Tang Tang bỗng nhiên lại mềm lòng. Triệu Huyên nằm ở giường nội sườn, Tang Tang tan bị hắn xả đến ở ngoài sườn vị trí, trong khoang thuyền giường thật nhỏ, hai người sống vai nằm, vị trí không sai biệt lắm phải đi thái bán. Không cho phép nhúc nhích. Triệu Huyên trật thiên thân mình. Nhưng là, nhưng là. Tang Tang là có điểm tâm nhuyễn, khả có phải thế không cái gì đều có thể nghe hắn, nếu hắn nói bán đứng tự mình nàng mới không thể đáp ứng. Hiện ở cùng nhau nằm một lát hẳn là cũng không thể, các nàng cũng không phải vợ chồng. Ngươi lại động, ta liền điểm của ngươi huyệt đạo. Ông Nguyễn thân mình luôn luôn lộn xộn, chạm qua của hắn rất nhiều địa phương, triệu huyên trên trán gân xanh giật giật, mặc niệm một câu tĩnh tâm rủa. Nghe nói hắn yếu điểm bản thân huyệt, tan tan lập tức liền cứng ngắc xuống dưới, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng xem nói chuyện bản, biết một ít võ lâm cao thủ có lợi hại điểm huyệt công phu tuy rằng tò mò triệu huyên là thế nào học hội nhưng là tan tan cũng không nghi ngờ không biết vì sao tan tan chính là có một loại triệu huyên siêu cấp lợi hại cảm giác nàng cũng không muốn bị điểm trúng sau đó chỉ có thể cứng ngắc nằm ở đàn kia loại cảm giác này nhất tưởng liền rất khủng bố tan tan trong lòng thở dài một hơi nàng tương lai tướng công sẽ tha thứ bản thân dù sao nàng không phải thật tâm tưởng bồi triệu huyên ngủ xem tan tan an tỉnh lại triệu huyên khóe miệng rất nhỏ ngoéo một cái thực hảo lừa hắn cũng sẽ không điểm nguyệt tan tan đêm qua ngủ tốt lắm hiện tại vốn sẽ không vây hơn nữa bên cạnh nằm một người còn có thể nghe được của hắn hô hấp tan tan liền lại càng không mệt nhọc bất quá này vẫn là hai đời lần đầu tiên cùng một người nam nhân nằm ở cùng nhau nghĩ vậy nhi tan tan chà xác nóng lên lỗ tai qua nửa ngày tan tan nhịn không được phiên một cái thân tan tan bất động thời điểm, Triệu Huyên liền buông lỏng ra hắn đè nặng bản thân cánh tay, hai người hợp y nằm, nàng mặt đối mặt xem Triệu Huyên, Triệu Huyên từ từ nhắm hai mắt, nha vũ giống như lông mi dừng ở dưới mí mắt phương, tan tan nhàn hốt hoảng, phóng nhẹ hô hấp, nhằm chán sổ Triệu Huyên nồng đậm lông mi. Đến tới cuối cùng, tan tan đánh một cái ngáp, đuôi mắt phím ra một giọt buồn ngủ lệ, nhắm mắt lại, cũng chậm chậm đang ngủ. Tan tan là bị người đánh thức, nàng có chút bất mãn, nàng vừa mới làm một cái mộng, mộng một cái quái thú dương nanh múa vuốt hù dọa nàng, sợ tới mức nàng mắt nước mắt lưng tròng, sau đó nàng liền biến thành võ lâm cao thủ, học xong điểm huyệt công phu, đem quái thú điểm trúng, sau đó quái thú nhậm chức nàng khi dễ. Nàng đạp nhất đá, lại nắm lấy một trảo, khả cao hứng. Tô tan ký, cho ta đứng lên. Triệu huyên tức giận nắm tan tan lỗ tai. Tan tan ưng một tiếng, sau đó không ngờ mở mắt, triệu huyên ngồi ở trên giường nhìn xuống hắn vừa mới tỉnh ngủ tan tan thanh âm có chút lười nhác suy sụp, huyên biểu ca mặt của ngươi triệu huyên đuôi mắt chỗ có một cái màu đỏ ấn ký rất nhỏ nhưng là có chút dài theo đuôi mắt bắt đầu hướng của hắn bên tai tà đi qua ước chừng một tốc độ dài triệu huyên cúi đầu cười cười ánh mắt dừng ở tan tan ngón tay thượng tiếng cười có chút nguy hiểm tan tan theo bản năng đi theo triệu huyên ánh mắt nhìn qua nhưng sau phát hiện bản thân móng tay thượng một chút rất nhỏ da thịt. Tan tan nuốt nuốt nước miếng, vừa mới làm trong mộng quái thú da lông rất dày, nàng liền dùng móng tay trảo đi qua. Nên sẽ không. Tan tan lập tức ngồi dậy, bắt tay lưng đến phía sau, tàn nghiêm nghiêm thực thực. Huyên biểu ca, ta, ta đi cho ngươi lấy thuốc mặt một chút. Triệu huyên dung mạo rất đẹp mắt, lúc này đôi mắt thượng hồng ngân không chỉ có không tổn hao gì của hắn Mỹ, càng là gia tăng rồi vài phần diễm sắc, bất quá sắc mặt đen kịch. Tan tan xem, vội vội vàng vàng muốn từ trên giường đứng lên, động tác quá nhanh, kém chút quăng ngã đi xuống. Vẫn là triệu huyên tay mắt lanh lẹ kéo lại tan tan. Có dược, ngươi thượng đi. Triệu huyên ngồi ở trên giường, ánh mắt phức tạp, tan tan có chút xem không hiểu. Nhưng là nhất nghe hắn nói có dược, biểu cảm lại không phải là muốn so đo bộ dáng, tan tan đáy lòng hòa dịu xuống dưới, hỏi hắn ở đâu. Tang Tang ánh mắt hướng tới khoang thuyền chung quanh nhìn thoáng qua, tưởng mau chóng phát hiện thuốc trị thương. Triệu Huyên nhìn nhìn Tang Tang, hắn ngồi ở trên giường, Tang Tang không sai biệt lắm là nửa quỳ ở trên giường, hắn thanh âm chậm rãi nói với Tang Tang, trên người ngươi còn có dược. Tang Tang nghe vậy, cúi đầu nơi nơi sờ sờ, không có a. À. Triệu Huyên ôm Tang Tang vòng eo, đem nhân hướng trên người bản thân vùng, hô hấp biến nhanh một điểm kim tinh ngọc dịch nghe nói qua không có. Tan tan ngây ngẩn cả người, nàng ngưỡng cổ, trận to mắt nhìn Triệu Huyên, Triệu Huyên một đôi mắt tối như mực, tan tan kém chút bị lạc ở bên trong. Miệng vết thương là ngươi làm cho, có phải là nên ngươi phụ trách? Hắn thanh âm là nàng vừa thấy ôm nhu, nhưng là trong ôm nhu mặt lại có không tha kháng cự hít bức. Này lo giết không có vấn đề, nhưng là tan tan chính là muốn nói không, bất quá nhuyễn cánh tay là ninh bất quá đùi, tan tan phấn nộn nộn môi rời đi triệu huyên khóe mắt hồng dấu khi, hai gò má rải ra hai đóa đỏ ửng thân mình cũng nhuyễn nằm sấp nằm sấp. Rất tu nhân. Tan tan bụng mặt, không ngừng báo cho bản thân, đây là chữa thương, liền cùng đại phu cùng bệnh nhân quan hệ giống nhau, hồi nhỏ, tỉ tỉ ngón tay bị thương, nàng. Cũng dùng đầu lưỡi cho nàng liếm quá. Ta phải đi. Tan tan đè phập phòng không chừng bộ ngực, hướng tới dưới giường lui đi qua đứng lại. Triệu Huyên gọi lại Tang Tang. Tang Tang không dám động, nàng quay đầu lại xem Triệu Huyên, Triệu Huyên cười, biểu cảm phức tạp. Tang Tang trong lòng âm thầm rối rắm một phen, sau đó liền thấy Triệu Huyên theo trên giường đứng lên, mở ra tủ quần áo, lục ra một phen ngân quang lóng lánh kéo. "Huyên, Huyên biểu ca, ngươi muốn làm thôi." Xem Triệu Huyên đầu ngón tay sờ qua ánh sáng lạnh ẩn ẩn kéo, giờ phút này, hắn còn đối với bản thân loan loan môi tang tang trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cổ run rẩy tay cầm đến triệu huyên ngồi vào tang tang bên cạnh nhàn nhạt nói với hắn tang tang mím miếng, miếng môi kém chút đều muốn khóc huyên biểu ca tay của ta không ngoan nhưng là ta cũng cho ngươi chữa thương tang tang đem chính mình tay tàn ở sau người triệu huyên cầm trong tay kéo chẳng sợ hắn biểu cảm không quá khủng bố tang tang như trước không ngừng về phía sau lui triệu huyên nhìn thoáng qua tang tang gặp tan tan không ngừng hướng phía sau trốn, cho mày, hắn khí lực đại, nếu thật sự tưởng đối tan tan làm gì, tan tan là cự tuyệt không được, xem hắn bắt được ngón tay mình, tan tan đổ tựa như cái sàn giống nhau. Ta, ta, tan tan hai cái ánh mắt ngập nước, nàng thật sự thật hối hận, vì sao muốn ngủ tới khi triệu huyên bên cạnh đi. Tan tan nhắm mắt lại, xem cũng không dám xem một cái, chỉ sợ thấy máu chảy đầm đìa một màn. chờ sau một lúc lâu, nghe được kéo khép lại phát ra ca sát thanh, nhưng là vừa không có cảm nhận sâu sắc truyền đến, tan tan mới cắn răng, nửa mở khai một con mắt, trọng ngắm một chút. Sau đó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái tay kia. Tiễn xong rồi một bàn tay móng tay, Triệu Huyên tự nhiên mà vậy hướng tan tan đưa tay. Phát hiện Triệu Huyên chỉ là cắt móng tay, tan tan sẽ không sợ, nước mắt lưng tròng ánh mắt cũng nín khóc, còn thập phần phối hợp đem mặt khác một bàn tay cấp Triệu Huyên trong khoang thuyền nho nhỏ cửa sổ lơ đãng lọc vào bán mặt ánh mặt trời, tất cả đều rơi tại triệu huyên trên người, tốt đẹp gần như thuần túy, tan tan có chút giật mình, người này là đời trước đối nàng tâm ngoan thủ lạc triệu huyên. Hắn buông xuống mặt mày, động tác dè dặt cẩn trọng, tan tan cắn môi, vừa mới còn cấp tốc nhảy lên trái tim bình tĩnh xuống dưới. Móng tay, dài quá không tốt. Triệu huyên không quá thuần thục nói những lời này, sau đó nới ra tan tan thủ tang tang mím mím môi bị triệu huyên nắm quá thủ có chút nóng có chút nóng tang tang ân một chút triệu huyên đặt xuống kéo còn có một bụng lời nói móng tay dài quá dễ dàng hoa thương bản thân bất quá cuối cùng không có nói dù sao về sau hắn biết là tốt rồi ta đi rồi bị người tiễn móng tay tang tang không quá thói quen ma ma bằng phẳng ngón tay triệu huyên lần này không có ngăn cản mắt xem xét tan tan đều chạy tới cửa vị trí lại ý tứ hàm xúc không rõ gọi lại tan tan tóc quần áo thật loạn tan tan nắm ở môn đem thượng bổng dưng thu trở về vội vàng sửa sang lại một chút bản thân tóc lại vân vê bản thân quần áo thật vất vả thu thập xong một đạo bóng ma lại bao phủ lại tan tan trâm cài muốn rớt triệu huyên cấp tan tan phù tốt lắm ngọc trâm tử lại cúi đầu nhìn nàng một cái đi thôi ta đưa ngươi trở về lập tức mở cửa Tang Tang Nga một tiếng, cùng sau lưng Triệu Huyên, đi qua đi ra thời điểm, thấy có người ở thanh lý vết máu, Tang Tang ngừng lại, lôi kéo Triệu Huyên góc áo. Triệu Huyên hiện tại tâm tình rất tốt, hắn đối vừa mới thượng dược cùng Tang Tang ngoan ngoãn cắt móng tay, đều phi thường vừa lòng, tự nhiên hiện tại đối Tang Tang cũng thật ôn nhu, ân. Huyên biểu ca, cái kia Thạch Vi, đã chết sao? Tang Tang sắc mặt nổi lên đến không, đêm qua đều bắt hắn cho vội đã quên triệu huyên nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo lợi hải quan xem tang tang co rúng lại bộ dáng phóng nhu thanh âm đã chết ngươi xác định tang tang lại hỏi triệu huyên gật gật đầu đều uy ngư còn có thể bất tử sao nghe triệu huyên nói như vậy tang tang xem triệu huyên ngực bỗng nhiên yên ổn xuống dưới nàng thật sự không muốn lại gặp thạch vi triệu huyên cao thấp đánh giá một phen tang tang lại cam đoan nói hắn sẽ không đến đây đêm qua cùng cam tùng tách ra về sau triệu huyên tự mình xác nhận qua thạch vi đã chết sau đó đem hắn ném vào hải lý tuy rằng không biết thạch vi cùng này đàn hắc y nhân là một người vẫn là vừa đúng gặp phải bất quá này quan hệ cũng không lớn triệu huyên đưa tan tang về tới khoang thuyền đứng ở cửa khẩu dặn dò nói không cho cùng người khác rất thân cận tan Tan gà con mổ thóc gật gật đầu trong nhiều người như vậy cùng triệu huyên ở chung mới là rất thân cận người khác nàng cảm thấy vừa khéo xem triệu huyên cẩn thận biểu cảm tan tan gật gật đầu tỏ vẻ đã biết bất quá nàng cảm thấy là hẳn là cùng triệu huyên bảo trì khoảng cách xem tan tan đáp ứng rồi triệu huyên liền rời khỏi tan tan nhìn theo triệu huyên bóng lưng biến mất vỗ vỗ khuôn mặt đóng cửa lại bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa tan tan nghi hoặc chớp chớp mắt tưởng triệu huyên đi mà quay lại mở cửa là trần nhữ cảnh tan tan kêu gọi hắn nhị biểu ca. Trần Nhữ Cảnh nói, tan tan, ngươi không phải nói buồn sao, vừa mới ta kết bạn một cái thư tứ lão bản, cho ngươi mua vài cái thoại bản. Vừa nói xong, Trần Nhữ Cảnh đem mấy quyển sách hướng tới tan tan huy huy. Tan tan ánh mắt vui vẻ, đem lời bản tiếp nhận đến, nàng không si mê xem thoại bản, nhưng nếu nhàm chán thời điểm, vẫn là thích dùng thoại bản giết thời gian. Cảm ơn ngươi, nhị biểu ca tan tan lật qua lật lại thoại bản, thần sắc vui mừng cầm chúng nó. Trần Nhữ Cảnh sờ sờ đầu, không cần cảm tạ. Tan tan cười cười, cúi đầu tùy ý ngắm hai mắt, chuẩn bị bắt bọn nó ở đầu giường phóng hảo. Nhưng nàng chỉ lo cúi đầu ngắm thư, dưới chân không bắt bẻ, bỗng nhiên xoay ở, Trần Nhữ Cảnh thấy thế, theo bản năng đi giúp đỡ một phen tan tan cánh tay. Mấy quyển sách đều dừng ở tan tan lòng bàn chân hạ, tan tan nhẹ nhàng thở ra, Trần Nhữ Cảnh vừa mới đỡ lấy tan tan cánh tay, bỗng nhiên cảm nhận được một trận cực lạnh ánh mắt. Tan tan cũng cảm nhận được, nàng đánh một cái run run, sờ sờ cánh tay. Sau đó liền nghe được một trận trầm thấp trầm tiếng cười, tan tan dương mắt nhìn lại, Triệu Huyên đứng ở cửa khẩu, tự hồ không mấy vui vẻ bộ dáng. Hẳn là Phi thường không vui Chương 35 Kinh Thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com làm sao ngươi lại đã trở lại? Tang tan theo bản năng hỏi. Trần Nhữ Cảnh đứng ở tại chỗ xem Triệu Huyên. Ba người dằn co, không khí có chút lạ gì. Tang tan tưởng, theo hai ngày trước thấy Triệu Huyên, hắn cũng có chút kỳ quái. Hắn tự hồ luôn là thích chiếm bản thân tiện nghi, nghĩ vậy nhi, tan tan ra sức lắc lắc đầu, đời trước Triệu Huyên nhưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân ngã vào lòng đều thờ ơ nhân hai đời triệu huyên bản tính kỳ thực là không có sai biệt vừa nghĩ như thế tan tan cảm thấy là bản thân nghĩ nhiều không thể tới sao triệu huyên xem trần nhữ cảnh hỏi lời nói là tan 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 lui về phía sau nửa bước giờ phút này một cái màu xanh bình xứ ném tới không xa không gần vừa vặn dừng ở tan tan trong lòng tan tan phản ứng tính nắm giữ nó lại ngẩng đầu thời điểm triệu huyên góc áo cũng đã theo cửa tiêu thất trong không khí âm lãnh không khí cũng không có tan tan mở ra màu xanh tiểu bình sứ nghe thấy được một cổ thuốc trị thương hương vị nàng nghiêng đầu nhìn về phía bản thân cánh tay trái vì triệu huyên kỳ quái cảm thấy không thể nề hà tan tan ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trần nhữ cảnh đem thư cấp tan tan nhặt lên đến đặt ở của nàng đầu giường nhẹ nhàng nói một câu nói tan tan nga một tiếng chờ trần nhữ cảnh đi xa tan tan cúi đầu thở dài một hơi nàng thật sự là không biết triệu huyên vì sao muốn tức giận nàng không có đắc tội hắn a à. tan tan lăn ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nhìn nửa ngày màu xanh bình xứ đi ra ngoài nàng tìm nửa ngày mới nhìn gặp triệu huyên triệu huyên đứng ở trên sàn tàu hôm nay phong cũng đại thổi của hắn y bào bay phất phới tan tan tóc cũng bị gió thổi lên huyên biểu ca tan tan đứng ở phía sau kêu kêu triệu huyên Triệu Huyên không nhúc nhích, Tang Tang đứng ở Triệu Huyên bên cạnh đi, cảm ơn ngươi. Dược. Triệu Huyên như trước vẫn không nhúc nhích, Tang Tang kéo kéo Triệu Huyên tay áo, ngươi làm sao vậy? Nhíu nhíu đầu mày, Tang Tang thật sự không quá lý giải, Triệu Huyên như thế nào, đen kịp sắc mặt giống như là thiếu của hắn bạc giống nhau. Triệu Huyên sườn mâu, nhìn thoáng qua Tang Tang, muốn biết. Tang Tang gật gật đầu. Triệu Huyên xoay người, gió thổi khởi hắn gốc áo cùng ô phát, của hắn mặt mày cùng tối tú lệ núi sông giống nhau, thật tinh xảo, cũng không dễ dàng làm cho người ta tới gần. Tô tan ký. Triệu huyên cúi đầu, xem tan tan, tan tan ngây thơ xem hắn, triệu huyên thừa lại lời nói lại tạp ở trong cổ họng, hung giữ một câu, cùng trần nhữ cảnh bảo trì khoảng cách. Cái gì? Tan tan ánh mắt phi thường mờ mịt. Triệu huyên thật sự là quảng quá rộng, tan tan tưởng lắc đầu, lại nghe thấy triệu huyên trầm thấp thanh âm không cho không đáp ứng tan tan chuẩn bị nói vì sao triệu huyên tự hồ đoán được của nàng ý tưởng của hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên có vài phần ôn nhu chờ ta chờ ta là có ý tứ gì tan tan hồ không hiểu xem triệu huyên triệu huyên lại nhẹ nhàng nở nụ cười bên trong sen lẫn một ít tan tan không hiểu lắm cảm xúc bất quá triệu huyên tự hồ đang chờ bản thân trả lời một lát sau triệu huyên ánh mắt càng ngày càng có cảm giác áp bách tan tan mơ hồ ừ một tiếng triệu huyên trở nên vừa lòng áp suất thấp biến mất không thấy thậm chí còn nở nụ cười giờ phút này tan tan nhớ tới một sự kiện tan tan lại ngẩng đầu huyên biểu ca vậy ngươi đi nhị thúc phụ trong nhà trụ sao triệu huyên sắc mặt không thay đổi nhưng là không có trả lời tan tan kéo kéo của hắn y bào triệu huyên xem vẻ mặt ao ước tan tan rốt cuộc nói chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết ta trụ ở đâu. Đây là không đi tô phủ ở, tan tan ừ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên có một loại nói không rõ cảm giác. Tan tan là ở ngày kế đến kinh thành bến tàu. Tô gia hạ nhân sớm ngay tại bến tàu thượng chờ bọn hắn. Tan tan đi theo tô trần thị mặt sau thượng bến tàu, liếc mắt một cái liền thấy một cái thân hình cao gầy thiếu niên, hắn nhìn đến bọn họ, dùng sức hướng tới bọn họ xua tay, trên mặt vui mừng, giật vu ngôn biểu đại ca trước lũi đi qua là tô diệp tô nhiên chửi chửi tô diệp ngực cừ thật hai năm không thấy tiểu tử ngươi rắn chắc không ít theo sát sau tô nhiên tiến lên một bước đối với tô một tô trần thị hành một cái lễ đại bá phụ đại bá mẫu nương ở trong nhà chờ các ngươi đâu hảo 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 tô một vui vẻ nói hơn nửa đời trước tang tang thật lâu chưa từng thấy tô nhiên tô nhiên là tô già con trai độc nhất hắn so tan tan đại ba tuổi, lập tức liền muốn 19. Đoàn người thượng tô nhiên chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, tô già hướng chút năm luôn luôn phát ra, năm trước hồi kinh tự chức, hiện thời là ngũ phẩm làm lan, trụ ở kinh thành đông môn lâu phụ cận. Nhị lão gia tô già chỉ có nhất tử nhất nữ, con trai là tô triệu thị con vợ cả, nữ nhi là tô triệu thị của hồi môn nha hoàng sinh, của hồi môn nha hoàng ở tô linh du năm tuổi thời điểm không có, là từ tô triệu thị một tay nuôi nấng, đông môn lâu bên này đều là một ít chức quan không quá cao quan viên nơi tang tang mới vừa vào tô phủ tô triệu thị liền đón xuất ra đại ca chị dâu các ngươi khả xem như đến đây nói xong nàng lại nhìn về phía tang tang bọn họ mấy năm nay không thấy bọn nhỏ một đám đều lớn chúng ta lại già đi nói chuyện thời điểm nàng xem gặp tang tang có chút không quá đúng cánh tay sốt ruột nói tang tang đây là như thế nào tang tang không thèm để ý lắc lắc đầu nhị thẩm, không trở ngại. Tô Trần Thị cấp Tô Triệu Thị nói đơn giản hôm kia buổi tối chuyện đã xảy ra, Tô Triệu Thị may mắn vỗ vỗ ngực, may mắn không ra vấn đề lớn. Tô Trần Thị cùng Tô Triệu Thị tuy rằng là chị em bạn dâu, nhưng hai người quan hệ không sai, các nàng tính nết hợp nhau, vừa gã tới được mấy năm trước, cùng nhau đối phó Tô Hợp Hương, thật có vài phần tình nghĩa. Nhị bá mẫu, ngươi chỗ nào già đi, Tô Diệp cười hì hì lại gần, chúng ta đi cùng một chỗ, ngươi cùng ta nương rõ ràng là của ta tỷ tỷ. Thật. Tô Triệu Thị đối Tô Trần Thị nhíu mày, Diệp Ca Nhi này há mồm. Đoàn người ở chính sảnh thảo luận nói giỡn cười, lúc này, một cái sơ song nha kế nữ hài nhi đã đi tới, nương, bá phụ bá mẫu nhóm sân đều thu thập xong. Tan tan ngẩng đầu nhìn, là một cái mặt thiến sách giao lĩnh váy áo cánh cô nương, này chính là chỉ so tan tan tiểu ba tháng tô linh du. Tang Tang đối Tô Linh Du không phải là rất quen thuộc, hồi nhỏ, bởi vì sinh Tô Nhiên, Tô Triệu thị hỏng rồi thân thể, hơn nữa Tô Nhiên khi còn bé cũng nhược, Tô già ở Tô Nhiên 2 tuổi trúng tiến sĩ, nhưng bắt đầu này năm Tô già nhậm hẻo lánh, Tô Triệu thị không sai biệt lắm là ở Tô Nhiên 8 tuổi thời điểm, mới rời đi Thanh Châu. Cùng Tô Nhiên hồi nhỏ là cùng nhau chơi đùa đại, tuy rằng mặt sau Tô Nhiên trở về ngày không nhiều lắm, nhưng bởi vì thơ ấu là cùng nhau vượt qua, cũng rất thân mật. Tô Linh Du là ở nhiệm kỳ thượng sinh, tan tan mấy năm nay, không có tiếp xúc nhiều lắm. Tô Linh Du nói xong này đó, lại hướng tới Tô Một cùng Tô Trần Thị được rồi một cái lễ, Du Nhi gặp qua đại bá phụ, đại bá mẫu, lại hướng tới tan tan bọn họ nói, gặp qua nhị ca, đại tỷ, nhị tỷ, nhị biểu ca. Tan tan đây là lần đầu tiên bị người ta kêu tỷ tỷ, còn có một chút kỳ quái. Tô Trần Thị vội vàng nâng dậy Tô Linh Du du tỉ muội đều lớn như vậy tô linh du ôm môi hướng tới tô trần thị ôm nhu cười đại ca chị dâu lão gia hắn còn không có hạ giá trị chờ hắn đã trở lại chúng ta tô gia cũng liền đoàn viên tô triệu thị nói lần trước động nhóm muốn gặp đều là vài năm trước sự tình đệ muội dù sao chúng ta muốn ở kinh thành trụ thượng mấy tháng thời gian nhiều nha tô trần thị nói ước gì các ngươi trụ cả đời đâu Tô Triệu Thị cười mắng. Tô già tuy rằng là ngũ phẩm quan, nhưng ở kinh thành chỗ này, quả thực là không đáng giá nhắc tới, thêm đi lên kinh thành tất đất tất vàng, hiện thời phòng ở kỳ thực so với Thanh Châu Tô gia nhỏ hơn rất nhiều. Tô Mộc cùng Tô Trần Thị một cái sân, Tô Diệp cùng Tô Nhiên một cái sân, Tăng Tăng cùng Tô Trạch Lan một cái sân, bởi vì cố kỵ đến Trần Nhữ Cảnh là tới kỳ thi mùa xuân, Tô Triệu Thị cố ý cho hắn an bày Tô Phủ tối yên tĩnh thoải mái một cái sân chiếu tô triệu thị lời nói tuy rằng trần nhữ cảnh không phải là của nàng thân chất nhi cũng gọi hắn một tiếng nhị cô cô tan tan thu thập xong về sau sắc trời đã dần dần chậm sắc trời nhất hắc tan tang liền cảm thấy có chút mệt mỏi nàng nằm ở trên giường giơ lên thủ đoạn kêu kêu tiểu hồi nửa ngày đi qua tiểu hồi còn là không có xuất ra tan tan từ tối hôm đó kết thúc về sau liền không có nghe được tiểu hồi từng nói với tự mình nói nàng có chút lo lắng tiểu hồi nhưng là đầu óc thiếu ý thật sự để ngăn không hết tan tan mơ mơ màng màng liền đang ngủ ngày thứ hai tan tan đang ở mặt quần áo thấy được trang trên đài một phần tính cũng không biết là ai cấp bản thân ngẩng đầu hồ nghi nhìn nhìn hầu hạ nhẫn đông tiểu thư người gác cổng nói là của ngươi tính ta vừa mới đặt ở trang trên đài nhẫn đông nói tan tan mở ra bao thư mở ra sau có một địa chỉ phía dưới còn có một lạc khoản nàng dơ dơ lên mày, là huyên biểu ca. Biểu thiếu gia nói cái gì? Nhẫn đông cấp tan tan sát hảo một cái trâm cài sau, liền hỏi. Đem tính phóng hảo, tan tan nói, hắn nói hắn hiện tại trụ ở đâu? Nhẫn đông sẽ không hỏi, tan tan nhớ kỹ mặt trên địa chỉ, suy nghĩ hạ, hướng tới nhẫn đông quắt ngón tay, hôm nay Thái Dương vừa vặn, ta nghĩ đi ra ngoài dạo dạo. Tiểu thư, ta đây đến hỏi hỏi đại thiếu gia bọn họ. Nhẫn Đông nói: "Tang Tang lắc lắc đầu, nàng muốn nhìn huyên biểu ca, Triệu Huyên hẳn là sẽ không thích nhân nhiều lắm, chúng ta bản thân đi thôi, ta muốn đi xem huyên biểu ca." Nhẫn Đông lui về phía sau bước chân dừng lại, "Nhưng là tiểu thư, chúng ta lần đầu tiên đến kinh thành a, ngươi tìm đến địa phương sao?" "Ta đương nhiên có thể a," Tang Tang chuẩn bị trả lời Nhẫn Đông, lại nghĩ tới ở bọn họ trong mắt bản thân là lần đầu tiên đến kinh thành đời trước mặc dù ở kinh thành làm hơn 10 năm quỷ, lại không thể tiến động lớn chư cho khẩu. Mang cái gã sai vặt. Tang Tang nói như vậy. Ngay sau đó, nàng ở trong gương nhìn nhìn bản thân bộ dáng, năm trước mùa hè nàng liền tập kê, hiện thời 15 tuổi, rất nhiều trước kia không thể dùng gì đó hiện tại cũng có thể dùng, chỉ là Tang Tang vốn liền thiên sinh lệ chất, cũng không thích dùng nhiều lắm bên ngoài son phấn. Tang Tang mới vừa đi xuất viện môn, cách vách trong phòng tô trạch lan thấy tan tan trang điểm hảo một bộ muốn xuất môn bộ dáng nàng hướng tới tan tan vẫy vẫy tay tan tan ngươi này là muốn đi đâu tô trạch lan vừa dứt lời đi đến sân khẩu tô diệp cùng tô nhiên nghe được nghe vậy liền nói tan tan ngươi muốn xuất môn a tan tan hướng về phía bọn họ hai người gật gật đầu tô diệp nhảy vào đến hỏi tan tan đi chỗ nào ta muốn đi xem huyên biểu ca tan tan cũng không gạt bọn họ hiện tại tô gia nhân đối triệu huyên quan cảm vẫn là rất tốt. Nghe Tang Tang vừa nói như vậy, tô dịp gãi gãi cái óc, hỏi Tang Tang, nhưng là ngươi có biết hắn trụ ở đàn kia sao? Tang Tang gật gật đầu, vừa mới hắn viết thư nói với ta. Tang Tang tưởng, triệu huyên đã nhanh như vậy liền nói cho nàng, thuyết minh hắn cũng là rất nhớ tự mình nhìn của hắn. Một khi đã như vậy, tô dịp vây quanh cánh tay, ở tan tang trước mặt đi đi lại lại đi rồi vài vòng, tự hồ là hạ một cái rất khó khăn quyết định, như vậy đi, ta cũng cùng ngươi đi xem huyên biểu ca. Các ngươi hai cái lần đầu tiên đến Kinh Thành, ta cùng các ngươi hai cái đi. Tô Nhi Nhân tiện nói. Tan ta ngay từ đầu là không muốn để cho nhóm đi, nhưng là bọn hắn hai người một bộ cần phải đi biểu cảm, tan tan nghĩ lại, kỳ thực cũng tốt lắm. Hảo cảm không thể đều nàng một người đi soát, hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân đã soát rất nhiều, hẳn là mang theo toàn gia nhân cùng đi soát, vì thế tan Tang còn hỏi Tô Trạch Lan, tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tô Trạch Lan đứng lên, các ngươi đều đi, ta cũng đi xem một chút đi. Đoàn người chậm rãi chuẩn bị xuất viện tử, tan Tang chuẩn bị công tác làm được thật đầy, còn nhường phòng bếp nhịn một ít bổ não canh, làm cho người ta mang theo. Vài người chuẩn bị xuất môn động tỉnh quá lớn, lớn đến ngay cả Trần Nhữ Cảnh đều kinh động, hắn buông sách vở hỏi bọn hắn sự tình gì chúng ta đi nhìn xem huyên biểu ca nghe vậy trần nhữ cảnh theo bản năng hướng tới tan tan nhìn lại bên má nàng đỏ bừng rất tò mò đã đi ra cửa trần nhữ cảnh hướng về phía bọn họ cười cười ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau tan tan sợ hãi trì hoãn trần nhữ cảnh đọc sách thời gian nhị biểu ca có phải hay không ảnh hưởng ngươi xem thư a kiểm tra cũng không phải này một sớm một chiều công phu trần nhữ cảnh cười lắc lắc đầu ta cũng muốn đi đi ra ngoài đi. Vốn tan tan chỉ tính toán một người đi ra ngoài, ở tô gia lý đi dạo một vòng, không nghĩ tới phía sau sách một chuỗi lớn. Triệu huyên cách nơi này vẫn là có một đoạn khoảng cách, đoàn người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, triệu huyên trụ địa phương là một nhà khách sạn, khách sạn rất lớn, hơn nữa cách trường thi rất gần, này thời tiết, trụ đều là chút muốn khoa cử taxi tử. Cam Tùng ở khách sạn hậu viện thuê cái tiểu viện tử, Triệu Huyên cũng cùng hắn ở cùng một chỗ. Tiểu nhị nói cho tan tan bọn họ cụ thể vị trí sau, vài người liền hướng tới bên kia trôi qua. Triệu Huyên đang xem thư, A Trung đi lại nhỏ giọng bẩm báo nói, công tử, tô cô nương đến đây. A Trung là Triệu Huyên nửa năm trước ở Tuyền Châu mua thư đồng, hơn 15 tuổi, thật cơ trí một cái hài tử. Trên tay động tác một chút, Triệu Huyên ngẩng đầu, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, tiếng bước chân thật kỹ càng, triệu huyên lỗ tai giật giật không giống như là một người hắn hiện tại vị trí quay đầu vừa vặn có thể thấy cửa viện tình huống hắn hướng tới phía trước nhìn lại tan tan đích xác đến đây mặt sau còn chậm rãi theo một đám người triệu huyên vừa mới còn kiều khóe môi rồi đột nhiên kéo thẳng công tử ngài a trung xem triệu huyên không chút hoang mang lại lấy ra một trương giấy tuyên thành một lần nữa bắt đầu luyện tự không khỏi nghi vấn một câu ngài không ra sao ta là hầu sao, tùy tiện một người đều có thể gặp. Triệu huyên tùy ý nói, nhưng là nghe vào A Trung trong lỗ tai, luôn có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Rõ ràng vừa mới nghe thấy tô cô nương thời điểm tâm tình rất tốt A. À. Này đầu, tan tan bọn họ ở tiểu nhị dẫn dắt hạ xuyên qua lưỡng đạo ánh trăng môn, tiểu nhị cấp tan tan nhóm chỉ chỉ trước mặt tiểu viện, các vị công tử cô nương, phía trước này trong tiểu viện chính là triệu công tử trụ địa phương tô nhiên thưởng bạc vụn cấp tiểu nhị. Tiểu nhị cảm ơn bọn họ vài vị, liền xoay người rời đi, vừa mới đi vào, tan tan liền thấy triệu huyên gã sai vặt, A Trung. Ở trên thuyền thời điểm, tan tan gặp qua A Trung hai mặt, A Trung chính ải kiên cái lót lưng, tan tan mau đi vài bước, hỏi A Trung, huyên biểu ca nhân đâu? A Trung hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua, lại nghĩ đến triệu huyên vừa mới phân phó, hồi đáp, công tử cùng cam thiếu gia đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu vậy. Ngàn tưởng vạn tưởng, Tang Tang không nghĩ tới là này đáp án, lẫn nhau nhìn vài lần, Trần Nhữ Cảnh hòa nhã nói, "Khả nói gì đó thời điểm trở về." A Trung lắc lắc đầu, đều không hề rời đi, "Trở về cái gì a à cái gì? Tuy rằng không biết công tử vì sao không đồng ý thấy bọn họ, A Trung vẫn là nhắc nhở một câu, công tử không vui nhiều người." Những lời này chính là ở ghét bỏ bọn họ đến nhân nhiều lắm, tan tan sờ sờ cái mũi nếu Triệu Huyên ở, lúc này nàng rất muốn trừng thượng hắn vài lần. Tô Nhiên trong lòng nghe xong, có chút không thể nói rõ đến cảm giác, tuy rằng nói hiện tại đại bá phụ người một nhà đối Triệu Huyên cảm giác không sai, nhưng là như thế này chói lọi ghét bỏ, Tô Nhiên đáy lòng vẫn là có một chút không thoải mái, vì thế nhân tiện nói, khi tan tan, chúng ta đi thôi. Nếu là tan tan một người, tan tan liền tại đây nhi chờ, nhưng là hiện tại có nhiều như vậy nhân, Tang Tang cũng ngượng ngùng làm cho bọn họ cùng bản thân chờ, gật gật đầu, lại đối đem thực hộp từ phía sau gã sai vặt cầm trong tay đi lại, đưa cho A Trung, đây là cố ý cấp huyên biểu ca hầm an thần bổ não canh, đến lúc đó ngươi giao cho huyên biểu ca. A Trung tiếp nhận đến, cô cô nương, tiểu nhân nhất định sẽ tự tay giao cho công tử. Tang Tang hướng về phía hắn cười cười, lại hướng tới cô dịp bọn họ thở dài một hơi, chúng ta đi thôi. Trần Nhữ Cảnh xem tan tan có chút túng mi đáp mắt biểu cảm, hơi hơi cúi xuống đầu, ôm nhu nói, cũng đã xuất ra, tan tan, chúng ta đây đi trên đường dạo dạo. Tan tan ngẩng đầu, đối với Trần Nhữ Cảnh loan liếc mắt tinh, vừa vặn hôm nay ôn hòa. Ta nghe nói kinh thành có rất nhiều hảo ngoạn, cái gì đại biên người sống xiết, cùng với đủ loại gì đó, đều tụ ở kinh thành. Tô Diệp bị nói có chút tâm động, trên chân bước chân cũng nhanh không ít, đi một chút đi, hôm nay thừa dịp thời gian đi trước đi dạo. Công tử, ngươi. A Trung xem triệu huyên âm u sắc mặt, kinh hồn tán đảm. Công tử hướng tới ngoài cửa sổ ánh mắt giống như muốn ăn ai dường như, A Trung mang theo thực hộp im lặng đứng nửa ngày, xem triệu huyên rốt cục thiên qua đầu, lại nhìn chầm chầm thực hộp. Cô cô nương nói đây là cho ngươi bổ đầu óc. A Trung vội hỏi. Triệu huyên nhàn nhạt xem nó, nửa ngày thủ một câu, không cần. A Trung gian nan nuốt một ngụm nước, đùng hương hương vị theo trong hòm không ngừng chạy đến, hắn đem hòm phủng lên, công tử, ta có thể cùng uống lên nó sao? Quả thực chính là dậm chân giận dữ A, A Trung trong lòng thập phần luyến tiếc, tô cô nương nếu biết hắn gia công tử nói không cần, chỉ sợ hội thập phần thương tâm. Triệu Huy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng ném ra hai chữ, tùy tiện. A Trung ai thanh, đang định ôm đi, bỗng nhiên mặt sau lại rơi xuống vài, lạnh như ngọc thạch đánh nhau, đem canh buông đi. A Trung hậm hực hờn dỗi lui về phía sau nửa bước, đem canh kinh thủ kinh cước buông, nói thật, trong lòng hắn còn có điểm kích động đâu, theo hắn gia công tử hơn nửa năm, hắn nói là làm, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên gặp loại sự tình này. Quả nhiên Nga, Kito cô nương chính là không giống với. Đem canh buông, A Trung hướng tới mặt sau đi mấy bước, lại nghe được Triệu Huyên nói, ngươi trở về. Công tử! còn có chuyện gì? A Trung cung kính nói. Triệu Huyên khoanh tay nhi lập, suy tư nửa ngày sau, mới cuối người trên giấy viết vài, dùng giấy viết thư trang hảo sau, bắt nó đưa cho A Trung, đem này kêu cấp tô cô nương. A Trung cúi đầu, xem bản thân trong tay giấy viết thư, lại nhìn xem trên mặt không có chút trung động nào Triệu Huyên, có chút sờ không được Triệu Huyên ý nghĩ, vừa mới tô cô nương ở thời điểm, hắn có chuyện không biết cùng nhân gia tự mình nói, ngược lại muốn đưa tính. Chương 36 Nam Nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Triệu Huyên trong lòng nhắc tới nhân lúc này đang ở Trường An trên đường chơi vui vẻ, đời trước làm quỷ nhàm chán thời điểm, tan tan cũng tới trong kinh thành đi dạo, chỉ là một nhân hình đang ảnh chỉ dạo, thế nào so được với nhất đại gia vui vui vẻ vẻ dạo. Tan tan vui tươi hớn hở, ngày dần dần cao, mặt nàng bắt đầu phím hồng, hưng trí cũng không giảm một điểm, trần nhữ cảnh đi ở tang tang bên cạnh sợ nàng không cẩn thận đụng phải người khác cũng sợ người khác không cẩn thận đụng vào nàng phía trước có niết mặt nhân tang tang đi tới đi lui phát hiện một cái niết mặt nhân quán nhỏ tử hưng phấn chạy đi qua tô trạch lan xem đồ sung sướng tang tang cùng gắt gao đi theo tang tang mặt sau trần nhữ cảnh hướng tới tô nhiên nói đại ca chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi không phải là cùng đi ngoạn cuối cùng một chữ chưa nói xong Tô Nhiên xem Tô Trạch Lan trêu ghẹo ánh mắt, lại nhìn đến trước mặt bóng lưng, lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt, là nên như vậy. Sau đó ông chầm Tô một bả vai, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Tô Diệp đang chuẩn bị hướng tan tan theo sau, bị Tô Nhiên như vậy vùng, bước chân nhất lão đảo, hướng mặt khác nhất nghiêng đi, đại ca, ngươi chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tô Nhiên giống như Tô Diệp, từ nhỏ không thích văn chỉ hỉ võ, khí lực lại đại nhưng là tan tan bọn họ. Tô Diệp có chút lo lắng. Tô Trạch Lan cười lắc lắc đầu, không phải là còn có gã sai vặt đuổi kịp sao, điệu không được. Tan tan nhìn trước mắt mặt nhân sạp, lão bản tay nghề tốt lắm, mỗi một cái mặt mọi người rất sống động, ngay cả quần áo văn lộ đều mảy may tất hiện. Mua mặt nhân tiểu thương là khoan mặt đại thúc, mặt mày thật hiền hòa, tiểu cô nương muốn một cái sao. Tan tan gật gật đầu, làm một cái ta nói xong tan tan lại quay đầu tính toán hỏi bọn hắn muốn hay không quay người lại lại chỉ phát hiện trần nhữ cảnh một người tan tan kỳ quái nói nhị biểu ca bọn họ nhân đâu bọn họ nói đi địa phương khác nhìn xem trần nhữ cảnh ôn ngôn trả lời tan tan ngước mắt hướng tới mặt sau nhìn nhìn này mấy cái phố thật phồn hoa tan tan hít mắt nhìn hồi lâu cũng chỉ nhìn đến chen vai thích cánh đoàn người không có tìm được bọn họ bóng người tan tan nâng đầu nàng dưới ánh mặt trời phơi một lát, trên má mang theo nhợt nhạt đỏ ửng. Tang Tang thu hồi ánh mắt, quyết định không tìm, có Tô Nhiên ở, nàng cũng không lo lắng. Nhị biểu ca, ngươi muốn mặt người sao? Nghe được Tang Tang mềm nhũng thanh âm, Trần Nhữ Cảnh cổ họng hoạt động hạ. Hắn còn chưa đi nghe rõ ràng Tang Tang nói cái gì, liền gật gật đầu. Đại thúc, chiếu ta biểu ca bộ dáng cũng là một cái. Tang Tang lại nói. Được rồi. Đại Thúc đánh giá một chút Tang Tang cùng Trần Nhữ Cảnh, trên tay tốc độ nhanh hơn, lại nói, nghe giọng nói, cô nương không phải là người địa phương đi. Tang Tang nói ân, Đại Thúc lại cười hề hề hỏi, công tử là tới kiểm tra cử nhân lão gia đi. Tang Tang nhìn thoáng qua Trần Nhữ Cảnh, hồ nghi hỏi, Đại Thúc, ngươi làm sao thấy được? Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi tới được cái kia phố trụ đều là sĩ tử. Đại Thúc trên tay động tác không ngừng lại xem một cái công tử toàn thân khí phái, tiểu lão nhân sẽ theo liền đoán đoán. Dứt lời, một cái mặt đinh hương sắc váy tiểu cô nương cùng một cái mặt thạch thanh sắc nho y công tử niết tốt lắm, đại thúc nói, cho các ngươi. Trần Nhữ Cảnh đem tiền đồng đưa cho đại thúc, đại thúc ở đâu bước lên trà xác tiếp nhận tiền đồng, vừa cười nói, chúc công tử tên đề bản vàng. Trần Nhữ Cảnh cười nói tạ. Nhị biểu ca, cho ngươi tang tang đem trần nhữ cảnh mặt nhân đưa cho hắn trần nhữ cảnh đưa tay tiếp nhận đến lại nghe thấy tang tang nói này cũng thật giống ngươi hắn đem kia bản thân áo xanh công tử niết ở trong tay lại nhìn thoáng qua tang tang trong tay đinh hương sắc cô nương cuối cùng còn là không có gì cả nói tang tang nhìn chầm chầm mặt nhân nhìn hồi lâu sau đó dè dặt cẩn trọng sờ sờ mặt nhân nho nhỏ lỗ tai trần nhữ cảnh xem tang tang bộ dáng nhìn không được nở nụ cười tang tang đi thôi trần nhữ cảnh hòa nhã nói gật gật đầu tan tan hướng tới phía trước đi tới bất quá trần nhữ cảnh vừa mới bán ra đi một bước đã bị một cái vội vàng nhân đụng phải còn chưa kịp nói chuyện cái bóng người kia lại chạy xa nhị biểu ca không chàng thương ngươi đi tan tan sốt ruột hỏi trần nhữ cảnh lắc lắc đầu tan tan nhẹ nhàng thở ra hướng tới vừa mới người kia bóng lưng so cái mặt quỷ lại xem trần nhữ cảnh mặt mọi người điệu đến lên rồi, niệm niệm không tha quay đầu, nhìn nhìn mặt nhân sạp, nhị biểu ca, nếu không chúng ta trở về ở làm một cái đi. Trần nhữ cảnh đem vỡ thành hai nửa mặt nhân nhặt lên, đối tan tan ôm nhu nói, không cần, ngươi không phải nói đi phía trước đi dạo sao. Vậy được rồi. Tan Tang liền đi phía trước mặt tẩu biên nói với Trần Nhữ Cảnh, dù sao phía trước còn có rất nhiều tươi mới này nọ đâu. Trần Nhữ Cảnh sườn mâu, xem tan tan, ôm nhu nói tốt. Tan tan cùng Trần Nhữ Cảnh lúc trở về đã là buổi chiều, tô dịp bọn họ còn không có trở về. Tan tan ở bên ngoài đi dạo ban ngày, thu hoạch tràn đầy, tuy rằng đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, đều là nàng thích, chỉ là sở hữu đều là Trần Nhữ Cảnh đều bỏ tiền mua, tan tan cho rằng có chút không tốt. Nhưng là Trần Nhữ Cảnh tự hồ thật thói quen cấp tan tan tiêu tiền, tan tan trước kia cũng cảm thấy thật bình thường, gần nhất có triệu huyên kỳ quái nhắc nhở, Tang Tang mới bắt đầu một lần nữa định vị cùng Trần Nhữ Cảnh quan hệ. Nàng cùng Trần Nhữ Cảnh, chung quy không phải là nàng cùng Tô Diệp quan hệ. Tang Tang nhớ tới trước kia, từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhị biểu ca đều sẽ cho nàng mua, có một năm, nàng xem trúng một cái vàng làm một chuỗi phong linh, nhân gia muốn 50 lượng bạc, Tang Tang nhớ được vào lúc ấy nàng mới 10 tuổi, không có nhiều tiền như vậy, Tô Trần Thị cũng không quán nàng, nghĩ muốn cái gì liền mua mặt sau là nhị biểu ca cho nàng mua trở về nhị biểu ca dùng chép sách tiền thêm cho nàng mua hắn có tích tụ nhưng là hắn nói dùng cha mẹ ngân lượng thảo hảo muội muội tính cái gì cảm ơn ngươi nhị biểu ca tan tan nghiêng đầu đối trần nhữ cảnh cười cười trần nhữ cảnh hồi chi cười tan tan ngươi thích là tốt rồi bất quá trong lòng lại hạ chủ ý hướng chút năm hắn vì khoa cử không có quá mức cho nghiên cứu thứ vật dùng là tiền bạc luôn là cha mẹ chờ lần này kiểm tra kết thúc cũng muốn nỗ lực làm một chút sự tình tiểu cô nương là muốn quá ngày lành nhân mệt mỏi đi trở về nghỉ ngơi trần nhữ cảnh nhu hòa nhìn tan tan đi trở về trên đường tan tan trong lòng có chút mệt nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi nhị biểu ca thật tốt quá có chút mệt cùng trần nhữ cảnh nói lời từ biệt về sau trở về phòng ngủ tiếp nhận mới vừa ở tú đôn ngồi hạ tang tang nhìn thấy sân khấu quay thượng lại có một phong thơ bao thư mặt trên chữ viết thật quen mặt tang tang xé mở về sau thấy mặt trên nói mấy câu kém chút bị tức chết tiểu thư ngươi làm sao vậy nhẫn đông hỏi tang tang đem giấy viết thư nhiều nếp nhăn nhu thành một đoàn vừa mới hảo tâm tình nhất thời trừ đi rất nhiều tang tang đối với Nhẫn đông thở dài một hơi không có việc gì nghe vậy nhẫn đông ừ một tiếng Tang Tang thấy tính về sau như là xương đánh trà tím giống nhau, may mắn một lát sau nàng điều tiết điều tiết lại khôi phục bình thường. Cùng Triệu Huyên so đo lời nói, nàng đã sớm muốn đem bản thân cấp tức chết rồi. Vừa đúng giờ phút này cũng muốn đến dùng bữa tối thời gian, Tang Tang xoa xoa mặt đi gọi Tô Trạch Lan, các nàng cũng vừa vừa trở về, hai tỷ muội tướng cùng mà đi. Tô Trạch Lan hỏi Tang Tang nói, Tang Tang cùng nhị biểu ca chơi vui vẻ sao? gật gật đầu, tan tan đáp, rất tốt a. À. Bất quá trong lòng đã có điểm không yên, tan tan cảm thấy bản thân có chút biểu biểu, nàng cũng không tính toán gã cho nhị biểu ca, đích xác hẳn là cùng nhân gia bảo trì khoảng cách, mà lúc này kỳ thi mùa xuân tiếp cận, tan tan không nghĩ xa lạ hắn, này dễ dàng tưởng phân của hắn thần. Khoa cử đối với gian khổ học tập 10 dư tái trần nhữ cảnh rất trọng yếu. Nàng kéo kéo tô trạch lan tay áo, tô trạch lan nghi hoặc nhìn nàng. Tang Tang nghiêm túc cẩn thận xem nàng, chậm rãi mở miệng, "Tỷ tỷ, ta đối nhị biểu ca cảm giác cùng cùng các ngươi cùng nhau cảm giác là giống nhau." Ánh mắt nàng rất sạch sẽ, không có bất kỳ che che lấp lấp, nàng thích nhị biểu ca, giống như là thích Tô Diệp giống nhau, nhị biểu ca tốt lắm, hắn hẳn là có một toàn tâm toàn ý thích bản thân nữ hài tử. Cưới vợ sinh con, sau đó trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống. Tang Tang có chút tiếp nuối, không có Triệu Huyên không cho không cho, nàng khả năng thật sự hội gả cho trần nhữ cảnh sau đó nỗ lực nỗ lực yêu hắn nàng tin tưởng gã cho nhị biểu ca nữ hài tử sẽ hạnh phúc cả đời nhị biểu ca thật ôn nhu nhưng hắn cũng không phải đối mỗi một cá nhân ôn nhu hoa tâm nhân gã cho của nàng nữ nhân sẽ không hối hận tô trạch lan bị tan tan lời nói kinh ngạc kinh tan tan cố kỵ có hạ nhân nghe được nói chuyện thanh âm không phải là quá lớn chỉ có đi ở tan tan bên cạnh tô trạch lan nghe rõ ràng Tô Trạch Lan là cam chịu tan tan hội gã cho nhị biểu ca, nhị biểu ca như vậy nam tử là ngàn dặm chọn nhất, của nàng hôn sự không thông thuận, liền càng hy vọng đệ đệ muội muội hôn sự có thể thuận thuận lợi lợi. Tan tan, ngươi còn nhỏ. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Trạch Lan nói như vậy, nàng sờ sờ tóc của nàng, lỡ mất hắn, ngươi khả năng hội tiếc núi. Tỷ tỷ, ta không nhỏ. Tan tan kéo Tô Trạch Lan cánh tay dừng lại, nàng ở trước mặt nàng đứng định, ta cập kê. Nàng nói một bộ nghiêm trang, Tô Trạch Lan lại chỉ là cười cười, tiểu cô nương trưởng kiều kiều nhuyễn nhuyễn, ngập nước mắt to như vậy xem nhân thời điểm, chỉ kích phát nổi lên Tô Trạch Lan nồng đậm yêu thương, dù sao ngươi còn nhỏ, không nóng nảy thành hôn. Tan tan tiếp một hơi, Tô Trạch Lan ngữ khí, vẫn là coi nàng là thành tiểu hoa nhi đến dỗ, kỳ thực. Nếu có thể, tan tan thật sự rất muốn làm cả đời tiểu hoa nhi hôm sau giữa trưa. Tan tan xuất môn, lần này nàng cự tuyệt mọi người, trực tiếp nói cho Tô Trạch Lan triệu huyên ý tứ, hàng xá quá nhỏ, tiếp nhận không dưới rất nhiều người, nàng một người đi thì tốt rồi. Tô Trạch Lan là biết triệu huyên cùng tan tan hiện tại quan hệ không sai, nghe vậy cũng liền không có ngăn cản, nhưng tan tan nhiều mang theo vài cái gia đình, trên đường chú ý an toàn. Tan tan gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng rồi, lúc này đây cùng hôm qua thật không giống với, tang tang nhân vừa mới vào triệu huyên thuê tiểu viện a trung cứ dựa theo phân phó mang theo tang tang trôi qua tang tang hỏi a trung ngày hôm qua ta đến thời điểm huyên biểu ca ở sao nàng có một chút hoài nghi nàng ngày hôm qua đến thời điểm triệu huyên là ở a trung sờ sờ đầu không biết là trả lời tang tang là còn có phải là đầu óc vừa chuyển liền đem vấn đề ném cho triệu huyên tô cô nương ngươi đợi lát nữa hỏi thiếu gia đi tang tang mị mị ánh mắt khóe miệng nhẹ nhàng loan loan, hắn nhất định không có đi. Dứt lời, tan tan ngay lập tức lướt qua A Trung, bản thân hướng tới Triệu Huyên trong phòng đi. A Trung xem tan tan bản thân đều trôi qua, dùng không đến bản thân dẫn đường, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, quyết định sẽ không cùng trôi qua. Công tử hẳn là không tưởng người khác quấy rầy hắn cùng tô cô nương. Tang Tang là nổi giận đùng đùng hướng tới Triệu Huyên trong phòng đi, nàng đều không có gõ cửa, gõ cửa lời nói sẽ có vẻ bản thân không đủ tức giận, kia của nàng khí thế sẽ yếu đi rất nhiều. Triệu Huyên, ngươi tan tan ban đương một tiếng đẩy ra che đậy sương phòng, Triệu Huyên ngồi ở phía trước cửa sổ bàn học hạ, nghe vậy chậm rãi quay đầu, trong tay hắn còn nâng một quyển đại học, bình tĩnh nhìn tan tan. Tan tan tỳ khí tất cả đều tạp ở, Triệu Huyên thái độ khí thế phản phất bản thân là một cái cố tình gây sự nhân, tan tan chỉ trích cũng càng ngày càng hư, ngươi ngày hôm qua, vì sao không đi ra gặp chúng ta? Nàng có chút thương tâm, đại gia vui vui mừng mừng đến xem hắn, hắn rõ ràng ở, lại nói cho bọn họ biết không ở, trống trơn đi một chuyến. Triệu Huyên đứng dậy, hắn hôm nay mặc nhất kiện trắng thuần tà khâm ngoại bào, mặt mày tinh tế, nhẹ nhàng kéo kéo môi, tan tan nghe thấy vài, ta là ngươi dưỡng hầu tử sao? Ai coi ngươi là hầu tử? Tan tan cả giận nói, mọi người đều là thân thích, làm sao ngươi có thể như vậy? vì thế triệu huyên nga một tiếng lạnh nhạt biểu cảm nhưng tan tan cảm thấy bản thân đến vô cớ sinh sự tan tan nàng hơi giận vì sao triệu huyên làm cho nàng một người đến nàng liền một người ngoan ngoãn đến đây nàng cũng không phải của hắn dưỡng nô lệ tan tan vừa nghĩ như thế hừ một tiếng xoay người liền tính toán rời đi theo giúp ta trên đường đi đi dạo bước chân vừa mới bán ra đi nửa bước tan tan sau khi nghe được mặt không tha phản bác thanh âm Tan Tan cho rằng bản thân không thể như vậy sủng triệu huyên, lại biểu môi, chân trái vượt mức bước. Nàng lần đầu tiên tính toán ở triệu huyên trước mặt đi một cái có cốt khí nhân. Mới không nghe ngươi. Nhìn thấy Tan Tan hướng phía trước đi toái bước, triệu huyên nhướng mày, cơ hồ là nháy mắt, Tan Tan cảm nhận được mặt sau một trận gió, chờ Tan Tan phản ứng tới được thời điểm, đã bị nhân áp ở góc tường. Mỗi cá nhân tựa tiếu phi tiếu xem nàng, phun ra hơi thở đều ở tan tan đỉnh đầu, theo tan tan gò má, một đường xuống phía dưới. Có đi hay không? Triệu Huyên nhìn chầm chầm nàng, thanh âm rất thấp. Có một chút nguy hiểm. Tự hồ nàng không đồng ý, nàng cũng chạy không được. Tan tan quay đầu đi, tưởng phóng đại bảo xuất ra muốn cắn hắn, đáng tiếc nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tan tan chỉ phải nói hảo. Triệu Huyên vẫn cứ không biết đủ, là chính ngươi muốn đi sao? ân ừ. tan tang tang cắn răng cốt khí đã rời nhà trốn đi tang tang biểu hiện biết điều như vậy triệu huyên bỗng nhiên có chút tiếc nuối tuy rằng tiếc nuối cái gì hắn cũng nói không nên lời có lẽ là nàng cự tuyệt hắn liền có lý do hung hăng khi dễ nàng một chút tang tang thừa dịp triệu huyên thất thần lực nhất không lưng theo của hắn cánh tay đi xuống chui xuất ra đi thôi tang tang đối dạo phố là thật thích đối với hôm nay cùng nàng dạo phố nhân, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng còn có thể được thông qua. Đi rồi một lát lại nghĩ tới, nàng tự hồ cùng Triệu Huyên là lần đầu tiên hai người xuất ra dạo phố. Đi chỗ nào? Tang tan hỏi Triệu Huyên. Triệu Huyên ngô một chút, nói, tùy tiện đi một chút đi. Hắn hướng tới nóng nhất nháo phương hướng tìm theo tiếng đi qua, Triệu Huyên dung mạo rất cao, chân cũng rất dài, tan tan chân dựa theo thân cao đến tính, cũng dài, nhưng cùng triệu huyên nhất so, liền đoạn rất nhiều. Ngươi đi chậm một điểm. Đi mấy bước về sau, tan tan bất mãn nói với triệu huyên. Liếc mắt tan tan, triệu huyên không nói chuyện, bước chân lại đi nhỏ một điểm. Hai người chậm rãi vượt mức đi tới, ra triệu huyên trụ cái kia phố, tiếng người càng ngày càng dày, tan tan ngẩng đầu nhìn đi, cư nhiên lại đi tới ngày hôm qua cái kia phố. tan Tang nghe được Triệu Huyên thanh âm, đói bụng sao? lắc lắc đầu, tan tan không nghĩ tới triệu huyên cư nhiên hội quan tâm bản thân đói bụng sao, nàng lắc lắc đầu. Nghe tan tan nói không đói bụng, triệu huyên cũng sẽ không hỏi. Hai người chậm rì rì lắc lư, liền lắc lư đến ngày hôm qua mặt nhân sạp, tan tan nghĩ đến ngày hôm qua trông rất sống động mặt nhân, ở mặt nhân vị trí tiền dừng lại. Triệu huyên thấy tan tang không đi, liền hỏi nàng, muốn. Nói xong, cũng không có chờ tan tan trả lời, liền nắm tay nàng đi tới niết mặt nhân sạp tiền triệu huyên dắt tay khiên thật sự là rất tự nhiên tan tan đều còn không có phản ứng đi lại đã bị hắn nắm tay đi tới niết mặt nhân sạp tiền lão bản niết hai cái mặt nhân triệu huyên nói tan tan rút trừ chính mình tay muốn đem chính mình tay theo triệu huyên lòng bàn tay lý rút về đến nhưng là triệu huyên nắm thật chặt mặc kệ tan tan thế nào xả đều xả không trở lại nàng càng phải trở về trừ triệu huyên thủ ngược lại niết càng chặt tang tang thủ đều bị niết đau cũng không bỏ ra triệu huyên thủ nàng buông tha cho phản kháng mặt nhân lão bản ngẩng đầu xem triệu huyên nói muốn cái gì bộ dáng chiếu chúng ta làm triệu huyên nói mặt nhân lão bản nói một tiếng được rồi trước hết xem triệu huyên bộ dáng sau đó lại xem tan tang bộ dáng nhìn đến tang tang lão bản rõ ràng sợ run một chút sau đó cười nói cô nương lại là ngươi a à. cô nương lại là ngươi a à. triệu huyên ánh mắt nhíu lại tan tan cảm thấy một trận lạnh buốt phong theo bản thân cổ bên cạnh thổi qua đến đây nàng nhấp một chút môi chần chờ quay đầu triệu huyên đối nàng cười cười lộ ra một ngụm giày đặc bạch răng phi thường khủng bố ngươi vẫn cùng ai tới triệu huyên tới gần tan tan lỗ tai tan tan theo bên tai chỗ nổi lên một trận lại ngứa lại tô cảm giác nàng trực nghiêng đầu muốn cách triệu huyên xa một chút triệu huyên lại làm sao có thể như tan tan ý hắn đem nhân nắm chặt gắt gao ý tứ hàm xúc không rõ ở tan tan sau tai ân một chút tan tan phẫn nộ đối với triệu huyên cười cười trần nhữ cảnh triệu huyên môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt học ra này vài tan tan nghiêng đầu nhìn thoáng qua triệu huyên biểu cảm triệu huyên vốn là tùy tiện đoán kết quả nhìn đến tan tan biểu cảm triệu huyên mặt liền trầm xuống dưới vừa mới là đoán hiện tại chính là khẳng định Tang Tang nuốt nuốt nước miếng, nàng cũng không biết bản thân vì sao nhìn đến Triệu Huyên sẽ như vậy túng. Nàng chỉ là cùng biểu ca đi dạo một cái phố, nàng có thể cùng Triệu Huyên dạo, chẳng lẽ liền không thể cùng nhị biểu ca đi dạo sao, hồi nhỏ đều không biết bọn họ cùng nhau đi dạo bao nhiêu lần phố, nhưng là nàng chính là túng, Triệu Huyên chỉ là chợt nhíu mày, tan tan liền cúi đầu, xem mũi chân. Triệu Huyên A một tiếng, hai người cầm cự được, giờ phút này, lão bản mặt nhân cũng niết cốt lắm, hắn đem mặt nhân phân biệt đưa cho Triệu Huyên cùng tan tan, tan tan vừa mới đưa tay tiếp nhận bản thân mặt nhân, liền bị người đoạt đi. Sau đó một cái mặt nhân nhét vào trong tay mình. Tan tan cầm trong tay Triệu Huyên bộ dáng mặt nhân, mà tan tan bộ dáng mặt nhân lại bị Triệu Huyên cầm lấy. Cầm trong tay một người nam nhân mặt nhân, tuy rằng niết mặt nhân sư phụ tay nghề tốt lắm, nặng ra mặt nhân hòa Triệu Huyên bản nhân giống nhau đẹp mắt. Nhưng là tan tan còn là có chút bất mãn nàng muốn bản thân mặc váy đẹp đẹp mặt nhân, cũng không muốn muốn này xuống nam nhân mặt nhân. Tan tan hành động làm sao có thể thoát được quá triệu huyên mỗi tiếng nói cử động, hắn tự tiếu phi tiếu nghệ tan tan, hỏi nàng, không thích. Tan tan đối triệu huyên tỳ khí đã sớm hiểu biết thất tám phần, triệu huyên đây là ở uy hiếp nàng, tan tan cảm thấy bản thân hôm nay liền không phải hẳn là tìm đến hắn, thích, thích. Mới không thích đâu, hừ. Tô tan ký, này mặt nhân muốn thả ở ngươi trang đài trên vị trí triệu huyên chỉ chỉ tan tan trong tay mặt nhân tan tan a à một chút bất mãn cúi đầu nhìn nhìn bản thân trong tay mặt nhân triệu huyên mặt người thả hảo ta muốn kiểm tra triệu huyên nói làm trao đổi ta sẽ đem ngươi mặt người thả ở gối đầu bên cạnh tan tan căn bản không muốn cùng triệu huyên làm loại này trao đổi nhưng triệu huyên cúi đầu phức tạp xem nàng tang Tan không có cốt khí đồng ý, dù sao chính là một cái mặt nhân. Trong nháy mắt, Tan tang lại cảm thấy bản thân thật đáng thương, ngay cả một cái mặt nhân chủ cũng không. Không biết vì sao, Tan Tan luôn có loại sẽ bị Triệu Huyên quản nghiêm nghiêm thực thực cảm giác. Tan Tan lại chu chu miệng, Triệu Huyên lãnh suy một tiếng, Tô Tan ký, đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì. Tan Tan chớp chớp mắt, nàng nghĩ trướng, dù sao không có khế ước văn thư, là chuyện gì xảy ra, còn không xem chính nàng giác ngộ, tan tan trong mắt vừa chuyển, đã nghĩ muốn đổi ý. Triệu Huyên xem tan tan biểu cảm, đoán cái một hai, dừng bước chân, hắn xem tan tan, lạnh giọng hỏi, tô tan ký, ngươi sẽ không là muốn đổi ý đi. Tâm tư của bản thân liền như vậy bị người chọc thủng, tan tan ngẩng đầu ngắm Triệu Huyên liếc mắt một cái, lại xem trên mặt hắn như có như không ý cười, tan tan cúi đầu, liền tính lại này tâm tư hiện tại cũng không thể thừa nhận tô tan ký, người tốt nhất đã chết này tâm. Triệu huyên ở tan tan bên tai thấp giọng nói. Tan tan thân thể run lên rung lên, vô hắn, triệu huyên thanh âm ẩn ẩn, có chút đáng sợ. Tan tan ngẩng đầu, vừa khéo thấy triệu huyên cầm, so với năm trước, triệu huyên muốn thành chính không ít, tối thiểu hiện tại tan tan cẩn thận nhìn, có thể thấy hắn cổ phía dưới rất khởi xương sụn, dày rộng ngực. Tan tan tưởng, triệu huyên đích xác không phải là thiếu niên, mà là cái nam nhân. Không chỉ có là tan tan nghĩ như vậy, Triệu Huyên xem khuôn mặt phấn mặt tan tan, nàng so trước kia cao không ít, cũng nảy nở không ít. 15 tuổi là có thể. Lập gia đình tiểu cô nương. Chương 37 Cường Thế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bởi vì Triệu Huyên có chút tức giận, tan tan thường thường phiêu hắn vài lần, lại xem xem bản thân trong tay mặt nhân phía trước truyền đến một trận ồn ào náo động thanh, náo nhiệt hấp dẫn tan tan chú ý, nàng kiểm mũi chân xem, thấy một cái quen thuộc nhân, cái kia quen thuộc tiểu hòa thượng đang bị nhân chửi ầm lên. Tan tan trợn to mắt, cũng bất chấp triệu huyên, vội vội vàng vàng đuổi theo, triệu huyên gặp tan tan chạy, ánh mắt nhíu lại. A-di-đà Phật, tiểu tăng nói là lời nói thật, công tử chỉ sợ có huyết quan tai ương. Vân Trăng Tiểu Hòa Thượng cho dù bị người ta đè lại cổ, cũng bình tĩnh phi thường. Ngươi có biết chúng ta công tử là ai chăng? Một cái thị vệ khí rào rạc nói, tiểu hòa thượng, ngươi là không muốn sống nữa đi. Lại còn nói hắn gia thế tử muốn thiếu cánh tay thiếu chân, đi lừa cũng phải nhìn nhân đi, bọn họ gia nhưng là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, yến vương thế tử. Lý Chiếu không lắm để ý nở nụ cười hạ, đối với loại này bình dân, hắn từ trước đến nay cũng không tiếc quan tâm, lừa tiền lừa ngân, cái gì người xuất gia, đều là một đám lừa tiểu hòa thượng lý chiếu huy quạt xếp lắc lắc khóe miệng xả ra một chút kinh miệt mỉm cười đem một chồng ngân phiếu tắt ở vân trăng vạt áo chỗ vỗ vỗ vai hắn đây là của ngươi sửa miễn phí thấy tình cảnh này triệu huyên biểu cảm không thay đổi tuy rằng vân trăng ở trong ngôi miếu đổ nát cứu tan tang này cũng chỉ có thể thuyết minh vân trăng khả năng y thuật không sai triệu huyên cũng không tin vận mệnh vừa nói bất quá xem tiểu hòa thượng thanh tú sạch sẽ trên mặt, mang theo không kiêu ngạo không xỉm định thái độ, triệu huyên tưởng, trải qua vài năm, chỉ bằng khuôn mặt này, tiểu hòa thượng xem tướng đường đều sẽ thuận lợi điểm. Tan tan thấy tiểu hòa thượng, tự nhiên cũng xem thấy hắn bị vài cái sắc mặt không tốt thị vệ bao quanh vây quanh, quanh thân một đám vây xem quần chúng, nàng muốn đi qua, trên lưng lại bỗng nhiên xuất hiện một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay, tan tan từ chối vài cái, không có dãy dụa khai, Ngươi buông ra ta. Tiểu cô nương thắt lưng rất nhỏ, tiểu cô nương thân thể thật nhuyễn. ở Tang Tang nhìn không thấy địa phương. Triệu Huyên lỗ tai bắt đầu phím hồng, cùng tối thượng phẩm bồ câu huyết giống nhau. Nhất là tiểu cô nương còn đang giải dụ, Triệu Huyên miếm miếm môi, tới gần Tang Tang bên tai, của nàng bên tai có nho nhỏ lông tơ, nếu không phải là một tấc ánh mặt trời vừa vặn đánh vào Tang Tang cổ chỗ, Triệu Huyên khẳng định phát hiện không xong, miệng khô lưỡi khô khi. Triệu Huyên ánh mắt bắt đầu biến hắc. Ngươi đi hội chuyện xấu. Triệu Huyên cầm gắt cao banh, duy trì trấn định. Tang Tang quay đầu đi, tốc độ có chút mau, nàng ô áp áp phát áp đảo qua Triệu Huyên cánh môi, yếu ớt nói, vân trăng đều bị khi dễ. Triệu Huyên bức bách bản thân quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Lý Chiếu chống lại một cái chớp mắt, Lý Chiếu giống như là xem con kiến giống nhau phiêu quá Triệu Huyên, lại quét một vòng quanh thân nhân loại cảm giác này nhường triệu huyên thật không thoải mái, nhưng là cũng gần là không thoải mái, từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua mắt lạnh khi nhục hơn, thế giới này liền là như thế này, sinh ra định mệnh, cho nên, hắn muốn đổ lực hướng lên trên đi, đi chúa tể những người khác vận mệnh. Lý Chiếu lại nhìn về phía Vân Trăng, loại này bọn biệt bậm giang hồ quả thực là xấu kinh thành không khí, hắn huy múa quạt tử, tưởng tỏ vẻ một chút hoàng thất ung dung rộng lượng, giờ phút này, bỗng nhiên có một thị vệ ở của hắn bên cạnh thì thầm vài câu, Lý Chiếu biến sắc, cũng không quản Vân Trăng, vội vội vàng vàng tiêu sái. Vì thế Vân Trăng bị thị vệ trùng trùng đẩy ra. Vây xem đoàn người gặp lớn nhất nhân vật chính đi rồi, không có náo nhiệt xem, thổn thức vài tiếng, tản ra. Tan tan tránh thoát triệu huyên cánh tay, đối với hắn hừ một tiếng, sau đó chạy đến Vân Trăng trước mặt đi, đem hắn nâng dậy đến. Vân Trăng vỗ vỗ y bào thượng bụi, hai tay tạo thành chữ thập, không lắm để ý bộ dáng, vừa đối nâng dậy hắn người nói cảm ơn, lại thấy rõ của nàng bộ dáng, bình tĩnh nói, tô thí chủ. Tang Tang có vẻ rất vui vẻ, Vân Trăng sư phụ, ngươi vừa mới thế nào cùng Lý Chiếu liên lụy ở cùng nhau. Vân Trăng lắc lắc đầu, đơn giản nở nụ cười, không có chuyện gì. Tang Tang nhìn hắn không quá muốn nói, cũng không miễn cưỡng, thay đổi một cái đề tài, ngươi lúc nào tới Kinh Thành A, năm trước ta đi an đà tự tìm ngươi không có tìm được mấy ngày trước vân trăng nói tang tang nga một chút mặc kệ nói như thế nào tha hương ngộ cố nhân luôn là nhất kiện vui vẻ sự tình vân trăng đem trong lòng ngân phiếu đem ra tinh tế sổ một chút lộ ra một cái vừa lòng mà mỉm cười thấy vân trăng mỉm cười tang tan có một loại hắn là bọn bịp bận giang hồ cảm giác nàng nhu nhu ánh mắt vân trăng đã thu hồi cái kia mỉm cười vân trăng tiểu sư phụ ngươi vừa mới nói hắn huyết quan tai ương có ý tứ gì vân trăng xem xét tan tan liếc mắt một cái ngươi lá gan đại sao tan tan lắc lắc đầu lại gật gật đầu mờ mịt nhìn hắn vân trăng thở dài một hơi không chỉ có là lý chiếu có huyết quan tai ương ngươi cũng muốn cùng hắn nhất lên vân trăng suy tư phiến dây quyết định không nói cho tan tan phúc họa tương y đều là định sổ hắn ngẩng đầu lên lại xem thấy phía trước đứng nam tử hung dữ chính theo dõi hắn ta là một cái hòa thượng. Vân Trăng bất mãn xem Triệu Huyên, hắn đối tô cô nương cũng không có cái khác ý tưởng. Lại cảm thấy có chút nhục chí, rõ ràng năm trước hắn cũng trường cao, thế nào còn muốn ngửa đầu xem Triệu Huyên. Bất mãn, thật sự là bất mãn. Vân Trăng, không cần lo cho hắn, ngươi hiện tại trụ ở đâu a? À? Tan Tan đi theo hắn bên cạnh hỏi. Triệu Huyên ánh mắt ám ám, Tang Tan đi theo tiểu thí hài mặt sau, tươi cười so đối hắn đều vui vẻ, thật sự. Thật chướng mắt. Trước kia ở tại trong ngôi miếu đổ nát, hiện tại có bạc bên trong, trụ khách sạn. Vân Trăng vất vất tay thượng ngân phiếu. Kẻ có tiền quả nhiên hào phóng, bất quá hắn cũng đối khởi hắn cấp bạc, chỉ là hắn không tin, sẽ không liên quan bản thân. Tan Tan nhìn thoáng qua Triệu Huyên, vỗ tay một cái bỗng nhiên có chủ ý, nếu không ngươi cùng Huyên biểu ca trụ một gian khách sạn đi, có rảnh thời điểm ta còn có thể tới tìm ngươi nhóm ngoạn. Vừa nghĩ như thế, Tang Tang cảm thấy là một cái phi thường tốt chủ ý, chính là sợ hãi Vân Trăng không đồng ý, nàng sáng lấp lánh xem Vân Trăng, Vân Trăng nhìn Triệu Huyên liếc mắt một cái, gật gật đầu. Tang Tang hoang hô một tiếng, đem Vân Trăng cùng càng chặt, Vân Trăng cúi đầu thời điểm, thấy Tang Tang trong tay niết mặt nhân, hắn nói, rất giống. Tang Tang ha ha nở nụ cười, ngươi thích không, sạp liền ở phía trước ta mang ngươi đi. Vân Trăng lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không cần thiết, cảm nhận được bụng cô lỗ vang, Vân Trăng nắm bắt ngân phiếu nói, ta nghĩ đi ăn cơm. Tang Tang cùng Triệu Huyên cũng không đói, cùng Vân Trăng ăn một chút cơm trưa, cũng liền lúc này đây, Tang Tang mới phát hiện Vân Trăng cư nhiên ăn thịt. Ngươi không phải là cái tiểu hòa thượng sao? Phật ở trong lòng, không ở rượu thịt. Vân Trăng cao thâm nói với Tang Tang. Tang Tang mờ mịt nga một chút, bất quá cũng không thèm để ý vân trăng rất lợi hại có chút không ăn thịt hòa thượng cũng không có vân trăng lợi hại như vậy tan tan bưng mặt cười tủm tỉm xem vân trăng bất chợt cùng vân trăng nói chuyện không có chú ý tới một bên triệu huyên sắc mặt càng ngày càng trầm giống mực nước giống nhau hắt đáng tiếc tan tan cũng không phải ngốc đại tỷ hắt thành mực nước về sau tan tan chú ý tới bên cạnh ánh mắt càng ngày càng không vui giây lát sau đều làm cho tan tan thở không nổi Hừ nàng đều còn không có sinh khí triệu huyên dựa vào cái gì tức giận tan tan biết biết miệng mới không cần lý triệu huyên đâu tan tan nhất cử nhất động đều bị triệu huyên thu hết đáy mắt triệu huyên ngón tay đầu siết chặt nhanh phức tạp xem tan tan tô tan ký gần nhất không biết sợ lợi hại vân trăng cơm nước xong lau sạch sẽ miệng đem hai người mặt mày quan tòa thu hết đáy mắt hắn đáy lòng âm thầm thở dài một hơi tan tan cùng vân trăng khai tốt lắm phòng lại thuyết Minh Thiên tìm đến hắn, Vân Trăng lắc lắc đầu, không cần. Vì sao? Tang Tang hỏi. Tô cô nương, gặp lại tức là hữu duyên, duyên đến, tự nhiên hội tái kiến. Vân Trăng nhàn nhạt nói. Hắn một bộ người xuất gia Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, Tang Tang cắn cắn môi, không tốt lắm nói cái gì, liền nhẹ nhàng ân một chút, vậy ngươi hội ở kinh thành nghỉ ngơi vài ngày a, à, ta cũng không biết. Vân Trăng lắc lắc đầu, trời đất bao la tội gì câu nệ cho một chỗ. Cùng Vân Trăng đến Hoàng Đừng, Tang Tang ủ rũ đi ra ngoài, đi đến hành lang chỗ, thấy một người, Tang Tang biểu môi, tưởng lực quá hắn, không nghĩ tới lại bị nhân một phen kéo lấy. Tang Tang kinh ngạc, muốn vuốt Triệu Huyên thủ, nhưng là Triệu Huyên khiên đặc biệt nhanh, Tang Tang vung không ra hắn, Triệu Huyên, buông tay. Tang Tang trong lòng cơn tức đích xác rất lớn, Vân Trăng nhưng là của nàng ân nhân cứu mạng, hắn bị người khi dễ, Triệu Huyên cư nhiên thờ ơ. Triệu Huyên thế nào không biết Tang Tang bất mãn, nhưng là hắn cũng không muốn cho Tang Tang giải thích, tuy rằng chỉ là hai cái đối mặt, nhưng là Triệu Huyên theo thần thái hành động liền xem xuất ra, Lý Chiếu là một cái tự nhận là cao cao tại thượng nhân, hắn khinh thường người thường, cũng không dễ dàng cùng hòa thượng so đo. Bọn họ ra mặt, mới không phải một biện pháp tốt. Tô Tang ký, có phải là ta đối với ngươi thật tốt quá? Triệu Huyên thanh âm hướng một phen lưỡi trượt lành lạnh thổi qua tan tan lỗ tai, tan tan tâm rung lên một chút, bất quá cũng chính là một chút, nàng lại ngẩng đầu, trừng mắt triệu huyên, ngươi hôm nay khi dễ ta, ta muốn cùng ngươi cãi nhau. Không thể thua cấp triệu huyên. Triệu huyên cúi đầu nở nụ cười hạ, kia tươi cười âm hiểm, tan tan theo bản năng liền muốn sau lui, lại bị nhân gắt gao nắm chặt cầm. Tan tan xem hắn thanh lãnh nguy hiểm mặt mày, liếm liếm môi, có một loại không tốt cảm giác. Tô tan ký. Triệu Huyên phức tạp cười, hắn nhìn tan tan, mâu quan rất sâu. Hắn xem tan tan không ngừng lui về phía sau, ánh mắt tụ nổi lên một trận gió bạo. Nhìn trúng, đích xác liền muốn thượng. Triệu Huyên nới tay, sau đó loan thắt lưng, miệng lại dán sát vào tan tan lỗ tai, tan tan. Triệu Huyên động tác nhường tan tan cả người bốc lên nổi da gà, nàng luôn cảm thấy có cái gì đại sự tình liền muốn đã xảy ra, đầu không ngừng muốn lệch hướng khai Triệu Huyên môi, thanh âm có chút khẩn trương, ngươi, ngươi muốn cái gì a? À? Ngươi hẳn là đã biết. Triệu Huyên cảm thấy cửa sổ giấy là nên trạt rớt, nhìn trúng cái gì liền muốn bản thân đi tranh đến đoạt, ngươi cắt ở đâu, nói không chính xác khi nào thì đã bị người khác lấy mất. Tan tan không ngừng vặn vẹo thân thể, biết cái gì a? À? Triệu Huyên ở tan tan lỗ tai bên cạnh cười cười, tan tan không tự chủ được liếm một chút môi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía chung quanh, tưởng tìm tìm một tốt nhất phương hướng chạy trốn. Tô Tan Ký, ta xem thượng ngươi. Tô Tan Ký, ta xem thượng, từng chữ Tan Tan đều biết, Tan Tan sờ sờ lỗ tai, ân, nhất định là nàng nghe lầm, là nàng nghe lầm. Nàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, vừa mới làm cái gì mộng tưởng hảo huyền A. Triệu huyên ánh mắt tất cả đều dừng ở Tan Tan trên mặt, đem Tan Tan ý tưởng xem rõ ràng, hắn lại một chữ một chút nhắc lại một lần. Ngươi không có nghe sai cái này ngay cả lừa đều vô pháp lừa bản thân triệu huyên theo dõi tang tang thật giống như thấy ngoài vòng tròn trắng nõn khả nhân tiểu dương tể câu hắn tâm kỳ lay động hắn liền muốn ngậm hồi bản thân trong vòng ăn nửa đời trước nhường nhịn là vì thờ ơ thêm không thể nề hà hiện thời hắn hội một chút tích lũy tư bản sẽ không làm cho người ta khả thừa chi cơ tang tang mở to hai mắt nhìn bắt đầu lắp bắp triệu huyên chưa cho nàng kia một cơ hội ngươi về sau phải đi theo ta, nếu ngươi dám gả cho người khác, 10 năm 20 năm, chờ ta đi lên rồi, ta cũng sẽ đem ngươi cướp về. Ta vừa ý người, liền là của ta. Chương 38 Khi dễ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tan tan ăn một bụng kinh, chờ trở lại tô phủ đều là thất hồn lạc phách, nhưng trừ này đó ra, trong lòng nàng còn có một chút dự kiến bên trong cảm giác. Triệu Huyên khả năng thật sự coi trọng nàng, tan tan ngơ ngác đứng ở cửa sổ lăn tiền, nàng mờ mịt xem ngoài cửa sổ, ánh trăng càng ngày càng đen, nàng nghĩ đến đời trước, đời trước đi theo Triệu Huyên bên người hơn 10 năm, nàng biết, Triệu Huyên là cái nói là làm cộng thêm tâm ngoan thủ lạc nhân, hắn có thể một giây trước đối với ngươi cười, cũng có thể một giây sau cho ngươi mau cốt tủng nhiên. Triệu Huyên hắn muốn gì đó cho tới bây giờ liền không có khi. Bất quá may mắn là hiện tại Triệu Huyên còn không có quyền lợi ngập trời, hôm nay mặc kệ nói như thế nào, hắn phóng nàng đã trở lại. Tan tan lại túc hạ mày, Triệu Huyên thái độ kỳ thực thật trong sáng, hắn muốn nàng. Phải đi theo nàng. Triệu Huyên đem tan tan đuổi về tô phủ đầu ngõ sau, cũng chậm chậm tiêu sái trở về, hắn tâm tình tốt lắm. Hắn cảm thấy trước kia quả thực là lãng phí thời gian, tô tan ký là cái bắt nạt kẻ yếu tiểu gia hỏa, hắn nếu hung, nàng có thể ngoan giống miêu mễ giống nhau, hắn nếu ôm nhu, liền thích hết mũi lên mặt. Trong lòng đại sự tình rốt cục buông xuống, triệu huyên trên mặt rốt cục có điểm thật tình thật lòng cười bộ dáng. Trở lại trong phòng, sắc trời dần dần chậm, triệu huyên buổi tối đa dụng một chén cháo, lại điểm mấy cái giá nến đọc sách, hắn tinh thần đầu tốt lắm, nhìn đến canh một thiên, mới tắt ánh nến, lên giường ngủ. Chỉ là nhất nhắm mắt lại, chính là tan tan bộ dáng, Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Triệu Huyên còn tẩy sạch một lần quần. Tang Tang cũng ngủ không ngon, hôm sau tỉnh lại, ánh mắt thủng thủng, trang điểm trang điểm cũng là không yên lòng. Những đông cấp Tang Tang sơ tóc, thấy Tang Tang đần độn, Tang Tang có rất ít loại này thời điểm, nàng luôn là hí mắt cười, nghĩ đến Tang Tang ngày hôm qua đi nơi nào, những đông bỗng nhiên có vài phần bừng tỉnh đại ngộ. Tang Tang khắc tinh là Triệu Huyên điểm tâm đều là ở bản thân trong tiểu viện dùng là, tan tan cùng tô trạch lan cùng nhau ăn sớm một chút, tan tan tuy rằng không yên lòng, nhưng là có thể nhìn ra tô trạch lan không đúng. Nàng không yên lòng nguyên nhân là bởi vì triệu huyên, kia tỷ tỷ là bởi vì sao? Tan tan đặt xuống thìa, kêu một tiếng tỷ tỷ. Hồn du thiên ngoại tô trạch lan bị người huyết chạm vào cánh tay, cả người nhất giật mình, chiếc đũa thượng tiểu lung bao cũng thiếu chút rớt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? tang tang ninh mi hỏi nàng tô trạch lan khinh thở ra một hơi đem tiểu lung bao đặt tại trong mâm miễn cưỡng cười cười không có gì ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi tang tang nga một tiếng có chút hồ nghi lại xem tô trạch lan không muốn nhiều lời bộ dáng không có miễn cưỡng dù sao nàng cùng triệu huyên sự tình nàng cũng không tốt nói cho bất luận kẻ nào tang tang hiện tại thật sự có chút sầu nàng kỳ thực muốn dùng biện pháp nhưng mau chóng triệu huyên nhận tổ quy tông cứ như vậy, ký có thể chứng minh tô gia nhân ở tô hợp hương đổi tử một chuyện thượng hào không biết chuyện, có năng lực lập công lao, hơn nữa hiện tại nàng ở triệu huyên trên người soát hảo cảm độ, nói không chính xác chuyện này đối tô gia nhân cũng không hội có ảnh hưởng gì. Đáng tiếc là, tan tan biết bản thân không thông minh, suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra được nhường triệu huyên nhận tổ quy tông biện pháp tốt, điểm thứ hai chính là triệu huyên ngã bài, tan tan dám cam đoan, nếu triệu huyên có quyền lợi, nói không được lập tức liền muốn đem nàng vòng ở bản thân bên người. Nghĩ nghĩ, tan tan cũng không có gì khẩu vị. Ăn đến cuối cùng, nha hoàng đem đồ ăn sáng triệt hạ đi thời điểm, hai tỷ muội đều không hữu dụng bao nhiêu. Đồ ăn sáng triệt hạ đi, tô trạch lan liền ra sân, nàng hôm nay muốn hòa tô trần thị cùng tô triệu thị xuất môn dân hương, sẽ không đãi ở tô gia. Đi đến tô trần thị sân thời điểm, tô triệu thị đã ở, chị em bạn dâu hai cái nhìn đến Tô Trạch Lan, cao thấp đánh giá một phen, Tô Triệu Thị lắc lắc đầu, mang theo Tô Trạch Lan ngồi ở gương tiền, tự mình cho nàng bổ một tầng khẩu chi, lại phát son. Lan Nhi hôm nay cái này quần áo không sai, sẽ không cần một lần nữa thay đổi. Tô Trần Thị đánh giá nói. Tô Triệu Thị buông trong tay son hồng, đồng ý gật gật đầu, Tô Trạch Lan mặc như ý vân văn tiểu áo, đáp chọn ti nhuyễn ngân váy, mặt thanh lịch hào phóng, đỉnh đầu tà sát một chi lược đẹp để quý giá kim mệt ti khảm bảo mẫu đơn trâm cài, lại nhiều vài phần đại khí. Lan tỉ muội đợi lát nữa ngươi luôn luôn cười thì tốt rồi. Tô Triệu Thị cười nhắc nhở nói. Tô Trạch Lan cắn cắn môi, nói tốt. Tô Trần Thị thấy được Tô Trạch Lan trên mặt bàn hoàng sắc, đem tay nàng cầm, Lan Nhi, nương tổng sẽ không hại của ngươi. Hôm nay Tô Triệu Thị muốn dẫn Tô Trạch Lan đi phụ cận tướng quốc tự bái Phật, đương nhiên lễ phật không phải là chủ yếu mục đích thân cận mới là tô triệu thị mấy năm trước ở ngoài phóng địa phương kết bạn một vị phu nhân nhà nàng phu quân hiện thời cũng điều nhiệm kinh thành làm lục phẩm quan chức quan tuy nhỏ nhưng là gia cảnh hậu đãi dưới trướng có hai tử thứ tử đúng là nghị thân tuổi này tô triệu thị gặp qua kia đứa nhỏ dáng vẻ đường đường tuy rằng không thích đọc sách nhưng là thông minh nhạy bén đối người nhiệt thành quan trọng nhất cũng là thanh châu nhân Hiện thời hắn đi theo cha mẹ ở Kinh Thành, nhưng là tổ phụ mẫu còn tại Thanh Châu, hắn lại không đi khoa cử, một ngày nào đó, vẫn là sẽ về đến Thanh Châu, nếu là gã cho hắn, cũng coi như gã ở tại bản thân cha mẹ bên cạnh. Nương Tô Trạch Lan biết có lẽ đây là nhất kiện hiếm có hảo việc hôn nhân, nhưng là nhất tưởng đến lần trước từ hôn, trong lòng luôn là khó chịu, không phải là nhớ thương Lục Anh, mà là một loại bất đắc dĩ. Tô Trần Thị làm sao có thể xem không hiểu Tô Trạch Lan, nàng nằm của nàng bên cạnh ngồi xuống, Lan Nhi, nương cùng ngươi nhị thẩm nhi làm đại nửa đời người nữ nhân, nữ nhân không dễ dàng, xuất giá chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, ta số phận hảo, phụ thân ngươi tuy có chút lười nhát, nhưng gả cho hắn 20 năm, trừ bỏ lúc đầu ngươi tiểu cô cô tại kia vài năm, ăn một ít khổ sở đầu, nhưng là phụ thân ngươi cho tới bây giờ chính là kính ta, trọng ta cùng ta khuê các trung khăn tay giao so sánh với, nương này đại nửa đời người đều là hạnh phúc. Tô Trạch Lan nha nha nói, nương. Tô Trần Thị cho nàng thuận thuận trước tráng toái phát, ôm nhu dặn dò, có chờ mong cũng có mong ước, nương không trông cậy vào ngươi đời này đại phú đại quý, hoặc là cấp tô gia mang đến cái gì danh dự phú quý, nương chỉ hy vọng ngươi bình an hỉ nhạt quá cả đời, hôm nay đi gặp một lần vị kia tống công tử, ngươi không thích, nương cũng sẽ không thể miễn cưỡng. Lan Nhi, cô Triệu Thị cũng nói, nếu không thích này tống công tử, nhị thẩm nhi nơi này còn có mấy cái nhân phẩm gia cảnh cũng không sai công tử, luôn có thể cho ngươi gả một cái như ý Lan Quân. Cô Trạch Lan nghe các nàng lời nói, khẽ gật đầu, nàng hẳn là may mắn, sinh tại như vậy trong gia đình, áo cơm không lo, phụ từ mẫu ái, huynh hữu đệ cung, mọi người đều tốt như vậy, nàng lại thế nào bỏ được làm cho nàng nhóm lo lắng? Này ngẫm lại. Tô Trạch Lan trong lòng chống cự cảm xúc cũng không có, theo tướng quốc tự trở về, cũng cùng tối tri kỹ tan tan nói chuyện này, bình phục đối nữ tử ước thúc cũng không khắc nghiệt, chưa hôn nam nữ lẫn nhau gặp thượng một mặt, cũng thật bình thường. Khi tỷ tỷ, ngươi cảm thấy vị kia tống công tử thế nào? Nghe Tô Trạch Lan nói xong, tan tan lực chú ý vô cùng tập trung, sợ bỏ lỡ Tô Trạch Lan trên mặt biểu cảm. Tô Trạch Lan không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, tống công tử nhân phẩm đoan chính, dáng vẻ đường đường. Tang Tang xem Tô Trạch Lan, trên mặt của nàng không có nhiều lắm vui mừng, nhưng là cũng không có nhiều lắm bất mãn, Tang Tang bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nga một tiếng. Bất quá Tô Trạch Lan vừa nói như vậy, Tang Tang lại không thể tránh cho nghĩ tới Triệu Huyên, nghĩ tới hắn ngày hôm qua nói, nàng không nghĩ lập gia đình, thầm nghĩ lưu ở người nhà bên người, nhưng là nàng cũng biết, đây là không có khả năng, không chỉ có cha mẹ muốn vì nàng lo lắng cũng sẽ có đủ loại lời đồn đãi chuyện nhảm tang tang biết chính nàng còn không có liều lĩnh dũng khí triệu huyên ngày hôm qua nói rất rõ ràng nếu gả cho người khác hắn cũng muốn cướp về tang tang không dám đi đổ đến lúc đó triệu huyên đối bản thân chấp nhất hay không tiêu tán kỳ thực tổng phải lập gia đình gả cho người khác cũng không nhất định thích triệu huyên nói như thế nào hiện tại cũng thích bản thân gả cho hắn Tô Gia cũng có thể bình an. Cho nên, thật sự phải gả cấp triệu huyên sao? Tan Tan suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Tiễn bước cô Trạch Lan về sau, Tan Tan rửa mặt xong tất, thay xong tẩm y, nằm ở trên giường, nghĩ triệu huyên, hai cái ánh mắt tỉnh đặc biệt đại, một điểm vây ý đều không có, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, đáng tiếc mới nhắm mắt lại không bao lâu, có người đem nàng đánh thức người nào đó tay niết ở tan tan trên mặt, đem mềm yếu thịt các loại hình dạng, tan tan nhịn không được, mê mông mở một con mắt. Ai vậy? Tan tan đánh một cái ngáp, mông lung xem một bên bóng người, bất mãn oán giận một tiếng. Mang theo một thân hàng khí, Triệu Huy ngồi ở tan tan đầu giường. Sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ ràng người tới sau, tan tan mạnh trừng lớn mắt, hướng trong chăn rụt lui, lộ ra một đôi tròn tròn mắt to, đè thấp thanh âm nói, đây là tô gia. Tan tan cổ họng giật giật, ngươi cái này gọi là thiện sấm dân trạch chung quy chưa có nói ra đến. Sáng trong ánh trăng theo cửa sổ ẩn vào đến, triệu huyên nương nó, thấy rõ tan tan mặt mày, hắn câu một chút môi, hỏi tan tan, tưởng ta sao? Cái gì tan tan đem bản thân khỏa kính một điểm, ở đen kịch ban đêm, triệu huyên mặt mày như sương giấu xa, tan tan miếm môi, thật sự không biết như thế nào trả lời, chỉ nói, nửa đêm, ngươi tới phòng ta làm gì triệu huyên nghe vậy thân đưa tay ngón tay đem tan tan hướng tới bên trong điểm điểm có ý tứ gì tan tan không hiểu triệu huyên đã bắt đầu cởi giày ngủ tan tan kinh ngạc đến hồ đồ ngươi ngươi ngủ ở ở phòng ta triệu huyên dơ dơ lên mi hôn ám trong phòng hết thảy đều làm cho người ta kinh hồn tán đảm triệu huyên động tác thẳng thắn dứt khoát tuyệt không khách khí xoay người lên giường tang tan không dám động. Chăng bị người đoạt đi một nửa, thưởng chăng nhân còn chẳng biết xấu hổ nói, bên trong đi. Tan tan trợn tròn ánh mắt, hoàn toàn không có đông tưởng Tây nghĩ tới tâm tình, Triệu Huyên, ngươi không thể như vậy a, à? Không thể loại nào. Triệu Huyên thân thể bán nghiêng, hô hấp toàn phun ở tan tan trên người. Tan tan há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, lạnh lẽo bàn tay to lại bưng kính tan tan miệng, tan tan ô ô phát không ra tiếng đến bên ngoài nha hoàng bà tử nghe được. Triệu Huyên mặt khác một bàn tay chống đầu. Ô ô ô ô ô ô Khi làm sao ngươi còn đến, tan tan bị che miệng, nói nói không rõ ràng. Triệu Huyên như là đã hiểu tan tan kia mơ hồ không rõ phát âm, đạm thanh nói, việc này ta lại không ăn mệt, có lẽ, ngươi đặc biệt tưởng nhớ gả cho ta, đem bọn họ đưa tới cũng không quan hệ. Nói xong, Triệu Huyên liền buông lỏng ra ôm tan tan miệng thủ, đối triệu huyên vô sĩ, tan tan mặt đỏ lên, nửa ngày miệng đều không có khép lại. Giây lát sau, tan tan biến thành yểm tan tan, nàng nhận mệnh kéo kéo chăng, cô nam quả nữ, cộng chậm nhất sạp, nàng cả đời đều nói không rõ. Triệu huyên lười biến xem tan tan động tác, chờ tan tan đóng lại mắt, giúp nàng vân vê chăn bông, nghiêng thân thể, thủ chi đầu, bình tĩnh nhìn tan tan. Bị cường chiếm tiện nghi tiểu đáng thương tan tan lui thành một đoàn, động không dám động tội nghiệp chớp chớp mắt, bên trong còn toát ra mênh mông hơi ẩm. Của nàng trong sạch. Không có. Tang tan không biết bản thân là khi nào thì ngủ, tỉnh lại thời điểm, nàng ngơ ngác liếm liếm môi, sau đó lại yên lặng xoa xoa môi. Nàng luôn cảm giác của nàng môi giống như bị người khi dễ, nhưng là thế nào bị người khi dễ nàng nghĩ không ra. Cùng tan tan ngốc sững sờ bất đồng, triệu huyên ở tan tan phòng ngay người nửa giờ, liền thừa dịp đêm đen theo tô phủ rời khỏi ngày hôm qua tưởng nhân nghĩ đến đau hôm nay nhìn thấy nhân liền càng đau triệu huyên tươi cười luôn luôn bảo trì đến khách sạn hắn về tới trong viện đang chuẩn bị đánh thuê phòng lại thấy mặt tăng y vân trăng triệu huyên đem khóe môi ý cười liễm rớt nhưng như trước có thể nhìn ra hắn tâm tình tốt lắm vân trăng hai tay tạo thành chữ thập đứng ở mái nhà công hạ đạm thanh hỏi triệu thí chủ ngươi là muốn tô cô nương nhân vẫn là của nàng tình. Triệu Huyên đối vấn đề này có chút mặt danh kỳ diệu, nhưng là đáp án thật kiên định, hắn trong mắt hiện lên tình thế nhất định quan mang, ta hết thảy đều phải. Ngươi sẽ không hối hận sao? Vân Trăng lại hỏi. Triệu Huyên nở nụ cười hạ, không do dự nói, đương nhiên. Vân Trăng ngẩng đầu, lãnh nguyệt vắng vẻ, hắn lắc lắc đầu, xoay người về tới trong phòng, hắn một cái tiểu hòa thượng, đã làm rất nhiều, không làm thất vọng cùng tô cô nương một hồi duyên phận, chỉ là hy vọng chờ ngày đó đến đây. Triệu Huyên sẽ không hối hận. Nghĩ đến đây, Vân Trăng lại lắc đầu, khó trách luôn là dài không cao, hắn quan tâm nhiều lắm, A-di-đà-phật, không được không được. Chương 39 Ăn cơm Bạn đang nghe truyện tại mê-truyện-audio.com Nhìn theo Vân Trăng bóng lưng vào phòng, Triệu Huyên trở lại phòng ngủ, châm ngọn nến, sau đó sờ sờ môi cúi đầu nở nụ cười hạ lại qua nửa ngày triệu huyên đóng một chút mắt lại hướng tới ngăn tủ đi tới theo trong gói đồ mặc một cái ngân chế bối hộp bối hộp mở ra là mơ sắc khẩu chi mặt trên bị dùng đi cực nhỏ bộ phận triệu huyên cúi đầu nghe nghe tan tan vuốt bản thân không quá đúng môi suy nghĩ nửa ngày yên lặng đỏ mặt nàng dùng ngón tay trùng trùng nhất sát lại vùi vào giường bên trong lăn hai hạ bên ngoài sắc trời vẫn là sương mênh mông, tan tan buồn ngủ nhưng không có, nàng đầu ô ở trong chăn, mặt càng nóng. Một giờ sau, sắc trời lượng lên, tan tan nhu nhu ánh mắt, theo trên giường đứng lên. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Nhẫn đông nghe thấy thanh âm, ở cửa hỏi. Tan tan dạ, nhẫn đông đi vào đến, vén rèm xe lên. Tan tan thân cái lười thắt lưng, đi đến hiên phía trước cửa sổ, xem bên ngoài toát ra chồi cỏ xanh, ma nghiến răng, lại thu hồi ánh mắt tinh tế vuốt ve cửa sổ lăng tiểu thư ngươi đứng ở đàng kia làm gì buổi sáng phong đại cẩn thận cảm lạnh nhẫn đông hỏi nhẫn đông đi đem cửa sổ cho ta che tang tan cắn chặt răng a à. tang tang quay đầu lại xem nhẫn đông một bộ nghiêm trang nói nửa đêm kia cửa sổ bị gió thổi vang ta sợ hãi còn có ngươi buổi tối cùng ta ngủ chung đi Nhẫn đông nghe tan tan nói như vậy, vội vàng đáp ứng rồi, ân, hảo. Nghe được nhẫn đông đồng ý, tan tan nhìn về phía ngoài cửa sổ, vụng trộm quyệt quyết miệng, lại lặng lẽ hừ một tiếng. Tan tan ở trong phòng vững vàng đợi vài ngày, hôm nay sáng sớm, nàng thay xong quần áo, mới từ trong phòng đi ra ngoài, liền nhìn đến tà đối diện tô trạch lan phòng truyền đến đàm tiếu thanh, tan tan đi qua. Tỷ tỷ, du muội muội. Tan tan, đi lên cô trạch lan khiên quá tan tan thủ du muội muội vừa mới nói mấy ngày nay thời tiết ấm áp dùng xong đồ ăn sáng về sau chúng ta đi trong kinh thành mặt dạo dạo đâu tốt tan tan cũng ngất buồn nghe vậy liền quay đầu cám ơn du muội muội tô linh du lại hỏi muốn đi kêu nhị biểu ca sao nhị biểu ca mỗi ngày buồn ở trong phòng đọc sách phỏng chừng cũng buồn cô trạch lan nghe vậy nhìn thoáng qua tan tan chúng ta đi hỏi một chút hắn đi đọc sách xem lâu thật là dễ dàng buồn đầu óc cũng dễ dàng hồ đồ tan tan gật gật đầu nói tốt chỉ chốc lát sau ba cái cô nương liền đến trần nhữ cảnh trong viện nhị biểu ca tan tan gọi hắn trần nhữ cảnh theo kinh nghĩa lý ngẩng đầu gặp là tan tan sắc mặt rõ ràng vui vẻ tan tan các ngươi thế nào đến đây chúng ta ăn xong đồ ăn sáng sau muốn đi ra ngoài đi dạo ngươi muốn đi theo chúng ta đi sao Tang Tang đứng ở hành lang hạ nói. Ta. Trần Nhữ Cảnh do dự một chút. Nhị biểu ca, ngươi mỗi ngày đọc sách, cũng nên nghỉ ngơi. Tô Linh Du khuyên nhủ, Trần Nhữ Cảnh là thật dụng công, đương nhiên, trừ bỏ dụng công, nhân gia còn thông minh. Trần Nhữ Cảnh buông sách vở, vậy được rồi, ta cùng các ngươi đi ra ngoài dạo dạo. Hơn nữa tô nhiên tô dịp, tan tan một hàng lại là sáu cái nhân, chậm rãi đi ra ngoài mỗi năm một lần kỳ thi mùa xuân đến đây, trong kinh thành hơn rất nhiều tiền tới tham gia kiểm tra nhân, thậm chí còn có rất nhiều lấy văn kết bạn địa phương, câu đều nhân như võng dệt. Nhị biểu ca, ngươi mau chân đến xem sao. Tô Diệp hỏi. Trần Nhữ Cảnh lắc lắc đầu, tuy rằng rất nhiều người hy vọng ở thi hội phía trước, cùng cái khác cử nhân lẫn nhau luận bàn, nếu có thể ở luận văn, luận thi này đó thư hội thượng đại ra phong thái, nói không chừng có thể đạt được một ít quan to quý nhân thích. Nhưng thi hội thời điểm là môn tên, không sách bài kiểm tra, ở xé mở bài thi phía trước, ai cũng không biết phần này bài kiểm tra là ai, lại thêm vào biết bọn họ trình độ cũng không có quan hệ gì với tự mình, kiểm tra lo lắng không phải là đối thủ đưa cho ngươi, chỉ có thể là bản thân cấp bản thân. Trần Nhữ Cảnh liền đối với mấy cái này không ham thích. Kinh thành thật là người đến người đi, náo nhiệt phi phàm lần trước bọn họ là ở trường thi phụ cận náo nhiệt ngã tư đường dạo, lúc này đây thay đổi địa phương, thiếu nho nhã hơi thở, lại thêm kinh thành phồn hoa, bất quá tan tan trước kia làm a phiêu thời điểm, chính là trong kinh thành a phiêu, đã sớm phiêu xong rồi kinh thành, bọn họ vài cái nhìn xem xiếc ảo thuật, mua mua này nọ, rất nhanh sẽ đến ngọ thiện thời gian. tô nhiên nói, chúng ta đi túy tiên các ăn cơm đi, nghe nói chỗ kia hương vị không sai. tô trạch lang, tô diệp trần nhữ cảnh đều không có ăn qua nhà bọn họ đồ ăn nghe vậy tự nhiên không dị nghị tang tang không ngừng gật đầu làm quỷ thời điểm liền nghe nói qua túy tiên các đồ ăn ăn ngon luôn luôn không có thể ăn đến hiện tại có thể lấy thường tâm nguyện vui vô cùng kia chúng ta đi thôi cô linh du xem tang tang một bộ đại cô nương vào thành bộ dáng không khỏi nở nụ cười quả nhiên là tiểu địa phương đến tỉ muội tang tang bên này một lòng nghĩ ăn cơm không thành tưởng đến túy tiên cát còn không có tiếng ghế lô đâu liền thấy hai cái người quen người quen không phải là người khác đúng là triệu huyên cùng cam tùng tan tan nhìn đến triệu huyên thời điểm không tin chớp chớp mắt triệu huyên hôm nay mặc kiện tố sắc nho sam mặt mày tuấn lãng đứng ở đại đường trung hạt trong bầy gà lợi hại phát hiện triệu huyên đã ở xem bản thân tan tan vèo một chút dời đi chỗ khác ánh mắt trần huynh tô cô nương các vị các ngươi cũng đến ăn cơm Cam Tùng Nhất nhìn đến bọn họ, liền cười đi lại chào hỏi. Trần Nhữ Cảnh liếc mắt một cái đứng ở Cam Tùng bên cạnh Triệu Huyên, nói, Cam Huynh, Triệu Huynh khéo. Tang Tang chú ý tới có một dừng ở nàng đỉnh đầu tầm mắt, nàng cúi đầu, nàng hôm nay mặc xong mang trân châu nhuyễn để giày theo, cúi đầu xem mũi giày thượng trân châu, Tang Tang chưa từng có một khắc cảm thấy nó đẹp mắt như vậy quá. Đẹp mắt đến nghe được Tô Trạch Lan đều kêu Triệu Huyên biểu ca, tang tang vẫn là cẩn thận đánh giá bản thân trân châu tang tang nhưng là không thoải mái triệu huyên thấy của nàng tiểu túng bộ dáng đạm thanh nói nghe được tên của bản thân theo triệu huyên miệng nói ra tang tang cả người chấn động không có không có nói chuyện thời điểm tang tang tuy rằng ngẩng đầu lên khả ánh mắt luôn luôn tại chung quanh qua lại chính là không nhìn tới triệu huyên triệu huyên liễm tình hình bên dưới tự cúi đầu hơi hơi câu một chút môi có lá gan làm việc, không có lá gan nhìn hắn. Cam Tùng kéo kéo Triệu Huyên tay áo, "Đối Tô gia người ta nói, trải qua thương thuyền một chuyện, chúng ta cũng coi như quá mệnh giao tình, một khi đã như vậy, ta làm ông chủ, thỉnh đại gia ăn một chút cơm thường đi." Tô Nhiên cùng Tô Linh Du hai người cũng không thừa nhận thức Cam Tùng, nhưng là tối hôm đó sự tình cũng nghe nói qua, thân là Tô gia lão đại, Tô Nhiên tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, "Bữa này cơm hẳn là tiểu đệ Thỉnh cảm tạ cam huynh, tô nhiên nghiêng đầu, huyên biểu đệ cứu giúp chi ân. Tô nhiên lần trước đều nguyện ý đi khách sạn thăm triệu huyên, tự nhiên càng không để ý ngồi cùng bàn ăn cơm, chỉ là nghĩ đến trước kia đối triệu huyên làm chuyện, đối mặt triệu huyên, vẫn là có vài phần mất tự nhiên. Tan tan nghe cùng nhau ăn cơm, theo bản năng ngẩng đầu, mâu quan nhịn không được hướng tới triệu huyên phiêu, nói thật. Đối với Triệu Huyên có thể hay không đồng ý cùng nhau ăn cơm, tan tan trong lòng không có gì lo lắng ai thỉnh đều giống nhau cam tùng thống thống triệu huyên cánh tay triệu huynh cùng nhau đi triệu huyên ánh mắt ở mọi người ánh mắt đảo qua một vòng cuối cùng đã tựa tiếu phi tiếu xem tan tan hảo nghe thấy triệu huyên đồng ý tan tan lại cúi đầu tám người tuyển cái ghế lô tan tan bên trái ngồi tô trạch lan bên phải là trần nhữ cảnh đối diện mặt là triệu huyên tô nhiên trước tiên là nói huyên biểu đệ Lần trước lai like khách sạn bái phỏng ngươi, ngươi không ở, đã nhiều ngày muốn đi nhìn ngươi, lại sợ số lần hơn, quấy rầy của ngươi học tập. Về sau nếu là vô sự, tận có thể tới tô phủ tìm chúng ta. Nhưng là nghĩ đến, chỉ sợ có một số người khóa chặt cửa cửa sổ, đem ta cự chi ngoài cửa. Triệu huyên ánh mắt hướng tới tan tan xem tan tan liếc mắt một cái, câu môi nói. Tô nhiên không hiểu này ý, huyên biểu đệ, ngươi yên tâm chúng ta tô gia tuyệt đối là quét dọn giường chiếu đón chào. Xong rồi. Hắn đã biết. tan tan tâm nhất quý, nàng không xem mũi dày, tan tan bắt đầu xem đầu ngón tay, ngón tay nàng tim no đủ mượt mà, mọc phi thường tốt xem. Tóm lại, tan tan cúi đầu, đông xem tây xem, ánh mắt chính là sẽ không dừng ở triệu huyên trên người. Triệu huyên nhấp một miệng trà, gặp tan tan không dám chính diện chống lại bản thân, kia môi loan lợi hại hơn. Lúc này, tiểu nhị bắt đầu thượng món ăn. Tang Tan xem cái bàn, quyết định trước hảo hảo ăn cơm, ăn no mới có khí lực tưởng một ít đừng gì đó. Chỉ là Tang Tan chiếc đũa còn không có vương đi, một chén bạch cắp canh phần đỉnh đến Tang Tan trước mặt, Tang Tang này canh có trợ giúp miệng vết thương phục hồi như cũ, cẩn thận đừng đụng phải. Trần Nhữ Cảnh nói là Tang Tang trên cánh tay kia một đạo lỗ hổng, kia miệng vết thương không dài không sâu, đã sớm vảy kết. Tang Tang hướng về phía Trần Nhữ Cảnh cười cười, sau đó ở đối diện đạm mạc trong tầm mắt, dãy dụ uống xong rồi này bát canh. Nàng cho dù muốn tử, cũng muốn ăn no chết lại. Uống lên đến từ Trần Nhữ Cảnh canh, Tang Tang nhấp một chút môi, nghiêm cẩn bắt đầu ăn cơm, đương nhiên, Tang Tang đều là đỉnh kia đạo ý tứ hàm xúc quẩn trưởng tầm mắt ăn đi. Túy tiên các đồ ăn quả nhiên nhất lưu, chỉ là xứng món ăn ánh mắt có chút khiêu chiến Tang 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 không dám nhìn triệu huyên hắn dĩ vãng là muốn ăn bản thân cả nhà hiện tại nàng cảm giác triệu huyên thầm nghĩ ăn nàng một bữa cơm trường hợp thượng là ăn tứ phương câu hoang nói đùa yến yến cơm tất cam tùng nói các vị tưởng đi chỗ nào đi dạo a à? tô nhiên nghĩ nghĩ chúng ta tính toán đi dài phương hạn nhìn một cái buổi sáng xem địa phương là chút xếp ảo thuật làm xiết buổi chiều bồi vài cái muội muội đi xem son bột nước nếu như thế khi Trần Huynh cần phải cùng tại hạ một đạo, thảo luận một chút kỳ thi mùa xuân Việt. Cam Tùng đối với Trần Nhữ Cảnh nói Trần Nhữ Cảnh nhìn thoáng qua thịnh tình tướng yêu Cam Tùng, lại nhìn nhìn sắc mặt lãnh đạm Triệu Huyên. Nếu người khác, hắn cũng liền cự tuyệt, nhưng là Cam Tùng nói rất đúng, bọn họ là cũng coi như quá mệnh. Trần Nhữ Cảnh nói, khi tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh, kỳ thực hắn cũng thật muốn biết Triệu Huyên thực lực kết quả như thế nào. Tang Tang xem Trần Nhữ Cảnh đáp ứng rồi, làm bộ uống trà thủ đặt xuống chén trà, rốt cục lén lút liếc mắt một cái Triệu Huyên, cùng Triệu Huyên kia vi diệu ánh mắt chống lại, Tang Tang lại bay nhanh cúi đầu. Nửa đêm tư sấm nữ hài khuê phòng, vốn liền là hắn không đúng, nàng rõ ràng không có làm sai. Nhưng là Triệu Huyên hắn hung, hắn hữu lý. Tang Tang thở dài, quyết định trở về bái cúi đầu chung quỳ, hắn như vậy hung, tối tốt bản thân cũng học hung một điểm, về sau là có thể. Khi dễ triệu huyên. Suy nghĩ hạ tốt đẹp tương lai, tan tan nhịn không được cười cười, khi cười dừng ở triệu huyên trong mắt, kiềm chế mấy ngày tâm càng ngứa. Chương 40 Cảm tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tan tan rời khỏi túy tiên cát, trở về thời điểm, nàng còn cố ý mua hai trương chung quỳ đại nhân bức họa. Tô Trạch lang xem tan tan ánh mắt có chút quái, Tang Tang ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi mua này? Tang Tang đem bức họa thu hảo, tỷ tỷ, ngươi không biết là Chung Quỳ đại nhân uy phong lẫm lẫm, làm cho người ta khâm phục sao? Tô Trạch Lan a một tiếng, Tang Tang còn nói, về sau ta tính toán nhiều nhìn xem Chung Quỳ đại nhân. Hồ Nghi nhìn Tang Tang liếc mắt một cái, Tô Trạch Lan Chung Quỳ không nói gì thêm, dù sao chỉ là mấy bức họa giống mà thôi, cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Đoàn người dạo mệt mỏi, Mới về tới Tô Phủ, Trần Nhữ Cảnh còn không có trở về, hắn là mau hoàng hôn thời điểm, mới từ bên ngoài trở về, tan tan ở trong sân tản bộ thời điểm vừa vặn gặp hắn, Trần Nhữ Cảnh sắc mặt có chút lạ, tan tan miếm miếm môi, hắn cùng Triệu Huyên hai cái không sẽ phát sinh cái gì không biết sự tình đi. Nhị biểu ca, các ngươi đi làm gì? Tan tan tinh tế đánh giá một phen Trần Nhữ Cảnh. Trần Nhữ Cảnh cười cười, tự hồ cũng không có gì bất đồng, chúng ta hàng huyên thoáng cái buổi trưa sách luận mà thôi, tan tan hôm nay buổi chiều làm cái gì? Hai người vừa nói nói biên hướng hướng trong viện đi. Ta hôm nay đi cùng tỷ tỷ, du muội muội mua khẩu chi, loa tử đại, còn có nhĩ đan. Tan tan nói chuyện thời điểm, Trần Nhữ Cảnh liền ôm nhu xem nàng, nghiêm túc cẩn thận nghe nàng nói mỗi một chữ. Trần Nhữ Cảnh không quá muốn nói hôm nay buổi chiều sự tình, tan tan cũng không miễn cưỡng, thay đổi cái đề tài nhị biểu ca, ngươi quá vài ngày liền muốn tham gia thi hội, ngươi khẩn trương sao? Tang tang oai quá mức đến, hỏi hắn. Nàng tóc lại hắt lại mật, Trần Nhữ Cảnh rất muốn đưa tay đi xoa xoa, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, có như vậy một điểm. Tang tang suy nghĩ hạ, nhị biểu ca, ta tin tưởng ngươi có thể, huống chi nhiều như vậy bốn năm mươi tuổi mới trung tiến sĩ nhân, ngươi năm nay mới 19 tuổi, đã rất lợi hại. Phải không? Trần Nhữ Cảnh quay đầu đi, đáy mắt ảnh ngược tất cả đều là tan tan bóng dáng. Tan tan thật mạnh gật đầu, đương nhiên. Tan tan, Trần Nhữ Cảnh bỗng nhiên kêu tên của nàng, tan tan nghi hoặc xem hắn. Trần Nhữ Cảnh dừng bước chân, chạm vạn dần dần dày đặc, xa xa có nha hoàng bà tử thủ, cũng nghe không được bọn họ nói chuyện. Nhị biểu ca, ngươi làm sao vậy? Tan tan đứng ở Trần Nhữ Cảnh bên cạnh, ngửa đầu nhìn hắn. Tan tan, ngươi còn nhớ rõ ta hồi nhỏ niệm đưa cho ngươi thi sao? Trần Nhữ Cảnh hỏi. Tan tan nhíu nhíu đầu mày, kia nhất thủ. Nghi ngôn uống rượu, bên nhau đến già, cầm sắc ở ngự, ai cũng tỉnh hảo. Trần Kỳ Cảnh nhất như chớp như không xem tan tan, chậm rãi nói ra này vài câu thi, ngươi biết của ta ý tứ sao? Tan tan ngón tay bắt đầu giảo quần áo, này 16 chữ nàng làm sao có thể không đều biết này vài câu thi là hắn 10 tuổi thời điểm một chữ một chữ giải thích cho nàng nghe, cùng ngươi cùng nhau uống rượu, đầu bạc đến lão, đánh đàn tấu sắc, là tốt đẹp nhất chuyện. Nhị biểu ca hắn là đang hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn. Tan tan ngơ ngác xem hắn, tan tan trương trương môi, trần nhữ cảnh vội ngăn lại tan tan, chờ ta thi đình kết thúc về sau ngươi nói với ta tốt sao. Vì thế tan tan gật gật đầu. Trần nhữ cảnh khóe miệng lại loan loan, Tang Tang, mặc kệ của ngươi đáp án là cái gì, ta đều là ca ca của ngươi. Tang Tang khịt khịt mũi, nàng xem Trần Nhữ Cảnh chậm rãi về tới của hắn trong viện, không có bỏ qua hắn đáy mắt thất lạc. Đáng tiếc, nàng nhất định nhường nhị biểu ca thất vọng rồi. Trở lại sân thời điểm, Tang Tang đi trước Tô Trạch lan phòng, "Tỷ tỷ." "Tang Tang, ngươi đã trở lại, nhị biểu ca đã trở lại sao?" Tô Trạch lan đem trong tay theo khăn thả lại châm tuyến khung lý. Tang Tang gật gật đầu, sau đó rầu rĩ ngồi ở Tô Trạch Lan bên cạnh, hai tay bưng mặt. Như thế nào? Tô Trạch Lan điểm điểm mũi nàng. Tang Tang nhìn nhìn cửa tử đại nhẫn đông, làm cho nàng nhóm đi xuống. Nàng quay đầu, mờ mịt xem Tô Trạch Lan, tỷ tỷ, thích một người là cái gì tư vị đâu. Tô Trạch Lan xem một cái Tang Tang, Tang Tang khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy không hiểu nghi hoặc, nàng vì Trần Nhữ Cảnh thở dài một hơi, thích một người đó là nhìn thấy hắn liền trong lòng vui mừng không thấy được hắn ngày ngày tơ vương nhưng là ta thấy đến ngươi trong lòng cũng rất vui mừng tan tan cao cái mũi nhìn không tới ngươi ta cũng sẽ tưởng ngươi tô trạch lan lắc lắc đầu này không giống với thế nào không giống với tan tan buông tay tô trạch lan thay đổi nhất ý kiến thích chính là tưởng trong mắt là hắn trong mộng là hắn đâm chiêu suy nghĩ tất cả đều là hắn, người đối của hắn cảm giác, cùng chúng ta tất cả mọi người không giống với. Tang Tang biết bản thân không thích nhị biểu ca, trong đầu lại hiện lên một đạo bạch sắc nhân ảnh, Tang Tang sờ sờ ngực, đối Triệu Huyên cũng là giống như Tô Diệp cảm giác. Tang Tang bản thân trả lời trong phòng, Trần Nhữ Cảnh không bình thường biểu hiện nhường Tang Tang nghĩ tới Triệu Huyên, nàng ngao ô một tiếng, thật sự có chút tò mò Triệu Huyên cấp Trần Nhữ Cảnh nói gì đó. Nhẫn Đông, ngươi ánh mắt như thế nào quay đầu đi Tang tan phát hiện những đông ánh mắt có chút lạ những đông ánh mắt lượng lượng tiểu thư ngươi vừa mới học là sói kêu sao cũng thật giống a à. sói những đông vừa nhắc tới này động vật Tang tan liền nghĩ tới năm trước mùa xuân sơn động cùng xanh mượt ánh mắt cùng với người kia kêu thảm thiết Tang tan đóng chặt mắt quyết định ngày mai đi xem triệu huyên dù sao sớm muộn gì đều phải nhìn thấy không được, không được, nhẫn đông, mau đưa ta mua chung quỳ bức họa lấy ra, ta muốn nhìn. Tan Tang lại đi phiên hôm nay mua gói đồ. Nhẫn đông Nga một tiếng, đem kia hai bức họa phiên xuất ra, ở bàn tròn thượng mở ra, xem tan Tang vô cùng nghiêm cẩn ánh mắt, nhẫn đông nhu nhu ánh mắt. Theo tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng không phát hiện tiểu thư thẩm mỹ là như vậy. Hôm sau, kiêu dương hồng nhuận, thiên rộng rãi vân kinh. Tang Tang mang theo những đông đi khách sạn, a trung nhìn thấy tan tan hắt gầy trên mặt mang theo cười tô cô nương công tử vừa mới đi ra ngoài muốn chỉ chốc lát nữa mới trở về ta đây trong phòng hắn chờ hắn tan tan theo hầu bao lý sờ soạn ngươi cái ngân khối tử cấp a trung cho ngươi mua đường ăn a trung vui tươi hớn hở tiếp nhận đến hắn mang theo tan tan đến cửa viện liền không có đi vào tan tan nhường nhẫn đông cũng ở lại chỗ này cùng a trung ngoạn nàng một người đi vào tan tan vào triệu huyên trong phòng, nàng tìm một hoa hồng giao y ngồi xuống, nghĩ đến bản thân trước khi đi còn đã bái bái chung quỳ đại nhân, nàng cảm thấy hôm nay mới có thể thẳng khởi sống lưng. Nàng biết biết miệng, nhằm chán vô nghĩa ngẩn người, sau đó nàng hướng tới trong phòng nhìn một vòng. Lập tức ánh mắt của nàng bị một cái quen thuộc hồng hấp dẫn ở. Cái kia ngân chế bối hộp không lớn, đặt ở triệu huyên trên gối đầu, nhưng là bộ dáng tan tan đặc biệt quen thuộc. Tan tan nhíu nhíu mày, đi tới ngân chế bối hộp mặt trên điêu khắc tinh xảo truyền hoa dây mây tan tan mở ra nó là mơ sắc khẩu chi mà này hòm rõ ràng chính là nàng nguyên lai like khẩu chi hòm ma nghiến răng tan tan căm giận nghĩ đến lúc đó còn chuẩn bị cấp triệu huyên mới mua một cái không thành tưởng nguyên lai like này một cái ngay tại triệu huyên trên tay như thế nào phía sau bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn vèo một chút tang tang chuyển qua thanh triệu huyên đứng ở của nàng trước mặt nhàn nhạt xem nàng này làm sao ngươi đến tang tang đem bạc chế bối hộp lấy lên hung dữ hỏi triệu huyên gục đầu xuống nhẹ nhàng nở nụ cười này không phải là ngươi tặng cho ta sao tang tang túc hạ mi ta còn không có tặng cho ngươi nó đã không thấy tâm hơi lại muốn một chút tang tang giật mình ngươi hiểu ra là ngươi bắt nó nhặt được ngươi tìm ta nói đúng là này sao triệu huyên cúi mâu nhìn tan 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 hít vào một hơi huyên biểu ca ngươi ngày hôm qua cùng nhị biểu ca thi vấn đáp tán gẫu hảo sao triệu huyên nghe vậy trên mặt tươi cười vũ phát rực rỡ hắn đưa tay sờ sờ tan tan khuôn mặt vì nóng chỉ phút sờ qua tan tan chóp mũi đuôi lông mày tan tan nhịn không được lui về phía sau một chút triệu huyên cười cười ánh mắt ngầm có ý uy hiếp ta nói cho hắn biết không nên tưởng gì đó không cần mơ ước ngươi. Tang Tang nói không nên lời nói cái gì đến đây. Triệu Huyên buông tay, ánh mắt vi diệu, nhất tưởng đến nàng đem cửa sổ ô nghiêm nghiêm thực thực, lại thêm vào hôm nay nàng tới được nguyên nhân, Triệu Huyên sắc mặt liền hắt trầm lên. Ở Triệu Huyên kia tối nghĩa phức tạp trong ánh mắt, Tang Tang nha nha nói một câu, ta không nghĩ phải gã cấp nhị biểu ca. Triệu Huyên nghe vậy, tuấn tú trên mặt tràn ra một chút mỉm cười, ngoan. Tang Tang cắn cắn môi, có chút hối hận hôm nay đi lại, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhị biểu ca nói với ngươi cái gì. Nhắc tới này, triệu huyên khóe môi kiều độ công càng rõ ràng, không cần tưởng nam nhân khác. Tan tan nghe vậy, dè dặt cẩn trọng nhấp một chút môi, nàng cảm thấy chung quỳ đại nhân chẳng có tác dụng gì có, rõ ràng cũng đã hướng hắn học tập cả đêm, vì sao nàng xem gặp triệu huyên, không có hung đứng lên. Nửa ngày sau, triệu huyên lại kêu kêu tên tan tan, tan tan ngửa đầu triệu huyên đem tan tan trong tay mơ sắc khẩu chi cầm đi lại sau đó kéo ra cùng tan tan khoảng cách hỏi nàng thật thích này nhan sắc sao hắn cúi đầu nhìn thoáng qua khẩu chi ánh mắt lại dừng ở tan tan no đủ trên môi tan tan há miệng thở dốc đang định trả lời triệu huyên chỉ phúc đã đặt tại tan tan trên môi đừng nhúc nhích của hắn chỉ phúc quan ra khẩu chi chính nhẹ nhàng hướng tan tan trên môi cái đi tan tan chính ngửa đầu triệu huyên mâu quan chuyên chú coi như đang làm cái gì vô cùng thần thánh chuyện. Tan tan trong lòng kêu lên một tiếng, ngày hôm qua xem Trần Nhữ cảnh thất thố, nàng còn tưởng rằng huyên biểu ca nói với hắn nói cái gì, ảnh hưởng hắn, hôm nay xem ra, rõ ràng là triệu huyên chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Giây lát sau, triệu huyên buông tay ra, tan tan cánh hoa giống nhau trên môi lau tiên diễm khẩu chi, mang theo nhẹ hương khí, tuyết phu môi đỏ, triệu huyên cổ họng chuyển động từng chút. Xem triệu huyên rốt cục buông xuống tay, Tang Tang phiêu đảng tinh thần còn không có thu hồi đến, trước mắt liền tối lại. Tang Tang môi bị đổ thượng. Nguyên lai like hôn môi là mơ hương vị, đây là Tang Tang cái thứ nhất phản ứng. Sau đó chính là nàng bị hôn, bị Triệu Huyên hôn. Tang Tang kéo đến cùng Triệu Huyên khoảng cách thời điểm, thấy Triệu Huyên đáy mắt nhàn nhạt phi sắc, phi sắc bên trong còn có hưng phấn, cùng ra lâm mảnh hổ giống nhau. Ngươi, ngươi, Tang Tang theo bản năng sờ môi, sau đó ngón tay ướt sũng nàng trợn tròn mắt, đều không biết dùng cái gì biểu cảm xem Triệu Huyên. Triệu Huyên hiểu ra giống như liếm liếm môi, mỉm cười nói với Tang Tang, rất ngọt. Nói xong về sau, hắn lại xem Tang Tang, ngươi thích không? Không thích. Tang Tang mặt đỏ như là mùa xuân lý anh đào. Triệu Huyên ừ một tiếng, lại muốn cúi đầu đi hôn Tang Tang, Tang Tang ô ô kêu vài tiếng, Triệu Huyên lại thân đi lên, lúc này đây càng quá đáng, hắn còn đem đầu lưỡi thân tiến vào chờ Triệu Huyên nới ra tan tan thời điểm, tan tan ánh mắt đều là choáng váng, toàn dựa vào Triệu Huyên phù ở nàng trên lưng thủ, tài năng miễn cưỡng đứng vững. Thích không? Triệu Huyên lại hỏi. Tan tan lần này không muộn nghi, không ngừng gật đầu. Triệu Huyên tiếp tục mỉm cười, ngươi đã đến đây, liền theo giúp ta đọc sách đi. Tan tan không quá tưởng cùng Triệu Huyên đọc sách, Triệu Huyên ánh mắt đen sẫm hắt, nàng lại luôn cảm thấy như là một thất đói sói, đói sói cũng không ăn cái khác đồ ăn, chỉ nhìn chầm chầm bản thân xem. Đáng tiếc là, ở đói sói trước mặt, tan tan sức chiến đấu cơ hồ không có, vì thế chỉ có thể nghe hắn chỉ huy. Hai cái canh giờ sau, Triệu Huyên theo trong sách ngẩng đầu lên, đi trở về ngoan ngoãn nghe lời, không cần cùng có một số người lui tới. Tan tan nga một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại trước đáp ứng Triệu Huyên. Nghe vậy, Triệu Huyên lại thu hồi ánh mắt, xem hai giờ đều không có gì tiến triển bộ sách, đè huyệt thái dương, hắn đứng lên, hai người cách gần, hô hấp liền quấn quanh ở cùng một chỗ. Quá vài ngày ta muốn đi kiểm tra. Triệu huyên tâm tiếng nói nói với tang tang. Tang tang nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ ta đã biết. Triệu huyên mặt mày nan nhu hòa xuống dưới, ân, ngoan ngoãn chờ ta. Tang tang lại chớp mắt, mặc kệ động bất động triệu huyên ý tứ, nàng trước tỏ vẻ bản thân đã biết đến rồi. Hoang. lạnh lẽo ngón tay sờ qua tan tan hai gò má, tan tan bỗng nhiên cả người đều bốc lên tinh tế nổi da gà. Tan tan bị triệu huyên đưa đến tô gia chỗ đầu ngõ. ở triệu huyên dưới ánh mắt, tan tan đi đến tiến vào. tiểu thư, làm sao ngươi mất hồn mất vía? nhìn không thấy triệu huyên, nhẫn đông ẩn giấu một bụng lời nói, rốt cục dám nói ra. tan tan vừa bước qua cửa, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua màu trắng bóng lưng tuy rằng đã hướng tới tương phản phương hướng đi tới, nhưng là tan tan có loại cảm giác, nàng khả năng thật sự muốn hòa triệu huyên cả đời liên lụy ở cùng nhau. Thời gian nhoáng lên một cái mà qua, liền đến thi hội. Sáng sớm, Tô Triệu Thị cố ý Trần Nhữ Cảnh chuẩn bị các thức điểm tâm, lương khô. Các nàng đưa Trần Nhữ Cảnh đến Tô Phủ Đại Môn Khẩu liền dừng lại, tiếp theo Tô Diệp cùng Tô Nhiên đem hắn đưa đến cống cửa viện. Tang Tang lại nghĩ đến Triệu Huyên, nàng miếm miếm môi, liền nghe thấy Tô Trần Thị kêu nàng đi vào. Tan tan ai một tiếng, sau đó cũng không có thời gian tưởng nhiều như vậy, Tô Trạch Lan cũng tống gia công tử tống mân hôn sự không sai biệt lắm có mặt mày, đã nhiều ngày đang ở nạp thải vấn danh, tan tan quan sát mấy ngày Tô Trạch Lan biểu cảm, phát hiện nàng cười bộ dáng hơn chút, thuyết minh đối này cọc hôn sự cũng vừa lòng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên trừ bỏ cha mẹ hỏi thăm, Tô nhiên cùng Tô Diệp hai cái Tô gia Nam Đinh cũng có bản thân phương pháp đi cẩn thận thám thính này tống mân người này. Tang Tang theo bọn họ hai cái chỗ nào biết được kết quả cùng cha mẹ giống nhau là cái thanh niên tuấn tài thế này mới yên tâm. Bất quá này cũng chỉ là vừa mở đầu nếu thành thân chỉ sợ cũng phải đợi cái một năm rưỡi tái. Huống chi rốt cuộc là ở Thanh Châu vẫn là kinh thành này cũng không từng quyết định. Kế tiếp thất ngày Tang Tang mỗi ngày đều cảm thấy trải qua chậm khả chờ thất ngày kết thúc về sau, tan tan lại cảm thấy chẳng như vậy chậm, vẫn là rất nhanh. Bọn họ quyết định cùng đi tiếp nhân, tan tan người một nhà đứng ở cống cửa viện, xem một cái lại một cái thể xác và tinh thần mệt mỏi cử tử theo trong phòng mặt đi ra, trước cho Trần Nhữ Cảnh xuất ra, là Triệu Huyên. Tan tan thấy hắn, kỳ kèo nửa ngày, đi tới, Huyên biểu ca, ngươi còn tốt lắm. Ở trường thi lý sinh hoạt 7 ngày 7 đêm, triệu huyên cùng này xanh trắng nghiêm mặt sắc xuất ra nhân thật không giống với hắn thân thể thẳng thắn sắc mặt ửng đỏ vẫn là rất có tinh thần khí nhi ngươi chờ ta triệu huyên nghiêm cẩn xem tan tan khoảng cách lần trước gặp mặt không sai biệt lắm qua tiểu nửa tháng thời gian không thể không nói là cái thứ tốt tan tan lần trước đi ra triệu huyên phòng còn mặt đỏ tai hồng hiện thời cũng có thể bình thường ở chung tan tan nghe ra đến đây nàng giống như lanh lợi chớp chớp mắt ta chờ ngươi, nhóm. Nhóm là ai, không cần nói cũng biết. Giờ phút này, Tô Diệp, Tô Trạch Lan các nàng cũng đều đi lại, tin tưởng huyên biểu ca nhất định có thể cao trung. Chỉ có tan tan trong lòng đặc biệt nắm chắc, triệu huyên đời trước thành tích sẽ không kém, đời này học tập thời gian lâu, chỉ cần bình thường phát huy, tan tan cảm thấy hắn nhất định rất tốt. Tan tan, Tô Diệp, các ngươi đều đến đây. Lúc này, phía trước một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tang Tang đảo mắt vừa thấy, là Trần Nhữ Cảnh. Nhữ Cảnh biểu ca, ngươi. Tang Tang nghe thấy được Trần Nhữ Cảnh thoáng mỏi mệt thanh âm, theo bản năng quay đầu. Sau đó chú ý tới mặt sau người nào đó ánh mắt mát vài phần, Tang Tang thanh âm không tự chủ nhỏ chút, xuất ra. Trần Nhữ Cảnh nhìn đại gia, mỏi mệt trong mắt hiện lên một tia thần thái, các ngươi mấy nữ hài tử thế nào đi lại, hôm nay trường thi bên ngoài như vậy chen. Tô Trạch Lan liền nói, trong nhà cũng là nhàn rỗi, không bằng quá đến xem. Trần Nhữ Cảnh liền ngẩng đầu nhìn Triệu Huyên, thật sự rất khéo, bọn họ hai người hào xá cư nhiên là kề bên, bất quá làm bảy ngày hàng xóm, Triệu Huyên xem sắc mặt của hắn như trước vẫn là thật không tốt. Hắn lại nghĩ tới ngày đó Triệu Huyên đối lời nói của hắn.